Chương 2360, Thiên sứ Cấm Nguyên. Thấy một lần cái này thần phách tinh nguyên đan phương mục phong là trong nháy mắt liền muốn minh bạch, vì cái gì ra cát đan thanh trước đây muốn có được trên người hắn thần huyết, vì thế cùng mình kết xuống thù hận. Người chết vì tiền chim chết vì ăn a, à, cuối cùng bởi vì lợi ích hai chữ, nếu không phải đây hết thảy, Mục Phong còn chưa nhất định có thể cùng ra Cát Đan Thanh trở mặt đánh giết hắn. Vậy cái này bình đan dược, xem trên quyển trục thần văn, hẳn là thần phách tinh nguyên đan. Mục Phong nhìn qua kia còn lại ba cái đan dược thần phách tinh nguyên đan thầm nghĩ trong lòng. Hơn 400 khối vũ thiên thần tinh, tăng thêm cái này thần cấm đan phương, có thể nói là thu hoạch to lớn, ra các đan thanh thế giới bên trong còn thu thập nhiều như vậy thần dược đỉnh cấp tiên dược, thu hoạch phong phú. Mục Phong còn cố ý dò xét một cái, kia tam thập tam gốc thần dược, phần lớn đều là thần phách tinh nguyên đan bên trong luyện chế cần nguyên bộ dược liệu, hiển nhiên những năm này ra các đan thanh cũng vẫn luôn đang thu thập mà lại thu thập đủ. Thần phách tinh nguyên đan, tăng thêm cỗ này thần thể, ha ha, ra cát đan thanh, ta mục phong thật đúng là nên cảm tạ ngươi trước đây như thế tính kế ta đây, bạch bạch đưa ta trận này cơ duyên tạo hóa. Mục phong nhìn qua ra cát đan thanh thần thể cười nhạt. Hắn mới bỏ mặc cái gì thần cấm không thần cấm, chỉ cần có thể tăng lên tự mình, làm bản thân mạnh lên thực lực, đồ đần mới không sử dụng. Cái gọi là thần cấm đan phương, bất quá là vậy cái này người cầm quyền sợ đan phương ảnh hưởng tự mình thế lực mới cấm lưu thông sử dụng bây giờ tự mình tổng hợp lực lượng đã cũng cùng thiên tôn một trận chiến chính là không biết rõ hai tộc một tông còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì sát chiêu không có mục phong thầm nghĩ trong lòng bây giờ thực lực mình đã có thể nói đứng ở giới này đỉnh phong liên hợp thế lực cũng hoàn toàn có thể cùng hai tộc một tông lấy biết lực lượng một trận chiến chính là không biết rõ hai tộc một tông còn có hay không ẩn tàng cái gì cường đại át chủ bài bất quá có thể xác định là bây giờ hắn thực lực thế lực cách báo thủ đại kế bắt đầu đã không xa Cửu U thần lực đột phá tới đỉnh phong, Tam Nguyên giao thái liền đã có thể cùng Thiên Tôn một trận chiến, Tu La thần lực là hiện nay nhanh nhất có thể tu hành đến đỉnh phong một đạo, đi đầu Tu La. Mục Phong trong lòng có tự mình quy hoạch, hắn nhìn qua cỗ này thần thể, thu nhập tự mình nội thế giới bên trong, trước không vội sử dụng. Mở ra cửa phòng, thân hình thoát một cái, Mục Phong biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc tới đến Tu La thần điện Tu La chủ thần giới truyền tống trận chỗ. Vương thượng chung quanh trọng binh chấn giữ các cường giả vừa nhìn thấy mặt, từng cái cung kính quỳ xuống hành lễ. Mục Phong mỉm cười gật đầu ra hiệu, tâm niệm vừa động, trực tiếp truyền tống nhập tu la chủ trong thần giới. Hắn đi vào to lớn tu la trong lòng, có chuyên môn thuộc về chính hắn tu hành đạo đài, ngồi xếp bằng, vận chuyển tu la thần điển tâm pháp, từng sợi ẩn chứa cường đại thần lực huyết khí tuôn hướng Mục Phong thân thể, bị hấp thu luyện hóa thành tu la thần lực, tăng lên tu la thần lực tu vi. Bắc Hải Tiên vực, ra các đan thanh thành thiên tôn, bị Mục Phong đánh giết tin tức đã thông qua tổ chức tình báo, truyền đến thời khắc chú ý Nam Hải động tính, Tu La Thần Điện động tính hai tộc một tông. Hai tộc một tông cao trấn dung mạnh, thiên tàn đảo rút lui đơn, ra cát đan thanh đột phá thiên tôn cũng bị đánh giết tình báo, nhưng hai tộc một tông tộc trưởng đám tông chủ không có chỗ nào mà không phải là tâm thần có chút không tập trung, ngày đêm bất an. Vũ nhân tộc, Tây Môn bá nhất sau khi biết được càng là không kiềm chế được nỗi lòng, tại chỗ phát tiết một trận, nện đến phủ đệ mình không có đồng dạng hoàn hảo chi vật tôi tớ thị vệ trong ba ngày cũng không có có dũng khi tới gần hắn đường đường một vị thiên đế càng là bởi vì như thế vậy mà sinh một trận bệnh nặng vũ nhân tộc bên trong nơi nào đó đặc thù cấm địa đây là một chỗ cộp uyên nơi đây thời khắc lượn lờ xương mù màu đen không có một ngọn cỏ tu vi không thấp tiên đế cảnh giới bách nhân đội ngũ thời khắc ở chỗ này đóng quân còn có một vị thiên đế tỏa trấn toàn bộ cộp uyên càng là khống chế đặc thù trận pháp chi lực thiên sứ cấm uyên cái này thiên sứ tộc tuyệt đối cấm địa thời khắc bị thần trận phong ấn, bị thiên đế cường giả trông coi địa phương. Nơi này không phải cái gì đất lành để tu hành, tương phản, nơi này là giam giữ thiên sứ tộc bên trong, phạm phải quá nặng tội lỗi lớn tộc nhân địa phương. Tây môn bá nhất nện bước nặng nề bộ pháp tiến vào thiên sứ cấm nguyên bên trong, sau lưng còn đi theo Bắc minh gia chủ, đông giã gia chủ, nam huyền gia chủ bốn người. Đi vào cốc khẩu trận pháp cấm cánh cửa chỗ, kia bách nhân đội ngũ, còn có một vị người mặc áo bảo đen vũ nhân tộc cường giả cản lại bốn người. Bốn vị gia chủ, người này có chút ôm quyền hành lễ, là một tên gầy gò lão nhân, hốc mắt hãm sâu, nhãn thần sắc bén. Ti tên trưởng lão, bốn vị gia chủ cũng hơi cung kính thi lễ, lão nhân kia cũng là một vị đỉnh phong thiên đế, thực lực cường hãn, một mực tỏa trấn trông coi nơi đây. Nhóm chúng ta muốn đi vào cấm huyên, mang ác mộng linh ra. Tây Môn bá nhất trầm giọng nói, "Mang ác mộng linh?" Ti tên trưởng lão sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, "Xảy ra chuyện gì sao?" Trùng tộc đã gặp phải một nguy cơ lớn nhất định phải xuất động nó tây môn bá nhất ngưng trọng nói ác mộng linh thế nhưng là đem kiếm hai lưỡi a à, nếu là mang đi ra ngoài nghĩ tại mang về phong ấn nhưng liền không có dễ dàng như vậy Ti tên trưởng lão ngưng trọng nói nhóm chúng ta tứ đại gia chủ đều đã quyết định tốt vận dụng ác mộng linh tương lai hết thảy hậu quả nhóm chúng ta gánh chịu đông giã gia chủ trịnh trọng nói bốn người đồng thời xuất ra gia chủ lệnh Ti tên trưởng lão do dự một chút về sau mới nói tốt a à? không hơn trăm năm, chỉ có trăm năm thời gian, nếu là tỉnh lại, trong cơ thể nó phong ấn chỉ có thể khống chế nó trăm năm thời gian, nếu là trong vòng trăm năm không lần nữa mang về phong ấn, đôi kia nhóm chúng ta toàn bộ thiên sứ vực đều sẽ là một trận hạo kiếp. Bốn người gật đầu, sau đó cái này ti tên trưởng lão mở ra trận môn, đám người cùng nhau bước vào bên trong cốc. Bên trong trong cốc, hai bên hắc sắc đặc thù trên vách đá dựng đứng, có không ít người bị xuyên thủng xương tỳ bà, thần khóa tại trên vách đá dựng đứng rất nhiều người đều khô gầy như củi xanh sao vàng vọt toàn bộ nhờ sinh mệnh bản nguyên treo tự mình một cái mạng có vũ nhân tộc người cũng có ngoại tộc người gia chủ ta sai thả ta ra ngoài đi gia chủ đông giã lão tặc người chết không yên lành mơ tưởng được ta gia tộc truyền thừa bảo tàng vị trí các người bọn này cường đạo ác tặc a à, giết vợ con ta tộc nhân các người bọn này dối trá ác tặc a à, có gan lại quan lão tử một vạn năm vừa tiến vào bên trong trong cốc từng đạo tiếng cầu xin tha thứ tiếng mắng chửi sen lẫn cùng một chỗ, bị khóa ở trên vách đá dựng đứng những người này nhao nhao tỉnh lại, có đau khổ cầu xin tha thứ, cũng có giận mắng hoán hận chấn thiên. Có tư cách nhốt tại nơi này, chỉ ít đều là tiên đế cảnh giới cường giả, còn có giá trị lợi dụng. Đám người không để ý tới những này đủ loại thanh âm, đi vào trong cốc chỗ sâu nhất. Cái gặp chỗ sâu nhất trung tâm, có một phương kim sắc quang trận bao phủ, quang trận trung tâm, có một tôn dị hình tượng đá. Cái này dị hình tượng đá cao có 3 mét, đầu lâu giống cá sấu, cái mũi tựa như sừng tê giác nhếch lên, diện mục dữ tợn, sinh trưởng thân người thân thể, cánh tay hai chân dày đặc dày đặc lân giác, móng vuốt sắc bén như đao, người mặc bằng đá áo giáp, sau lưng còn có một cái hạt tử đồng dạng cái đuôi dài có hơn 3 mét. Nó trên thân thể, còn vần quanh từng vòng từng vòng thần liên phong tỏa, đây cũng là quái vật gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 2361, Thượng Cổ Hung Thần ở một bên trận pháp đài điều khiển chỗ, có bốn phía lõm ấn lỗ, bốn tên gia chủ đem gia chủ mình làm cho để vào trong đó, bốn vị gia chủ lệnh phóng xuất ra từng đạo kim quang, kia khống chế tượng đá trận pháp tán đi. Răng rác, trận pháp tán đi về sau, tượng đá này bên ngoài thân, tiếng tạch tạch vang lên, từng đạo khe hở vỡ vụn, từng tầng từng tầng ra đá chóc ra, lộ ra đen như mực lân giáp quang trạch, phát ra như kim loại cảm nhận. Răng rác răng rác, bành, mảnh đá toàn bộ vỡ vụn, bạo tạc vỡ ra, giống một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ quanh quẩn tại cốc uyên bên trong thanh âm kinh khủng sóng âm chấn động đến hẻm núi từng đợt lay động cái này tiếng giống giống như rồng mà không phải là rồng giống như ngạc không phải ngạc cực kỳ quái dị bốn vị gia chủ cũng nhịn không được che lỗ tai sắc mặt có chút thống khổ đầu cũng ong ong kêu vang a à, phốc phốc trong cốc cái khác bị phong tỏa thần lực tiên lực phong ấn cường giả càng là kêu lên thảm thiết trong lỗ tai cũng tràn ra tiên huyết nghe xong lấy tiếng giống trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi thanh âm này là ngạc linh ngạc linh thức tỉnh kia trước đó nhục mạ đông dã ra chủ người kinh hãi nói ngạc linh phụ nhân tộc điên sao làm sao lại tỉnh lại ra hỏa này ngạc linh phong tỏa trong cốc người phảng phất cũng biết rõ quái vật kia lai lịch từng cái kinh hãi lên tiếng nhớ tới vô số vạn năm trước hồi ức lão ca ngạc linh là cái gì một cái bị phong ấn nam tử kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh lão giả cái này lão giả khuôn mặt tiều tụy còn tại đắm chìm trong một tiếng này trong rung động cái này lão giả lấy lại tinh thần, trầm giọng nói cái này ngạc linh, lại tên ngạc thần, là một tôn cực kỳ đáng sợ viễn cổ đại hung thần A. Hắn tự lầm bẩm lâm vào trong hồi ức, nói thương cổ thiên sứ vực vừa mới thành lập sự tình, trong vũ trụ, một tôn hung thần theo lên vũ trụ dáng lâm tiên giới, nó háo sắc thành tính, lại thích ăn nhất người tim gan, lúc ấy không biết rõ tại thiên sứ vực bên trong phạm phải bao nhiêu sát kiếp, hủy thành đồ địa, thiên đế tại trước mặt nó nhỏ yếu đến như là hài nhi, đau thương không bằng, thần khí khó thương kém chút hủy thiên xứ vực. Lúc ấy, không biết rõ bao nhiêu thiên đế đại năng chết tại nó trong tay miệng dưới, thậm chí thiên tôn cũng lấy nó không thể thế nhưng, thậm chí kém chút bị đánh giết, về sau vũ nhân tộc nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới, mời được lên vũ thần linh hạ giới, đều chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn cái này nhiệt xúc không cách nào đánh giết nó, mà kia hung thần liền bị phong ấn ở cái này cốc huyên chỗ sâu nhất, thống trị Bắc Hải Tiên vực nhất đoạn hắc ám tuế nguyệt, bây giờ nhớ tới kia nhất đoạn tuế nguyệt, vẫn như cố cảm thấy kinh khủng nó cũng được xưng là Bắc Hải Ngạc Thần, tứ đại gia chủ làm sao lại đem nó tỉnh lại, vũ nhân tộc, hiện tại gặp phải biến cố gì. Cái này vũ nhân tộc lão giả cả kinh nói, không biết rõ hắn bởi vì chuyện gì, mà bị phong ấn phong tỏa ở chỗ này. Khung thần Ngạc Linh, Ngạc Thần, nam nhân này cũng là kinh ngạc không thôi, dầm dầm, trận đài bên trong, cái kia vốn là tượng đá Ngạc Thần thức tỉnh, một đôi tinh hồng đôi mắt để lộ ra chỉ có ngang ngược cùng hung tàn, đen như mực lân giáp không thể phá vỡ, trên thân đặc thù vẩy khải càng là lực phòng ngự kinh người. Oanh, một đạo hung sát chi khí ngưng tụ máu cầu vồng sông lên cốc đính phòng ấn không gian, không biết rõ nó giết bao nhiêu người, khả năng ngưng tụ nhiều như vậy hung sát chi khí. Nó giấy dụa thần liên, thần liên lôi kéo đến vang lên ảo ảo, bất quá, thần lực trong cơ thể bị giam cầm, nó cũng không tránh thoát cái này thần liên. Chim nhân tộc, các ngươi có dũng khí phòng ấn bản tọa nhiều như vậy năm, bản tọa muốn lại xuất hiện mặt trời thời điểm, nhất định phải ăn sạch ngươi toàn tộc ngạc thần gào thét nhìn về phía bốn tên gia chủ nó gào thét ở giữa phun ra từng đợt hôi thối cuồng phong hỗn hợp nước bọt thổi đến bốn vị gia chủ cũng lui lại liên tục bắc hải ngạc thần người tốt nhất thành thật một chút tin hay không lập tức lại đưa người biến thành tượng đá nam huyền nhà nam huyền nhã chủ thân vì nữ tử chịu không được đối phương hôi thối phẫn nộ quát hắc hắc tiện nữ nhân có mấy phần tư sắc a à, có dũng khí đối bản tọa gọi rít gào muốn thử xem bản tọa dưới hông thần uy sao ha ha, ha, ha. Ngạc thần cười ta nói, nhìn qua nam huyền gia chủ kia một đôi nhanh chen bể váy áo vô cùng sống động đầy đặt, đều nhanh chảy ra nước bọt, phía dưới thậm chí trực tiếp lên phản ứng sinh lý. Xâm tiện xúc sinh, nam huyền gia chủ gương mặt xinh đẹp băng hàn, các ngươi lại có gan tỉnh lại bản tỏa, muốn chết sao? Cái này ngạc thần lộ ra giữ tợn răng nanh gần giọng nói. Tây môn bá nhất âm thanh lạnh lùng nói, bác hải ngạc thần, người không muốn lại thấy ánh mặt trời, khôi phục tự do. Bắc Hải ngạc thần nghe vậy thường nhân đầu lâu lớn tinh hồng con người nhíu lại, nói bản tòa tự nhiên nghĩ, ta nằm mộng cũng nhớ lại nếm thử các ngươi vũ nhân tộc cánh hương vị, nhân tộc tiên nhân tâm can hương vị, còn có nữ nhân tư vị, làm sao, ngươi có dũng khí phóng bản tòa ra ngoài. Không sai, ta có thể cho ngươi một đoạn thời gian lại thấy ánh mặt trời cơ hội, cũng có thể cho ngươi cung cấp huyết nhục, thậm chí nữ nhân, bất quá, người nhất định phải nghe ta, không phải vậy, ngươi liền vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi này đi. Tây môn bá nhất âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử, tổ tiên của ngươi thiên tân vạn khổ mới phong ấn ta, ngươi lại muốn thả ta ra ngoài, ngươi điều kiện là cái gì? Ngươi không sợ ta hủy diệt ngươi vũ nhân tộc sao? Hắc hắc, bản tỏa thế nhưng là hận các ngươi vũ nhân tộc lắm đây, hận không thể ăn sạch các ngươi vũ nhân tộc, gian sát sạch sẽ các ngươi tất cả nữ nhân. Bắc Hải ngạc thần cười ta, ta có thể thả ngươi, tự nhiên cũng có thể phong ấn ngươi, ngươi hẳn là cảm thụ được trong cơ thể ngươi ta tiên tổ lưu phong ấn, chỉ cần ngươi không nghe lời, Ta tùy thời có thể lấy phát động cấm thuật để ngươi biến trở về tượng đá phong ấn ngươi. Về phần điều kiện rất đơn giản, dẫn ngươi ra ngoài nhấm nháp nhấm nháp tu la tộc huyết nhục tư vị. Chỉ cần ngươi giúp ta giết một người, một cái thiên đế. Tây môn bá nhất lạnh lùng nói, ha ha, đơn giản đơn giản, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, đừng nói một người, mười người, vạn người, một thành một vực người, bản tỏa cũng giúp ngươi giết. Ta rất ưa thích giết người ăn người. Bắc hải ngạc thần cười to nói, mấy vị gia chủ thận trọng cân nhắc a. À, nếu thả nó ra, tiên tổ lưu lại trong cơ thể nó phong ấn cũng chỉ đủ có thể phong ấn nó một lần, trăm năm thời gian. Ti danh trưởng lão lại lần nữa nhắc nhở cảnh cáo nói: "Quản không nhiều như vậy, Ngạc Linh còn có thể khống chế, nếu như không thả nó ra đối phó người kia, người kia cũng đủ để hủy diệt nhóm chúng ta vũ nhân tộc a, hắn nhưng là không bị khống chế." Tây Môn bá nhất truyền âm nói, trong lời nói lại tràn ngập bao nhiêu bất đắc dĩ. "Gia tộc, đến cùng gặp phải cái gì nguy cơ?" Ti danh trưởng lão kinh ngạc hỏi. Tây môn bá nhất đem mục phong sự tình cho hắn nói về sau, đối phương nghe xong cũng rung động đến thật lâu không nói nên lời. Tiểu tử, còn không mau phóng lão tử, người đang chờ cái gì? Bắc hải ngạc thần không nhịn được nói, nó đã đợi không vội. Bốn tên gia chủ lại đồng thời hướng gia chủ làm cho bên trong tràn vào thần lực, mà bó kia buộc cố định Bắc hải ngạc thần thần liên bên trên, thần văn biến mất không thấy gì nữa. Cang, 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 ngay tại cái này đồng thời, thần liên trực tiếp bị Bắc hải ngạc thần kinh khủng cự lực giấy ruộ vỡ nát, cả người bành một tiếng hóa thành tàn ảnh đột nhiên hướng mấy người phóng tới, sắc bén có thể so với thần khí móng vuốt khấu trừ giết mà tới. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, bị một màn này đám người sợ đến sắc mặt đại biến. Cảm tạ các đại ca giải phong, đa tạ các đại ca một mực ủng hộ, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2362, Thái thượng rõ ràng huyền. Cái gặp ti danh trưởng lão bị bác hải ngạc thần một chảo chế trụ cổ, khác một đạo móng vuốt, đã đâm vào ti danh trưởng lão lồng ngực, theo hắn trong lồng ngực, móc ra viên kia máu me đầm đìa, còn tại nhảy lên thiên sứ chi tâm. Ung ục ục, ti danh trưởng lão yết hầu phát ra lộc cộc thanh âm, miệng lớn tuôn ra tiên huyết, một đôi mắt chừng đến lão đại. Tê trượt, bác hải ngạc thần liếm láp khỏa này phát ra nhu hòa bạch quang thiên sứ chi tâm, biểu lộ si mê, nhiều để cho người ta hoài niệm hương vị A. Ngạc Linh, Tây môn bá nhất gầm thét, người muốn được lần nữa phong ấn sao? Bắc hải ngạc thần ngang ngược con người liếc mắt một cái tây môn bá nhất, khặc khặc cười lạnh, lại đem thiên sứ chi tâm thả lại ti danh trưởng lão lồng ngực. vung tay lên, ti danh trưởng lão bành một tiếng nện ở cốc huyên trên vách, miệng phun tiên huyết, e ngại nhìn qua cái này ngạc bài nửa người thân Bắc hải ngạc thần. Gia hỏa này, bị phong ấn nhiều năm như vậy, thần lực cũng không có, lực lượng cơ thể cũng mạnh như vậy. Đông giã gia chủ đông giã hạo cả kinh nói, muốn cho lão tử giết người, chuẩn bị cho ta một vạn cái tiên nhân huyết thực, còn có một trăm cái tuyệt sắc mỹ nữ. Bắc Hải ngạc thần nhìn qua tây môn bá nhất cười gần nói, cá sấu bờ môi cong lên, lộ ra một ngụm răng nanh. Tốt, ta bằng lòng ngươi, tây môn bá nhất gật đầu, một tôn đến từ viễn cổ hung thần, phá phong xuất thế. Thái thượng tố nữ tông, cái này Bắc Hải tiên vực, duy nhất lấy nữ tính làm chủ đạo tông môn. Thái thượng cung, một mảnh băng thiên tuyết địa, bao phủ trong làn áo bạc, óng ánh sáng long lanh cung điện đẹp luân mỹ huyễn. Oanh, đột nhiên, thái thượng cung trong, một đạo kinh người năng lượng cột sáng phóng lên tận trời, cái này năng lượng cột sáng là lam đỏ chi sắc, băng cùng hỏa, rét lạnh cùng cực nóng hai loại này lạnh lượng lẫn nhau giao hòa chiếu giỏi. Vốn là thủy hỏa bất dung tương khắc hai loại này năng lượng, giờ phút này lại là hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, hình thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Cái này năng lượng cột sáng khí thế bay thẳng thiên vũ, thậm chí xông phá phương này tiên giới tầng khí quyển không gian bích trướng, xâm nhập 9 vạn mét phía trên tinh không, khí thế đáng sợ, rung động toàn bộ thái thượng tố nữ cung, vô số mỹ mạo động lòng người nữ tử chấn kinh nhìn về phía đạo này năng lượng ánh sáng cầu vồng. Thái thượng cung chủ thiên tuyết cung chủ trong đôi mắt đẹp tách ra không đồng nhất xóa kinh hỉ thần quang. Thiên tôn khí tràng, âm dương thần ngọc quả nhiên nghịch thiên, tổ sư lưu lại bảo vật này coi là thật có dung chuyển tiên giới năng lượng. Thiên tuyết cung chủ thì thảo nói, trong đôi mắt, cũng có một cỗ hâm mộ. Chỉ tiếc, chỉ có thái thượng tố nữ kinh tu hành đến trí tình quy chân cảnh giới khả năng luyện hóa trưởng khống loại lực lượng này a. À năng lượng ánh sáng cầu vồng dần dần tán đi, phía trên không gian vặn vẹo, một tên người mặc thanh sắc váy áo, tóc dài ba ngàn dung nhan xinh đẹp dịu dàng động lòng người tiểu gia bích ngọc nữ tử theo cửa cung chậm rãi đi tới, hai tay cánh tay ngọc kéo một vòng bạch sắc dài lăng. Uyển Nhi, Thiên Tuyết cung chủ vội vàng ninh đón, đánh giá nữ tử, kinh hỉ nói: "Âm Dương thần ngọc, người luyện hóa bao nhiêu?" Sư tôn, Uyển Nhi khuất thân, có chút thi lễ, thanh âm yếu đuối dễ nghe. Luyện hóa năm thành đi, âm dương thần ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức bành trướng quyền nhi nói khẽ năm thành liền đã đạt tới cảnh giới này thiên tuyết cung chủ nhịn không được hít sâu một hơi bất quá ta đã không thể ở chỗ này tiếp tục hấp thu bởi vì cái này vị diện pháp tắc hạn chế ta công lực đã không thể tải tiến một bước quyền nhi lại nói cũng thế người tương lai nhất định là tiến về bên trong nguyên tiên vực đi vật lộn càng cao thiên hơn không bất quá thứ ba trước ta thái thượng tố nữ tông còn cần ngươi là nhóm chúng ta dương một lần uy danh thiên tuyết cung chủ nói, tạm thời ta sẽ không đi bên trong nguyên tiên vực, ta còn phải đợi lấy hắn, hắn nói qua, hắn không lâu liền sẽ đến cưới ta. Uyển Nhi cười nói, nhớ tới người kia, khuôn mặt phía trên đều là hạnh phúc ý cười. Mục phong tiểu tử kia sao? Tiểu tử kia bây giờ tại tiên giới cũng là danh tiếng đang vượng A, lực lượng một người, thật đúng là dẫn đầu tu la tộc tại Nam Hải tiên vực quật khởi, bất quá hắn thiên phú, đến cũng xứng được ngươi. Thiên tuyết cung chủ biết rõ Uyển Nhi nói là ai? Đúng, Gần nhất ta thái thượng tiên vực cảnh bên trong, phụ thuộc hỏa lan thiên tông những năm này âm thầm liên tục nhiều mặt thế lực, nghĩ lật đổ ta tông thống trị chính quyền, ta đang chuẩn bị tập kết nhân mã chân áp bây giờ ngươi xuất quan vừa vặn, lấy ngươi chịu uy, vừa vặn dương ta tông chi danh, ta ngược lại muốn xem xem các phương ngấp nghé ta tông tiêu nhỏ còn có người nào lòng phản nghịch. Thiên tuyết cung chủ đột nhiên lạnh lùng nói, tại tiên vực bên trong, nữ tính làm chủ đạo chính quyền thế nhưng là không dễ dàng, dù sao đây là thực lực phi tôn một cái thế giới, Nam nhân lại là một đám giá tâm so nữ nhân còn nặng giống loài, đối với nam nhân mà nói, đa số nữ nhân đều chỉ là phụ thuộc phẩm, thậm chí là tài nguyên đối đãi. Mà Thái thượng Tố nữ tông quả thực là nữ tính làm chủ, giết ra một mảnh nữ quyền làm trọng thiên địa, tại Thái thượng tiên vực con dân trong gia đình, nhất gia chi chủ đều là nữ nhân. Tại loại ảnh hưởng này phía dưới, Thái thượng tiên vực phạm vi bên trong nam tính làm chủ thế lực trong lòng tự nhiên cũng có không phục cùng nghịch phản chi ý. Hỏa Lan Thiên Tông, Uyển Nhi lông mày hơi nhíu, lập tức một cỗ đáng sợ thần niệm quét sạch khuếch tán mà ra, không biết lan tràn hướng bao nhiêu ngoài trăm vạn dặm hỏa lan thiên tông địa vực, bao phủ kia một mảnh xây dựng ở núi lửa nham tương tiên hải lên thành thị. Ta đi một chút liền đến, Uyển Nhi nói khẽ, đáy mắt hiện lên một tia không phù hợp nàng uyển chuyển hàm xúc khí chất sát khí. Không gian vạn vẹo, Uyển Nhi thân hình đã biến mất tại thái thượng tố nữ cung trên không. Bản thân cảm giác, Uyển Nhi có vẻ như mới là trong thế giới này lớn nhất khí vận chiếu cố người, một đường lấy bật hách nhân sinh quật khởi. Hỏa Lan Thiên Tông, Thái Thượng trong tiên vực trừ Thái Thượng Tố Nữ Cung bên ngoài lớn nhất một cái thế lực, toàn tông lấy tu hành hỏa hệ thần công làm chủ. Hỏa Lan Cung trong, 38 vị người mặc ngọn lửa màu đỏ văn bào thân ảnh ngay tại tổ chức cái gì hội nghị. Trong đó một tên mọc ra hồng sắc mày rậm, dáng vóc nam tử khôi ngô trầm giọng nói, thế lực khắp nơi chuẩn bị đến như thế nào. Hỏa Lan Thương, Hỏa Lan Thiên Tông Cung Chủ, kia ba tông đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ tông chủ ngài hiệu lệnh. Đến lúc đó 60 tôn thiên đế, tám ngàn tiên đế đồng thời giết vào thái thượng cung lật đổ thái thượng tố nữ tông kết thúc thái thượng cung bọn này tiện nữ nhân thống trị một tên hỏa lan tiên đế cười lạnh nói như một đám nữ nhân cưỡi tại trên đầu thời gian cũng nên kết thúc hỏa lan thương hung quang nở rộ có đúng không ngươi cho rằng các người bọn này con kiến lại có thể nhấc lên sóng gió gì mà lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn tại hỏa lan cung trên không ai trong điện mọi người sắc mặt đại biến từng cái ngẩng đầu nhìn trời thần niệm quét sạch mà ra. Cái gặp trên không, một tên người mặc áo xanh tay sắn lụa trắng, 20 tuổi phương hoa bộ dáng mỹ nhân lẳng lặng đứng tại hư không bên trong. Bạch, bạch, hỏa lan thương đẳng 38 vị thiên đế xuất hiện giữa không trung, nhìn qua cái này nữ nhân có chút kinh ngạc. Là thiên tuyết cung chủ thân truyền đệ tử Vân Thanh Uyển. Một tên thiên đế nhận ra Vân Thanh Uyển thân phận, cái này nữ nhân tại sao lại ở chỗ này? Hỏa lan thương đôi mắt nhíu lại, cười nói, Vân tiên tử, không biết đến ta tông có gì muốn làm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2363, Cái Thế Lưỡng Cực Không phải mới vừa có người nói có người muốn lật đổ Thái Thượng Tố Nữ Tông Thống trị chính quyền sao, bản tọa tới xem một chút, các ngươi như thế nào lật đổ. Vân Thanh Uyển lãnh đạm nói, khí chất cùng trước đó Tố Nữ Tông thời điểm hoàn toàn khác biệt, lăng lệ bá đạo. Mọi người sắc mặt khẽ biến, cái này Vân Thanh Uyển lúc nào dùng thần niệm nghe được bọn hắn nói chuyện trong điện có ngăn cách thần niệm pháp trận, mà lại, bọn hắn cũng không có phát hiện mảy may. Hỏa Lan thương cười ha ha một tiếng, nói, Vân Tiên Tử nói giỡn, nhóm chúng ta tại sao có thể có như thế lòng phản nghịch. Mấy tông còn không có tập hợp đủ, hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm. Các ngươi cũng không cần trang tiếp, vừa rồi các ngươi nói chuyện ta nghe được nhất thanh nhị sở. Vân Thanh Uyển cười lạnh, như là xem một cái ngay tại che giấu thằng hề. Hỏa Lan thương đám người trên mặt tiếu dung dần dần biến mất, lạnh như hàn xương, từng đạo thân hình phân tán ra, vây lại Vân Thanh huyền, Thần lực bao phủ, hóa thành từng đạo lĩnh vực bao phủ tại phương này thương khung. Vân Tiên Tử đã lời nói cũng nói thấu, hôm nay cũng không thể thả ngươi rời đi. Hỏa Lan Thương Băng lãnh nói, Vân Thanh huyền trong tay, một luồng đỏ lam giao hội thần lực ngưng tụ tại trong tay ngưng tụ một đóa thần tiêu, Đạm Mạc nói, hôm nay liền lấy các ngươi thi cốt, là thái thượng tố tông điện cơ một cái vạn thế không nhổ giang sơn. Giết nàng, không thể để cho nàng đem câu chuyện hôm nay nội dung tiết lộ ra ngoài. Hỏa lan thương vung tay lên, băng lãnh nói, hắc hắc, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người tìm tới, vân thanh huyền người chính là thái thượng tố nữ tông hủy diệt cái thứ nhất phong hồn. Một tên hậu kỳ thiên đế nhe răng cười, thao thiên thần hỏa cuốn tới, ngưng tụ một đầu giữ tận hỏa sư giết hết hướng vân thanh huyền hỏa khẩu đại trương bao phủ xuống. Giống, ngọn lửa này sư giết dưới, vân thanh huyền nhỏ như một hạt cát, tùy thời có thể lấy mẫn diệt bao phủ tại hỏa diễm phía dưới. Oanh, nhưng chính là cái này một bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, một cỗ đỏ thần lực màu xanh lam bộc phát quét sạch mà ra, kia bao phủ mà phát cáo biển, hỏa diễm vậy mà một nháy mắt ngưng kết thành lam sắc băng. Ken kết, một trường kia vung lên mà xuống hỏa diễm hùng sư cũng bị ngưng kết thành lam sắc băng tinh. Làm sao có thể, cái này thiên đế sắc mặt đại biến, mà lúc này, Vân Thanh Huyền ngón tay một điểm, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo đỏ lam giao hội trùng sáng động giết mà ra, trực tiếp bắn phá cái này thiên đế thần lực lĩnh vực xuyên thủng thân thể tạch 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 cái này thiên đế thần sắc hoảng hốt thể nội một cỗ không cách nào kháng cự thần lực bộc phát cả người trong nháy mắt hóa thành lam sắc băng tinh tượng thần thần hải bên trong thần hồn cũng bị đông cứng oanh mà lúc này lại một cỗ đáng sợ hồng sắc thần hỏa đến lam băng bên trong bộc phát nuốt hết băng giống cả người một nháy mắt hóa thành một trận thủy khí không gian lưu lại một đạo rung động người đã thần hình sợ diệt t cái này cái này làm sao có thể hỏa lan thiên tông tất cả lớn thiên đế gặp một màn này như là gặp quỷ đồng dạng. Thiên, thiên, thiên tôn, hỏa lan thương con người co rụt lại, cảm thụ cỗ này siêu nhiên kinh khủng thần lực, không dám tin, lắp bắp run rẩy lên tiếng. Làm sao có thể, thiên tôn, mây, vân thanh huyền lại là thiên tôn. Nàng không phải thiên tuyết đệ tử sao, làm sao có thể liền tu hành đến thiên tôn cảnh giới. Hơn 30 tên thiên đế từng cái lui lại 3.000 trượng, tê cả ra đầu, kinh hãi nhìn qua vân thanh huyền. Vân Thanh Huyền từng bước một đi hướng hỏa lan thương, đạm mạc nói, hảo hảo chung sống sinh tồn được không tốt sao. Nhất định để tự mình dã tâm cùng tham lam hủy diệt chính mình. Hỏa lan thương bình phục trong lòng chấn kinh, tức giận nói, các vị, nhóm chúng ta đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến, giết. Hỏa lan thương thể nội đỉnh phong thiên đế thần lực bộc phát, hừng hực thần hỏa thiêu đốt, hóa thành ngập trời biển lửa, không gian cũng thiêu đốt hỏa tan mở, xuất hiện từng cái không gian lỗ thủng. Giết, cái khác 36 vị thiên đế chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có liều chết một trận chiến, mười mấy tên thiên đế cùng nhau bộc phát thần lực, mười vạn dặm thương khung cũng hóa thành một mảnh biển lửa, đốt lực bao phủ, toàn bộ hướng Vân Thanh Huyền thiêu đốt hủy diệt mà đi. Oanh, mà Vân Thanh Huyền một người, thể nội thế giới bên trong càng là bộc phát thái thượng âm dương thần lực, đỏ lam giao hội thần lực như là một quả bom nguyên tử bộc phát, đáng sợ không gian thần lực quét sạch tuôn hướng bốn phương tám hướng, ngăn cản thiêu đốt mà phát cáo diễm thần lực bạch, vân thanh huyền trên thân kia một cái lụa trắng, càng là quán chú thái thượng thần lực hóa thành đỏ lam thần quang oanh kích mà ra. Âm ầm, một vị thiên đế thần thông bị lụa trắng đánh tan, lụa trắng đánh vào người này thiên đế thân thể, lụa trắng hóa thành kiếm mang đồng dạng cắt chém mà qua. Phốc phốc, cái này thiên đế kêu thảm, người bị trực tiếp cắt chém hai nửa, thi thể rơi xuống trường không, hai nửa thi thể thiêu đốt phi hôi yên diệt. Cái này lụa trắng quấn quanh hóa thành thần lực vòng xoáy, từng đạo thần lực oanh quyển, Đỏ Lam thần mang nổ bắn ra tứ phương, bị bắn trúng thiên đế đầu tiên là bị đông cứng thành băng, sau đó thiêu đốt hóa thành cho tàn, ngăn cản không mảy may. Phần không trưởng, hỏa lan thương một trưởng phun trào thần lực, trưởng kinh ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm thần long, gào thét ở giữa oanh sát hướng vân thanh huyền. Bành, thế nhưng là lụa trắng cuốn qua, oanh quyển thần lực trực tiếp đánh tan đạo này hỏa long trưởng kinh, hóa thành biển lửa tán loạn. Tịnh thế băng, diệt thế viêm, tịnh diệt yêu liên. Vân Thanh huyền thần lực trong cơ thể như là thiên hà đồng dạng trào lên mà ra, thần thông pháp văn sen lẫn, ngưng tụ thành một đóa đỏ lam giao hội yêu liên nở rộ, trong nháy mắt bao phủ vạn dặm thương khung. Tạch tạch tạch, yêu liên nở rộ, thần lực quét sạch bốn phương tám hướng, toàn bộ thương khung cũng bị đông cứng, 20 tên thiên đế bị băng phong tại vùng trời này bên trong, hỏa lan thương tế nôn tinh huyết, toàn lực trở ra, rung động nhìn qua một màn này. Cái gặp toàn bộ thương khung, hoàn toàn hóa thành lam sắc băng màn, những cái kia thiên đế, tựa như mạng nhện bên trong con muỗi khảm nạm tại màn trời bên trong, bị đông cứng không cách nào hành động, phía dưới 10 vạn dặm nham tương hỏa vực cũng bị đông cứng thành băng. Oanh, sau đó, toàn bộ màn trời hàn băng vậy mà trong nháy mắt thiêu đốt hồng sắc thần hỏa, những này thiên đế tan dã thiêu đốt tại màn trời bên trong, một tia bụi bẩm cũng không có để lại. Tạch tạch tạch, hỏa lan thương nhìn qua một màn này, hàm răng vậy mà đều nhịn không được đang run rẩy. Ma nữ, ma nữ, a, à, hỏa lan thương hú lên quái dị, quay người phá không đào mệnh, không dám tiếp tục ở tại nơi đây. Đi, Uyển Nhi thần sắc đạm mạc, một điểm lụa trắng, lụa trắng hóa thành một đạo hồng quang truy sát mà ra, xuyên qua không gian trong nháy mắt đuổi kịp hỏa lan thương. Hỏa lan thương một đao bổ ra, bất quá cái này lụa trắng trực tiếp chấn vỡ đao mang, một nháy mắt quấn quanh bao trùm hỏa lan thương, phóng thích thần lực màu xanh lam, cả người đông kết thành băng điêu. Lụa trắng khí linh hóa thành một cái bạch sắc bạch loan, thét dài một tiếng bay về phía Vân Thanh huyền, song chảo bắt lấy hỏa lan thương. Uyển Nhi đạp ở hỏa lan thương trên lưng, không gian chi lực phun trào, lại xuất hiện lúc, đã là phía trên thái thượng tố nữ tông. Sư tôn, hỏa lan tông diệt, Uyển Nhi ngọc thủ vung lên, hỏa lan thương bị đông cứng thần khu bay về phía chấn kinh ngốc trệ thiên tuyết cung chủ bọn người. Hồi lâu sau, thiên tuyết cung chủ lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc hưng phấn đến run rẩy, nhìn qua vân thanh huyền, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là rung động. Ta thái thượng tố nữ tông thời đại huy hoàng, rốt cục muốn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2364, Diệt Người Toàn Tộc Chúc mừng Vân Sư muội đột phá thiên tôn chi cảnh, chung quanh Thái Thượng Tố Nữ Tông Đệ Tử, thiên đế nhóm cũng nhao nhao hướng Vân Thanh Uyển hạ thấp người hành lễ. Cái gì Vân Sư muội còn không mau đổi giọng gọi Vân Tôn, không có quy củ. Thiên tuyết cung chủ quát, về sau các vị sư tỷ sư muội cùng thường ngày đồng dạng xưng hộ uyển nhi liền có thể không cần câu thúc uyển nhi nhu hòa nói cùng trước đó tại hỏa lan thiên tông đại sát tứ phương khí phách hoàn toàn khác biệt ha ha trước kia tất cả tông các tộc còn có xem thường nhóm chúng ta thái thượng tố nữ tông từ nay về sau ta xem bắc hải tiên vực bên trong ai còn dám đối ta tông bất kính khinh thị ta thái thượng nữ tu thiên tuyết cùng chủ tâm tình thật tốt một cái thiên tôn tại tiên giới có được cái dạng gì phân lượng nàng rất quá là rõ ràng thiên đế cường giả, toàn bộ tiên giới các phương bá tộc đều có không ít, bất quá thiên tôn, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều chẳng qua số lượng một bàn tay, tiên bên trong trí tôn. Người tới, đưa tin bác hải tiên vực thế lực khắp nơi, rộng phát thiếp mời, ta thái thượng tố nữ tông, sau nửa tháng đem chuẩn bị thiên tôn buổi lễ long trọng, chúc mừng Uyển nhi vinh đăng thiên tôn chi cảnh. Thiên tuyết cung chủ lập tức lại truyền lệnh nói. Dạng này một cái có thể truyền bá tuyên dương thái thượng tố nữ tông uy danh cơ hội nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Rất nhanh, Tin tức này tại Bắc Hải trong tiên vực truyền bá ra, thế lực khắp nơi chấn động, thái thượng tố nữ tông, vậy mà ra một tên nữ tu thiên tôn, việc này làm sao không nhường thế lực khắp nơi chấn kinh. Mà hỏa lan thiên tông, một tông hơn 30 tên thiên đế bị uyển nhi một người hủy diệt, việc này càng là đúc thành thái thượng thiên tôn, vân thanh huyền hiển hách hung danh. Sau nửa tháng, thái thượng tố nữ tông, xếp đặt tiên yến, chân quý tiên thiện, tiên tử bày đầy bàn bát tiên, phi thường náo nhiệt. Nhân tộc đệ nhất đại gia tộc, Mặc ra vẫn là vũ nhân tộc, xích long tộc, thiên tinh kiếm tông, thậm chí là bắc hải tiên viện, bắc nguyệt tiên quốc các loại phương bắc hải tiên vực bá chủ thế lực đều được mời mà đến, đông đảo thiên đế, tiên đế hội tụ thái thượng tố nữ tông. Tiên yến chia làm mấy cái khu vực, bên ngoài khu vực đều là thế lực khắp nơi tiên đế xuống tịch, thiên đế khu vực tại trọng yếu nhất khu vực, kiếp tiên, tiên quân. Cái này cấp bậc nhân vật căn bản cũng không có tư cách ngồi vào vị trí, chỉ có thể đứng ngoài quan sát cuộc thịnh yến này. Nhân tộc Mạc gia chủ Mạc Thương Đại Đế đến, Mạc gia hạ lễ, 10 cân Vũ Thiên Thần tinh, chúc mừng Vân Thiên Tôn đăng đỉnh Thiên Tôn cảnh giới. Vũ nhân tộc tứ đại gia chủ đến, Vũ nhân tộc hạ lễ 15 cân Vũ Thiên Thần tinh, chúc mừng Vân Thiên Tôn vui phá Thiên Tôn, thành tựu vạn cổ. Thiên Tinh Kiếm tông chủ đến, Thiên Tinh Kiếm tông hạ lễ. Các phương bá chủ thế lực đại năng lộn xộn đến, đưa lên không ít hạ lễ, Vũ Thiên Thần tinh, chân quý như thế thần cấp bảo vật, đối với như là tiên đế tới nói đều là trong truyền thuyết đồ vật, mà thế lực khắp nơi đều theo cân đến đưa một cân vũ thiên thần tinh bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để có thể so với một quả nhỏ sao trời toàn bộ năng lượng. Mời thiên tôn, thái thượng tố nữ tông các đệ tử cung kính quỳ xuống, cái gặp nơi xa trong đại điện, tiên âm trận trận, một đám thân ảnh dạo bước mà tới. Phía trước một người, đầu bàn tóc mây, thanh sắc tiên vũ váy dài, nhẹ sắn lụa trắng khí chất thanh lãnh, xinh đẹp động lòng người, sau lưng tám tên nữ tu nâng váy dài chi đuôi, hai bên có tiên nữ tán hoa, tiêu vui giao minh. Nàng bế nghệ chúng sinh, chân đạp hoa sen dày thủy tinh, từng bước một đạp trên hồng thảm, đi qua ghế, bước lên trên cùng tiên đài. Những nơi đi qua, các phương thiên đế, tiên đế, nhao nhao nổi lòng tôn kính, có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng thần hoa. Nàng không phải cử thế vô song mỹ nhân, bất quá, thiên tôn khí chàng ra chỉ tại nàng thân thể, vẫn như cũng có vẻ phong hoa tuyệt đại. Vân thiên tôn, các phương bá chủ đều là đứng dậy ôm quyền hành lễ. Uyển Nhi có chút gật đầu đến ý, đạp thượng tiên giai ngọc đài, ngồi xuống hoa sen bảo tọa chúc mừng vân thiên tôn đột phá thiên tôn chi cảnh thật đáng mừng phía dưới mấy trăm tên thiên đế hơn vạn tiên đế đồng nói thanh âm quán chú chấn động thương khung các vị hữu lễ mời ngồi ăn ngon uống ngon vân thanh uyển hai tay nhẹ sắn mời các phương cường giả ngồi xuống ha ha chúc mừng thái thượng tố nữ tông trở ra vân thiên tôn như thế mỹ nhân tuyệt sắc thiên tôn thái thượng may mắn bắc hải may mắn nhân tộc mạc gia mạc thương gia chủ đứng dậy ôm quyền cười nói đúng vậy a à ta bắc hải bên trong rốt cục ra một thiên tôn, sau này còn xin vân thiên tôn có thể không tiếc chỉ giáo, để cho ta bắc hải phồn vinh. Những phe khác cường giả cũng là nhao nhao nịnh nọt, theo ta được biết, vân thiên tôn hơn 100 năm trước vẫn là bắc hải học sinh, không hơn trăm năm qua đi, vân thiên tôn liền chờ lâm này cảnh, này thiên phú siêu nhiên, thực sự để cho chúng ta hâm mộ, không biết rõ vân thiên tôn có cùng kinh nghiệm, có thể hay không cùng ta đẳng tổng một trong hưởng. Mà lúc này, Tây Môn Bá Nhất lại đột nhiên nói, một đôi mắt trực câu câu nhìn qua Vân Thanh Huyền. Không ít người quái dị nhìn về phía Tây Môn Bá Nhất, cái này Tây Môn Bá Nhất, vậy mà hỏi cái này vấn đề. Là thế lực khắp nơi biết rõ Vân Thanh Huyền đột phá thiên tôn thời điểm, ai không rung động, nhao nhao điều tra nàng nội tình, tra rõ ràng nàng này ngàn tuổi không đến, vẫn là Thiên Tuyết đệ tử, lần trước Bắc Hải Tiên viện học sinh, có thể nhanh như vậy đột phá cái này vô số người ngưỡng vọng cảnh giới, tất nhiên là có nàng nghịch thiên đại cơ duyên, thậm chí cái gì kinh người truyền thừa bất quá mọi người dù là suy đoán cũng không có người nào xin hỏi vấn đề này thiên tôn thực lực đại biểu hết thảy ai dám hỏi cái này việc riêng tư cái này tây môn bá nhất vậy mà trực tiếp mở hỏi không sợ mạo phạm đắc tội cơ duyên chỗ đến về phần cơ duyên gì tây môn gia chủ nghĩ biết không vân thanh huyền cũng nói thẳng một đôi như thủy tinh trong mắt trong suốt nhìn thẳng tây môn bá nhất tây môn bá nhất sán mà cười một tiếng nhìn sang một bên ngay tại cuồng ăn hét lớn ngạc linh nói như thiên tôn thuận tiện ta còn thực sự muốn nghe một chút. Đã ngươi muốn nghe, ta cũng không ngại kể một ít sự tình. Vân Thanh Uyển ngồi cao liên hoa đế vị, đạm mạc nói, hôm nay mời các vị đến đây, một là chia sẻ đột phá vui sướng, hai là cũng có một chút chuyện riêng, bản tòa Vân Thanh Uyển, tu la tộc mục phong vợ, ta phu mục phong nhất tộc, nhiều bị hai tộc một tông hãm hại, phu quân ta tức thì bị bách lưu lạc chân trời, thân là thê tử, là vi phu làm những gì, cho nên hôm nay ta mời hai tộc một tông các vị thủ lĩnh đến đây, cũng nghĩ đòi hỏi một người, là phu quân ta đòi lại mấy phần lợi tức. Lời vừa nói ra, các phương cường giả xôn xao, Vân Thiên Tôn lại là tu la tộc mục phong thê tử. Lập tức thế lực khắp nơi cường giả nhao nhao nhìn về phía hai tộc một tông cường giả, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Hôm nay cái này Thiên Tôn tiệc rượu, xem ra có chút náo nhiệt. Vân Thiên Tôn muốn cái gì? Tây Môn Bá nhất bình tĩnh nói, các vị trên cổ đầu người, còn có ta bà bà ngu hinh. Vân Thanh Huyền đứng dậy, lập tức thiên tôn kinh người thần lực gào thét quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ tiệc rượu thiên vực thương khung. Uyển Nhi, không thể, thiên tuyết cung chủ sắc mặt biến hóa, nàng cũng không biết rõ Vân Thanh Uyển muốn trị một màn này, cùng hai tộc một tông trở mặt. Hai tộc một tông, đặc biệt là vũ nhân tộc, phía sau thế nhưng là có phi phạm lai lịch, việc này đã từng tu la tộc hủy diệt thời điểm, thế lực khắp nơi liền đã biết được. Nếu như cũng không cho đâu, Tây Môn Bá nhất âm thanh lạnh lùng nói, diệt người toàn tộc, Uyển Nhi lạnh lẽo nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2365, Đại chiến ngạc thần. Uyển Nhi sát khí bao phủ toàn bộ tiệt rượu, thiên địa oanh minh, pháp tác giao hội, trong hư không truyền đến từng đợt lôi minh vang động thanh âm, lôi đình tự sinh, thiên tôn giận dữ, thiên địa biến sắc. Ở đây tiên đế sắc mặt trắng bệch chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ngộ đạo pháp chi lực cũng sinh sôi không ra, toàn bộ bị thiên tôn pháp tắc che đậy thiên đế đều là cảm giác được từng đợt kiềm chế, uyển nhi thể nội thái thượng thần cách phóng thích thần tôn pháp tắc. Tây môn bá nhất bọn người đồng dạng không dễ chịu, sắc mặt âm trầm, nếu không phải sớm đem tôn này hung thần mời đi ra, chỉ sợ hôm nay cái này thiên tôn tiệc rượu đều không tốt ứng đối. Nấc, khắc khắc, tiểu nương bì khẩu khí thật là lớn. Mà lúc này, tây môn bá nhất bên cạnh, kia tướng mạo xấu vô cùng, diện mục giữ tợn bắc hải ngạc thần nuốt vào một cái không biết tên hung thú nướng chân, đứng người lên, đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm bờ môi, nhìn qua Vân Thanh Uyển cười gần nói. Đây là ai, người chung quanh không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc nhìn về phía cái này xấu hàng. Đây là, thiên tuyết cung chủ nhìn qua Bắc Hải ngạc thần, chỉ cảm thấy có hai phần quen thuộc. Tiểu nương bì, bất quá mới vào thiên tôn cảnh giới, giống như này cuồng vọng, bất quá, xem người quốc sắc thiên hương, dáng dấp còn không tệ, hôm nay bản tọa liền thu ngươi. Bắc Hải ngạc thần đứng người lên, thể nội một cỗ kinh thiên hung lệ chi khí quét sạch mà ra. Cỗ này hung uy phía dưới, người chung quanh không có chỗ nào mà không phải là kinh sợ thối lui nhìn hướng Bắc Hải Ngạc Thần, cỗ khí thế này. Cũng là thiên tôn, cái quái vật này là ai? Ngươi là ai? Uyển Nhi lông mày đứng đấy, nhìn qua cái này Bắc Hải Ngạc Thần, nàng tự nhiên chưa nghe nói qua con hàng này, cũng không biết. Nghe kỹ, bản tọa chính là thượng cổ thời đại đã từng lớn uy đại đức Bắc Hải Ngạc Thần, Ngạc Linh, hắc hắc, không nghĩ tới, mới vừa ra liền gặp như thế mỹ nhân tuyệt sắc, cạc cạc, không thu ngươi cũng có lỗi với lão thiên gia a. Bắc Hải Ngạc Thần nhe răng cười, làm can, một cái nhiệt xúc cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Uyển Nhi quát lạnh, thái thượng thần lực gào thét, ngưng tụ thành một đạo đỏ lam giao hội cự trường. Oanh, thần lực bạo minh, một trường này trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo thiên địa thần uy, áp bách bảo tạc không gian, một trường hướng vân thanh uyển oanh sát rơi xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, Bắc Hải Ngạc Thần một trảo khấu trừ giết mà ra, cái gặp thương khung sinh ra một đạo long chảo đồng dạng lợi chảo, xé rách không gian, hung hăng khấu trừ giết tại một trường này bên trên. Bành bành bành, thần lực đối bính, mảng lớn không gian vỡ vụn vỡ ra, bốn phương tám hướng cường giả kinh sợ thối lui, một bàn bàn tiên yến bị oanh kích bạo tạc vỡ vụn hóa thành bột mịn. Bắc Hải ngạc thần cái này tùy ý một chảo, ngăn cản được Uyển Nhi thiên địa thần uy một kích. Uyển Nhi sắc mặt nghiêm túc, ngọc thủ một nắm, thái thượng thần lực gào thét lao nhanh, hình thành một đạo màn trời quét sạch oanh hướng Bắc Hải ngạc thần, chỗ qua không gian đều là bị đông cứng thành hàn băng màn trời cái gặp thương khung vỡ vụn đạo này lạnh màn quét sạch bao phủ hướng bắc hải ngạc thần bắc hải ngạc thần cùng chung quanh chỗ không gian toàn bộ bị đông cứng thành băng xa xa nhìn lại một phương ngàn dặm lớn nhỏ lam sắc sông băng ngưng tụ mà thành dương viêm lên uyển nhi lạnh lẽo đạo lập tức một cỗ hồng sắc cực dương chi hỏa cháy hừng hực mà lên hàn băng trong nháy mắt liền muốn hóa thành biển lửa thiêu đốt giống tiếng thú gào đột nhiên vang vọng thiên địa kia hàn băng chỗ sâu bắc hải ngạc thần thân thể đột nhiên bành trướng mà lên, kinh khủng khí huyết năng lượng quét sạch mà ra. Bành một tiếng, sông băng bạo tạc bị no bạo nát, vạn mét cao lớn kinh khủng thân thể xuất hiện tại giữa thiên địa gào thét, hung uy cái thế. Kia hừng ngực cực dương thần hỏa thiêu đốt tại nó thân thể, vậy mà không cách nào thiêu đốt giết nó. Các loại, ta nhớ tới, là nó, cổ tịch lên ghi chép Bắc Hải ngạc thần, thời kỳ thượng của Bắc Hải tiên vực một đầu hoác loạn tiên giới kinh khủng hung thần. Thiên tuyết cung chủ đột nhiên kinh ngạc nói, nhớ tới cổ tịch lên ghi chép, cái này bắc hải ngạc thần thế nhưng là có thể xé xác thiên tôn thần binh không thương tổn kinh khủng hung thần là bắc hải ngạc thần ta nhớ được nó chính là bị phong ấn ở vũ nhân tộc vũ nhân tộc cũng dám đem nó phóng xuất ra lần này bị thiên tuyết cung chủ sắc mặt kinh biến vội vàng truyền âm uyển nhi nhường uyển nhi xem chừng khạc khạc điểm ấy nhiệt độ so với mặt trời thần điều hỏa diễm tranh lệch xa bắc hải ngạc thần nhục thể biến thái đến dọa người một tiếng nhe răng cười kinh khủng thân thể xông phá biển lửa phóng tới Vân Thanh Uyển, che trời cự trưởng dày đặc lân giáp, một trưởng hướng Vân Thanh Uyển khấu trừ giết mà xuống. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt luân chuyển, Vân Thanh Uyển lụa trắng hóa thành trường hồng đánh ra, thần lực liên tục không ngừng tràn vào lụa trắng bên trong đánh về phía một chảo này. Bành, 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 thế nhưng là một chảo này thế như trẻ tre, lực lượng cơ thể kinh thiên, cường thế oanh bạo lụa trắng thượng thần lực, mang theo lụa trắng, băng thiên toái điện lực sức lực xung kích hướng Vân Thanh huyền Giang giác, Vân Thanh Uyển Thiên Tôn Thần vực bị một chảo đánh cho vỡ vụn, kinh khí tán loạn, bất quá lúc này, một quyền kinh người lực sức lực bắn ra mà đến, xông phá thần vực không gian oanh cuốn tại Vân Thanh Uyển thân thể. Phốc, Vân Thanh Huyền một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể mềm mại bắn ngược, thể nội thần cốt cũng bị cái này kinh khủng lực sức lực oanh ra nát ngấn. Thật đáng sợ lực lượng, vậy mà lấy lực đạo đối mặt Thiên Tôn cảnh giới Vân Thanh Huyền, Các phương thiên đế không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi lên tiếng. Ta nhớ tới, nó là trong cổ tịch ghi chép qua, đã từng thống trị Bắc Hải Tiên vực một thời kỳ cái kia hung thần. Trời ạ, à, vũ nhân tộc làm sao đem nó phóng xuất, song song, truyền thuyết cái này hung thần thế nhưng là lấy ăn người ăn tiên ăn thần làm vui a. À. Trong truyền thuyết Bắc Hải hung thần, Ngạc Linh, không hổ là Ngạc Linh, thần lực còn không có khôi phục, nhục thể liền hoàn toàn có thể đối mặt thiên tôn, ra hỏa này đến cùng là quái vật gì. Tây Môn Bá nhất cũng là vừa mừng vừa sợ, còn có mấy phần lo lắng. Hắc hắc, tiểu nương bì, ta tới. Bắc Hải Ngạc Thần cười ta, thân thể khổng lồ phóng tới Uyển Nhi, một chảo khấu trừ giết mà xuống, ngàn mét lớn nhỏ cự chảo chụp vào Vân Thanh Uyển thân thể mềm mại. Tịnh Thế Băng, Diệt Thế Viêm, Tịnh Diệt Yêu Liên, Uyển Nhi hai tay thành ấn, pháp văn ngưng tụ, cái gặp một đóa đỏ lam giao nhau Diệt Thế Yêu Liên ngưng tụ mà ra, cực âm cực dương chi lực ngưng tụ. Oanh, Yêu Liên nở rộ, kinh khủng băng hỏa thiêu đốt mà ra, hai loại này hoàn toàn khác biệt thiên địa quy tắc phóng thích. Ken kết, cái này khấu trừ giết một trường trong nháy mắt đông kết hàn băng, thế nhưng là hàn băng lại thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, toàn bộ vẩy và móng, vậy mà trở nên nóng đỏ. A a a, nong nóng bỏng, Bắc Hải Ngạc Thần kêu thảm, vội vàng thu hồi móng vuốt, toàn bộ cánh tay lại bị bỏng quen thuộc. Vậy mà có thể thương ta nhục thể, ghê tởm tiểu nương bì. Bản tọa muốn đem ngươi đùa bớn đến chết, Bắc Hải Ngạc Thần gào thét, bất quá trong lòng cũng là chấn kinh, nó nhục thể mạnh cỡ nào, chính nó trong lòng rõ ràng, có thể so với thần khí, vừa rồi cái này pháp tắc thần thông hoàn toàn tương khắc hai loại sức mạnh bộc phát, vậy mà có thể thương tự mình nhục thể. Liên điểm ấy mà nói, bình thường Thiên Tôn trung kỳ cường giả cũng xử lý không dễ dàng làm được, bất quá tại cái này tinh giới bên trong, là không thể nào có Thiên Tôn trung kỳ cường giả, thiên địa pháp tắc không cho. Oanh, vẫn không dùng tới qua thú thần chi lực Bắc Hải Ngạc Thần, thể nội giờ phút này đột nhiên hiện ra một cỗ hắc sắc hủy diệt thần lực, khí chàng so vừa rồi cường đại quá nhiều. Cảm tạ nhân huân chi khí. Lão Trương, Thái Nhất, Ngọc Thương Lạc Vũ Giải Phong, đa tả huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2366, Hủy Diệt Thần Ngạc Thiên Phú Thần Thông, Ngạc Sát Diệt Thần, Bạch, Bắc Hải Ngạc Thần Gào Thét, Thần Lực Màu Đen Bộc Phát, Sinh trưởng đuôi móc Cầu bò gặp ngạc đuôi hóa thành một đảo hắc mang vô hạn sinh trưởng, phóng thích một Cố kinh khủng thần lực, cái này thần lực những nơi đi qua, không gian trực tiếp tan rã, cái này tiên giới không gian hoàn toàn không chịu nổi nó kinh khủng thần lực. Cái này đuôi kiếm khác biệt móc câu cong hình thái là, nó là góc vuông, tựa như một thanh kiếm sắc, vô cùng sắc bén. Cái này đuôi kiếm khóa chặt chết huyền nhi, đâm thẳng tới. Huyền nhi xem chừng, thiên tuyết cung chủ sợ hãi giống, âm dương thuẫn. Uyển Nhi đỏ lam sắc thái thượng thần lực quét sạch ngưng tụ pháp văn, hình thành đỏ lam sắc thái cực âm dương ngư, âm dương song ngư bao phủ Uyển Nhi, tựa như một đạo bát ngọc đem Uyển Nhi thân thể móc ngược. Oanh, cái này đuôi kiếm mang theo hủy diệt thần lực hung hăng đâm vào âm dương song ngư bảo hộ thuẫn lĩnh vực, âm dương song ngư phóng thích một cỗ kinh người thiên tôn thần lực ngăn cản. Hô, đáng sợ thần lực quét sạch mà ra, hóa thành cơn bão năng lượng phóng thích, các phương thiên đế kinh sợ thối lui, từng cái phóng thích thiên đế lĩnh vực ngăn cản phong bạo, không dám tới gần hai người ngàn dặm bên trong. Oanh, đại địa cũng bị quét sạch sóc thịt lên kinh thiên bão cát, thái thượng tố nữ tông các cường giả từng cái mở ra lĩnh vực, bao phủ khuếch tán năng lượng, phòng ngừa thương tới dân chúng vô tội, dù là một luồng thần lực, cũng không phải là không có thành tiên tiểu tu sĩ có thể ngăn cản được. Uyển Nhi sắc mặt dần dần tái nhợt, cái này đuôi kiếm đang không ngừng ám sát gần sát, xông phá nàng âm dương thuẫn. Nàng thần lực mạnh tuyệt đối không phải đồng dạng mới vào thiên tôn có thể so sánh, nhưng mà, vậy mà ngăn cản không nổi cái quái vật này lực lượng. Cho lão tử phá, bác hải ngạc thần gầm thét, thể nội khôi phục không nhiều tất cả thần lực toàn bộ cùng nhau bộc phát. Oanh, âm dương thuẫn rốt cục như là cương hóa bọt biển, bành một tiếng vỡ vụn. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, người ấy thanh sam nhuốm máu, kiều nhuyễn thân thể bị đuôi kiếm theo ngực xuyên thủng mà qua, đâm xuyên lưng ngọc. Phốc, Uyển Nhi một miệng lớn tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thái thượng tố nữ tông người từng cái gào lên đau xót lên tiếng. Bất quá lúc này, trên người nàng lụa trắng lại là quét sạch mà ra, quấn ngược quấn ở cái đuôi. Một cỗ hủy diệt thần lực tràn vào Uyển Nhi thể nội, muốn phá hủy nàng thân thể a à, uyển nhi thê lương thanh âm quanh quẩn thương khung mục phong nếu là nghe nói tất nhiên tan nát cõi lòng âm dương nghịch loạn uyển nhi lụa trắng quấn chặt lấy cái này bắc hải ngạc thần cái đuôi thể nội đỏ lam thần lực thiêu đốt hóa thành hắc bạch chi sắc trắng đen sen cái thần lực ngưng tụ tại uyển nhi đầu ngón tay nàng cắn răng lịch huyết hắc bạch thần lực thiêu đốt mà lên theo đâm vào uyển nhi thân thể mềm mại thần thể bên trong tuôn ra bắc hải ngạc thần hưu kia hắc bạch hỏa diễm bên trong vậy mà thiêu đốt có âm dương ngư ấn hình thành một đạo hỏa diễm tại bắc hải ngạc thần cái đuôi a à, bắc hải ngạc thần kêu thảm tự mình có thể so với thần khí cái đuôi lại bị thiêu đốt đến da chóc thịt bong tràn vào máu thịt bên trong máu thịt bên trong thần lực bị thiêu đốt cái đuôi không ngừng hóa thành cho tàn bắc hải ngạc thần cái đuôi bị không ngừng thiêu đốt điên cuồng lan tràn hướng cái đuôi gốc rễ tiến tới sẽ thiêu đốt toàn bộ nhục thể đây là cái gì lực lượng a à, bắc hải ngạc thần hoảng sợ cái này tinh giới lại còn có có thể như thế hủy diệt thân thể mình lực lượng cho dù là hậu kỳ thần tôn thần lực thần hỏa cũng làm không được a à. chém bắc hải ngạc thần lúc này thì đoạn một chảo thành đao bổ vào tự mình cái đuôi bên trên cái đuôi thổi phù một tiếng bị đánh đoạn đại lượng ẩn chứa sinh mệnh lực cùng thần lực tiên huyết phun tung tóe bị đánh đoạn cái đuôi trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn tiểu nương bì bắc hải ngạc thần gào thét tinh hồng ngang ngược đôi mắt bên trong thêm ra cực hạn phẫn nộ còn có một tia sợ hãi bản tọa mới khôi phục bốn thành thần lực đợi bản tọa ăn no tại đến cùng ngươi tính sổ sách Bắc Hải Ngạc Thần nói nghiêm túc, vậy mà cũng bỏ mặc Tây Môn Bá Nhất bọn người, hóa thành một đạo hắc quang trốn. Ngạc Linh, Tây Môn Bá Nhất mấy người cũng sắc mặt đại biến, Ngạc Linh lại bị đánh lui. Rút lui, Tây Môn Bá Nhất vội vàng quát, vũ nhân tộc, hai tộc một tông người từng cái kinh hoàng mà chạy. Phốc phốc, Mạo Uyển Nhi, lại một miệng lớn tiên huyết phun ra, nàng tả tâm phòng hoàn toàn bị xuyên thủng, còn có nắm đấm lớn lỗ máu, nhìn qua dọa người lại khốc liệt. Miệng vết thương, còn có thần lực màu đen một mực tại ăn mòn, không cho vết thương khép lại, thậm chí tại chuyển biến xấu thương thế. Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, lập tức sụi lơ ngồi tại hoa sen tỏa thai bên trên, Thiên Tuyết cung chủ vội vàng đi lên đỡ nàng, nàng thần lực tràn vào Uyển Nhi thể nội, trong nháy mắt bị kia cổ hắc sắc hủy diệt thần lực thôn phệ tan rã, dọa đến sắc mặt nàng đại biến. Mà các phương cường giả cũng là rung động nhìn qua một màn này. Sư tôn, làm cho tất cả mọi người đi, phong tỏa ta thụ thương tin tức, không thể để cho phong biết rõ. Uyển Nhi lên dây có tinh thần nói. Tốt, tốt, sư tôn nghe ngươi, thiên tuyết cung chủ vội vàng nói. Nàng nhìn về phía bốn phương tám hướng cường giả, khẽ không người, nói các vị, nhóm chúng ta thiên tôn muốn nghỉ ngơi, hôm nay tiên yến như vậy kết thúc. Các phương cường giả cũng trông thấy Vân Thanh Uyển thụ thương, mặc dù không biết được hiện tại nàng còn có mấy phần chiến lực, bất quá không người nào dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này chọn chiến thiên ca tôn, dù là đối phương thụ thương. Vân Thiên Tôn an tâm an dưỡng, chúng ta rời đi trước. Các phương cường giả đến đừng, từng cái vội vàng rời đi hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều vân thanh huyền đột phá thiên tôn thời kỳ thượng cổ hung thần bắc hải ngạc thần xuất thế đặc biệt là bắc hải ngạc thần đây chính là chân chính nhất đại sát tinh cái thế hung thần a các phương cường giả rời đi uyển nhi lại một miệng lớn hắc sắc tiên huyết phun ra cả người trước mắt ý thức tối đen trực tiếp đã hôn mê dược sư dược sư thiên tuyết cùng chủ sợ hãi giống dược sư vân thanh huyền sống chết không rõ bắc hải ngạc thần thoát đi về sau đi vào một chỗ địa giới trên không nhìn lấy mình gãy đuôi đôi mắt âm trầm cái thế giới này lại còn có sức mạnh có thể hủy tự mình nhục thân vẫn là toàn thân mình cứng rắn nhất cái đuôi đừng nói sơ kỳ thiên tôn cho dù là hậu kỳ thiên tôn thần hoàng cũng khó hủy tự mình nhục thể a à, vừa rồi kia một cỗ lực lượng chi đáng sợ so với mình hủy diệt thần lực còn muốn ghê tởm đáng hận tiểu nương bì chờ bản tọa khôi phục tất cả thần lực nhất định phải đem ngươi bắt lại đùa bỡn đến chết sau đó lại đưa ngươi xé rách thành từng khối ăn hết bắc hải ngạc thần gào thét nó hung lệ ánh mắt nhìn về phía một tòa tiên thành bạch cả người hóa thành một đạo vạn mét quái vật rơi vào bên trong tòa tiên thành chấn động tiên thành vô số tiên nhân tu sĩ kinh hãi nhìn về phía cái quái vật này hô hô nó cá sấu đồng dạng miệng lớn mở ra một cỗ đáng sợ lực sức lực hóa thành hồi trở lại hít phong bạo quét sạch mà ra a à, từng vị tiên nhân tu sĩ kêu thảm bị cái này hút vào lực chói buộc thôn vệ hít quyển hướng bắc hải ngạc thần miệng lớn bên trong hủy diệt ngạc thần, có ý tứ, dạng này trung đẳng phương diện trong vũ trụ vậy mà lại xuất hiện một đầu hủy diệt ngạc thần, hẳn là cũng là bị đánh xuống đến tận đây. Nơi xa hư không bên trong, một tên dung nhan khuynh thành, người mặc hỏa hồng váy dài vũ mỹ mỹ nhân nhìn qua kia thân thể khổng lồ phát ra quái dị âm thanh nam nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2367, tổng tiến công bố trí. Hủy diệt ngạc thần hủy diệt ngạc thần là chủng tộc gì? Bất quá cái thằng này tại thượng cổ thời kỳ, đã từng dựa vào lực lượng một người, tại thiên sứ vực thống trị qua nhất đoạn hắc ám thời kỳ. Sau đó, nữ tử này trong miệng thanh âm vậy mà lại biến hóa thành vũ mị mềm mại thanh âm, cùng trước đó đơn giản chính là phản như hai người. Hủy diệt ngạc thần, thượng tầng mặt không gian vũ trụ bên trong một loại cường đại thú tộc hung thần, lực phòng ngự kinh người, lực lượng, thần lực, cũng đều là cực kỳ cường đại, tu hành thú thần chi lực càng là tất cả thần lực bên trong, lực phá hoại đỉnh tiêm cấp bậc hủy diệt thần lực, bộ tộc này thậm chí xuất hiện qua thần chủ cấp bậc cường giả. Cái thằng này tu vi cảnh giới cũng không đơn giản, không phải bình thường thiên tôn, hẳn là tại cấp độ này đụng phải vũ trụ pháp tắc áp bách thực lực tu vi mới có thể rơi xuống, bất quá coi như như thế, hắn như khôi phục thực lực, chỉ sợ tại cái này một giới thật đúng là tìm không thấy cái gì đối thủ, đương nhiên, bản tỏa có thể ngoại trừ. Nam nhân khàn khàn khó nghe thanh âm lại lại lần nữa vang lên. Mà lúc này, cái này bắc hải ngạc thần vậy mà đã thôn vệ hơn phân nửa bên trong tòa tiên thành người, không biết bao nhiêu tu sĩ, tiên nhân mất mạng ngạc miệt, sinh linh đổ thán. Ai, bắc hải ngạc thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bắc nguyệt đế cơ chỗ phương hướng. Đi, không gian vặn vẹo, bắc nguyệt đế cơ thân hình biến mất, rời đi phương này không gian, không có cùng bắc hải ngạc thần chính diện tương đối. Mới vừa rồi là ai đang nhìn trộm lão tử, bắc hải ngạc nhãn thần hung lệ nhìn vùng không gian kia một chút. Bỏ mặc, rốt cục ăn no, chờ lão tử khôi phục thần lực và thương thế, lại đi tìm kia tiểu nương bị tính sổ sách, hắc hắc. Bắc Hải ngạc thần tay bắt phung lên, một cỗ thần lực quét sạch, bên trong tòa tiên thành mấy trăm tên mỹ nhân hoảng sợ kêu to ở giữa bị hít hướng nó một ngụm thôn vệ vào thể nội càn khôn. Mà lúc này Tây Môn Bá nhất truyền âm đến triệu hoán, cái này Bắc Hải ngạc thần cực kỳ không kiên nhẫn gào thét một tiếng, rời đi nơi này. Này thượng cổ thời kỳ hung thần, Bắc Hải ngạc thần xuất thế, trọng thương thái thượng tố nữ tông vân thiên tôn, tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Hải tiên vực gây nên sóng to gió lớn. Đặc biệt là Bắc Hải ngạc thần, tôn này hung danh hiển hách tàn bạo sát thần, càng là gây nên thế lực khắp nơi khủng hoảng, không ít bá tộc thế lực nhau nhau liên danh yêu cầu vũ nhân tộc đem Bắc Hải ngạc thần một lần nữa phong ấn, bất quá vũ nhân tộc lại là không có làm ra lẽ ra. Nam Hải tiên vực, tu la chủ trong thần giới, một thân ảnh khoanh chân ngồi tại đạo đài, từng sợi tu la thần lực hấp thu luyện hóa vào thể nội mà hắn trong tay càng là đều nắm lấy hai cái vỗ thiên thần tinh. Trung quanh đã có hơn 40 khối thương hôi sắc vỗ thiên thần tinh bị hút khô trong đó thần khí. Giang giác, cái này hai cái vỗ thiên thần tinh bên trong cuối cùng một luồng thần khí bị hút ra, nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Oanh, mục phong thể nội truyền đến từng đợt thần lực tiếng oanh minh, hai con người bên trong, thần hoa khống chế không nổi tiết ra ngoài, thần lực đột phá, trong lúc nhất thời không có có thể hoàn mỹ trưởng khống. Mục phong rỗi xuất thủ bàn tay, ba loại thần lực tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành tam sắc khí toàn, ẩn chứa kinh người có thể số lượng lớn lấy hủy thiên diệt địa. Cuối cùng đạt đỉnh phong, Mục Phong phun ra một ngụm chọc khí, thì thao cười nói, tu la chủ trong thần giới tu hành 210 năm, mà ngoại giới cũng qua 11 năm, lại có thời gian pháp tắc gia trì, tiêu hao mấy chục mai vũ thiên thần tinh, rốt cục đem tự mình thần lực cũng tu hành đến đỉnh phong cảnh giới. Cái này tu la chủ trong thần giới thời gian pháp tắc, đủ để tăng lên cấp độ này trong vũ trụ cấp độ gấp 20 lần nhanh chóng, còn có chính hắn thời gian pháp tác gia trì, hắn tu hành tốc độ nhanh thường nhân gấp bao nhiêu lần, đơn giản chính là nghịch thiên mà lên. Cũng bởi vì tu la chủ trong thần giới kinh người tu hành gia trì lực, còn có cái này bành trướng chủ thần lực, mới có thể để cho tu la thần điện những năm này hiện lên sinh ra nhiều như vậy tu la tộc cường giả. Lốp bốp, mục phong đứng người lên, thể nội xương cốt truyền đến một trận xào hạt đậu đồng dạng tiếng nổ vang, xương cốt khớp nối quá lâu không có hoạt động khớp nối hoạt dịch bôi trơn không đủ. Nơi xa, ba đầu tử kim kỳ lân cũng đang lẳng lặng tu hành, bây giờ đã là thiên đế thú thần. Tâm niệm vừa động, mục phong thân hình biến mất tại tu la chủ trong thần giới. Sau một ngày, tu la thần điện trong phòng nghị sự. Mục phong, thác bạt thanh hải, quân thiên tất, ngu kình, mục cuồng, bạch tử dược, dược xuyên, khổng yến, thiên thứ, diễm nghị, liệt dương thiên, giả phong giả vũ các loại, 140 tên Tu La Thần Điện Thiên Đế Cường Giả, giờ phút này tề tụ hội tụ tại Tu La Thần Điện bên trong. Mục Phong một người ngồi cao phía trên vương thượng chi vị, phía dưới đám người sắp xếp riêng phần mình phân ngồi một người một bàn trà phía dưới rộng rãi trong điện, chiến phong bên trong, đã có non nửa người cũng đã đột phá Thiên Đế Cảnh Giới. Vương Thượng, đám người toàn bộ cúi người hành lễ, trong lòng kinh ngạc, vương thượng khí tràng, so trước kia càng thêm thâm bất khả chắc. Chư vị ngồi, Mục Phong phất ống tay áo một cái, Đám người ngồi xếp bằng phía dưới, mỹ mạo nữ hầu cho đám người phụng thượng tiên trà, về phần thiên thứ, bất cứ lúc nào đều là đứng sau lưng Mục Phong, phòng cánh tay mà ôm, hai con người khép hờ chợp mắt. "Hôm nay ta triệu tập chư vị đến đây là muốn một kiện đại sự muốn tuyên bố." Mục Phong nhìn qua mọi người nói, "Đại sự, không phải là không ít người trong lòng một lăng đã có mấy phần suy đoán. Có lẽ đã có người đoán được, nhóm chúng ta tu La tộc rời đi Bắc Hải Tiên vượt quá lâu." là thời điểm đi đoạt lại đã từng thuộc về nhóm chúng ta địa phương mục phong bình tĩnh nói quả nhiên mục phong dứt lời quân thiên tất ngu kình bọn người thần sắc cũng nhịn không được kích động hưng phấn lên rốt cuộc đến một ngày này ha 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 thiếu chủ anh minh chúng ta đợi một ngày này quá lâu quá lâu a à. quân thiên tất kích động cười to bây giờ lão đầu tử này đã đột phá tới nửa bước thiên tôn thân là tu la tộc bên trong hiện nay trừ mục phong bên ngoài mạnh nhất một người ha 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 quá tốt rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái giết trở về, vừa báo năm đó bị bức bách rời đi Bắc Hải biệt khuất khí. Mục cuồng càng là vỗ bàn một cái, thiên đế hậu kỳ thiên long thần lực cũng nhịn không được khuếch tán. Chờ một ngày này quá lâu, trước đây cùng một chỗ đi theo mục phong cùng một chỗ lưu lạc đến nơi đây cốt cán nhóm, từng cái thần sắc hưng phấn, bọn hắn đã sớm muốn giết trở về. Một trận chiến này, tuyết hoàng đế quốc, hắc long đế quốc đều sẽ phái người hiệp trợ trợ giúp một trận chiến này, tất cả mọi người, ba ngày sau tập kết tu la thần điện còn có tất cả đường khẩu bảy thành binh lực tập kết tu la chàng tập hợp ba ngày sau tức binh phát bắc hải tiên vực giả phong giả vũ hai người huynh đệ xuất lĩnh người tộc thiên đế tỏa trấn tu la thần điện duy trì này vực trật tự khổng yến vương thượng khổng yến đứng dậy tuân mệnh ngành tình báo cần phải nắm giữ tốt bắc hải tiên vực hai tộc một tông động tính bất cứ lúc nào cung cấp chính xác tình báo là chiến đấu làm tốt bố trí mục phong trầm giọng nói thiên thứ sau lưng thiên thứ có chút cung thân người mang phong nhận thành viên đi đầu một bước, tại hai tộc một tông nội bộ gây ra hỗn loạn, càng loạn càng tốt, tìm cơ hội, xem có thể hay không săn giết hai tộc một tông cao tầng, xâm nhập địch hậu, trừ bỏ tổng tiến công trên đường uy hiếp. Mục phong đối thiên thứ làm cho nói, nạc, thiên thứ nghe vậy hạ thấp người thi lễ, nhãn thần sát khí lóe lên, thân hình trực tiếp biến mất sau lưng mục phong. Tổng tiến công bố trí, rốt cuộc bắt đầu, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2368, hợp binh một chỗ. Vương thượng, còn có một cái tình báo, không thể không nâng. Mà lúc này, Khổng Yến đột nhiên nhíu mày, "Mục Phong, cái gì tình báo?" Khổng Yến nói, trước đó Bắc Hải Tiên vực ra không đồng nhất hiện chấn kinh toàn bộ Bắc Hải chuyện lớn, rõ ràng Uyển muội muội nàng đột phá thiên tôn cảnh giới. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, nói "Ta dự liệu được, trước đó Uyển Nhi liền cho ta truyền âm nói qua." nàng đạt được tông môn một cái trí bảo âm dương thần ngọc, lần trước truyền âm thời điểm, nàng liền đã đang trùng kích thiên tôn cảnh giới. Khổng Yến tiếp tục nói, rõ ràng huyền muội muội nàng đột phá thiên tôn về sau, thái thượng tố nữ tông vì nàng chuẩn bị thiên tôn đại hội, thiên tôn trên đại hội, nàng trực tiếp hướng hai tộc một tông nổi lên, ai ngờ, vũ nhân tộc bên trong, vậy mà phóng xuất ra một cái phong ấn thời kỳ thượng cổ hung thần, Bắc Hải Ngạc Thần, cái này Bắc Hải Ngạc Thần hòa thanh huyền muội muội một phen đại chiến bị đánh lui, bất quá rõ ràng uyển muội muội cũng là thụ thương thế, về phần thương thế như thế nào, tố nữ tông phong tỏa tin tức. Không có người biết rõ, cái gì, uyển nhi thụ thương, mục phong nghe vậy trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng là khẽ biến. Nàng thụ kia bác hải ngạc thần một kích tổn thương thần thể, bất quá, về phần thương thế như thế nào, nhóm chúng ta đều không được mà biết. Khổng Yến trầm giọng nói, đáng chết, bác hải ngạc thần, cái này bác hải ngạc thần lại là cái gì lai lịch. Mục Phong đôi mắt bên trong vẻ hung lệ hiện lên, lạnh giọng hỏi. Bắc Hải Ngạc Thần, cái này, gia hỏa này vậy mà phá phong." Giả Phong kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết rõ Bắc Hải Ngạc Thần?" Mục Phong nhìn về phía Giả Phong giả Vũ huynh đệ, "Vương thượng, cái này Bắc Hải Ngạc Thần thế nhưng là một cái cực kỳ khủng bố dị tộc hung thần a." Giả Vũ sợ hãi nói, "Năm đó huynh đệ chúng ta đã từng đi Bắc Hải đánh qua thiên hạ, mà đi trước đó quyết định đi nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Bắc Hải Ngạc Thần duyên cớ." "Cái này Bắc Hải Ngạc Thần nghe nói là khách đến từ thiên ngoại." không thuộc về phương này tiên giới, năm đó nó dáng lâm Bắc Hải tiên vực thiên sứ vực, phạm phải kinh người sát nghiệt, vũ nhân tộc cũng kém chút bị nó hủy diệt, về sau vũ nhân tộc vẫn là triệu hồi ra tiên tổ thần linh mới đưa nó phong ấn, mà không cách nào xóa bỏ. Lúc ấy cái này Bắc Hải ngạc thần giết Bắc Hải tiên vực quá nhiều cường giả, Bắc Hải tiên vực về sau vô số năm đều là nguyên khí đại thương. Hai huynh đệ chúng ta mới quyết định đi xâm lấn Bắc Hải tiên vực, không nghĩ tới, vũ nhân tộc cũng dám đưa nó phóng xuất ra. Cái này hai huynh đệ, nhấc lên cái này bắc hải ngạc thần, đôi mắt bên trong cũng còn có thần sắc kinh hoàng. Kia là thuộc về bọn hắn thời đại kia hung thần truyền thuyết. Bắc hải ngạc thần, mục phong đôi mắt bên trong lãnh quang chấp động. Phong, ta nguyệt tộc cũng ghi chép có quan hệ với cái này bắc hải ngạc thần truyền thuyết, nghe nói nó đau thương bất nhập, thủy hỏa không thương tổn, chuẩn thần khí, thiên đế đều không thể ở trên người hắn lưu lại một tia thương thế thậm chí còn xé xác thôn vệ lúc ấy Bắc Hải trong tiên vực một vị thiên tôn đại năng, thực lực kinh khủng a. À. Nguyệt Nhi cũng ngưng trọng nói. Ta cũng nhìn qua cái này Bắc Hải Ngạc Thần ghi chép điển tịch, thật là một cái không cách nào giết chết quái vật, chỉ có thể phong ấn. Khi trường không cũng nói, bản tọa bỏ mặc nó lai lịch ra sao, đã đi vào giới này, lại làm tổn thương ta nữ nhân, không báo thù ta Mục Phong liền làm bậy thân nam nhi. Mục Phong thấp lạnh nhạt nói, hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, cũng không có nhiều lời, Nguyệt Nhi càng là biết rõ Mục Phong đối Uyển Nhi tình cảm, Uyển Nhi là nàng đều không cách nào thay thế, tại Mục Phong sinh mệnh tuế Nguyệt bên trong kia nhất đoạn tình cảm ngây thơ tốt mọi người tán đi đi cũng chuẩn bị sẵn sàng tổng tiến công muốn bắt đầu nạc đám người xác nhận rút đi chỉ có hy nguyệt lưu tại trong điện bồi ta đi một chút mục phong đối nguyệt nhi nói ừm nguyệt nhi kéo lại mục phong cánh tay hai người rời đi trong điện đi vào chính mục phong thưởng thức dạo chơi công viên nước biếc núi xanh kỳ chân dị thú các loại tiên thảo thần tiêu tranh diễm cái này thưởng thức dạo chơi công viên chiếm diện tích liền mấy vạn cây số vuông tử tiên trong rừng trúc tử trúc hành lang bên trong bách linh tiên chim trong trẻo hót vang dễ nghe mục phong mày kiếm hơi nhíu tâm sự viết lên mặt còn đang suy nghĩ uyển nhi sự tình sao khi nguyệt ôn nhu nói ừm um, ta cùng nàng từ bước vào tu hành nói tới phân nhiều tụ ít nàng là ta mục phong nhân sinh cái thứ nhất chỗ yêu mặc dù lẫn nhau tâm tâm niệm niệm lo lắng không ngừng thường có liên hệ thế nhưng là làm một cái nam nhân ta xác thực quá khuyết điểm chức bây giờ nàng lại là ta mà thụ thương thương thế không rõ tâm ta thực sự không cách nào an bình mục phong dừng lại dưới xuất thủ bàn tay than nhẹ, một cái thất thải bách linh rơi vào hắn trên bàn tay, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tại mục phong giữa ngón tay ma sát. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi sinh mà bất phàm, gánh vác trọng trấn tu la sứ mệnh, nếu ngươi là một giới người tầm thường, đều có thể hao tổn nhiều tâm trí cùng nhi nữ tình trường, cũng ngươi mục phong không phải, ngươi trí cao ngất, ngươi muốn vì ngươi tộc nhân mà phấn đấu phấn chiến, những này nhóm chúng ta cũng hiểu ngươi, uyển nhi cũng thế, cho nên nàng xưa nay không dám cho ngươi nhiều tăng thêm một tia ràng buộc, tự mình yên lặng cố gắng mạnh lên, liền liền lần này thụ thương nàng đều không có nói cho ngươi biết. Chính là bởi vì nàng hiểu ngươi đối mặt hết thảy, khi Nguyệt tại mục phong bên cạnh thấp giọng nói, đồng dạng yêu cái này nam nhân, bất quá nàng lại là có thể đứng ở một cái khác nữ nhân góc độ là mục phong phân yêu, phần này rộng lượng bình thường nữ nhân khó mà làm được. Chính là bởi vì nghĩ đến như thế, trong lòng mới ái náy không chịu nổi. Mục phong thở dài một tiếng, tay nâng lên một chút, bách linh bay lên. Bây giờ tổng tiến công sắp đến, gặp nhau ngày đã là không xa uyển nhi đã trở thành thiên tôn sinh mệnh bền bỉ bình thường thương thế định không có gì đáng ngại yên tâm đi uyển nhi nàng vẫn chờ ngươi mười dặm đỏ giá đi cưới nàng đâu ha ha người phen này khuyên bảo trong lòng ta dễ chịu nhiều người khác tam cung lục viện cũng không sánh bằng ta cái này đỏ lên vẻ mặt chi kỷ mục phong cười khẽ ngón tay nhẹ nhàng câu lên nguyệt nhi óng ánh cái cằm nhìn qua thủy tinh môi đỏ nhẹ nhàng hôn xuống xuống dưới nguyệt nhi đẩy ra mục phong hừ nhẹ nhíu một cái cái mũi, nũng nịu nhẹ nói, dễ dàng tha thứ người cưới hai cái ba cái cũng coi như, người còn muốn tam cung lục viện. Đánh gãy người cái chân thứ ba, ha 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 ha, ta Nguyệt Nhi nguyên lai cũng sẽ ăn dấm Mục Phong cười to, ôm Nguyệt Nhi, thật sâu người người trên người đối phương nữ tử hương thơm không có nhiều tại ngôn ngữ. Ba ngày sau, Tu La đạo trận, 150 vạn người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thiên phong quân chiến sĩ hội tụ, ngoài ra, hai một trăm vạn hạn bạt nữ cương, 100 vạn nghê toàn chiến sĩ hội tụ. Tại hai bên, còn có hai chi đại quân người mặc hắc sắc long khải, một chi người mặc tuyết bạch sắc băng hoàng tiên khải, cũng có hai 100 vạn đại quân. Phía sau, vạn côn yêu quốc, thất thải lang gia cũng mang theo 100 vạn vạn côn yêu quốc cường giả hội tụ. Tu la thần điện, hơn 500 vạn binh lực xuất động, cộng thêm tam quốc binh lực ba 100 vạn, hơn 8 triệu tiên quân cảnh giới cường giả chờ xuất phát, thiên đế cường giả, càng là tổng cộng hơn 300 người, tiên đế hơn vạn người tuyết hoàng đế quốc, tuyết hoàng thiên càng là mang binh đích thân đến. Mục phong người mặc tử kim sắc kỳ lân giáp, một bộ huyết sắc áo choàng theo gió phần phật vang lên, cao đứng ngàn trượng điểm tướng đài, quan sát phía dưới hơn 8 triệu cường giả. Mà từng đôi đôi mắt toàn bộ ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, gió tây phần phật, không người nói chuyện, bất quá cái này số 100 vạn tiên quân khí thế hội tụ, thực sự quá mức rung động. Mà bên ngoài sân, hơn một tỷ tu la tộc nhân càng là kích động hưng phấn nhìn qua cái này lay trời đại quân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2369, mưa gió nổi lên. Hơn 8 triệu đại quân, phủ kín mấy trăm dặm đại địa, tràng diện chi rung động đã khó mà hình dung. Tu la thành bên trong tu sĩ, gặp một màn này trong lòng cũng là rung động thật sâu, nhìn qua kia ngàn trượng trên điểm tướng đài thân hình, ánh mắt bên trong cũng chỉ có sùng kính cùng ngưỡng vọng, mỗi người cũng lấy trông thấy một màn này làm vinh. Nơi này cơ hồ đã hội tụ Nam Hải tiên vực gần nửa lực lượng, hắn dù chưa phong vạn yêu chi chủ, bất quá phần này lực ảnh hưởng đã coi là cái này Nam Hải tiên vực bên trong vua không ngai. Quá rung động, ta đời này còn không có gặp qua như thế rộng rãi chẳng diệt, cơ hồ tứ đại yêu quốc người đều tới. Đúng vậy a, à, trong thiên hạ, xem lượt Nam Hải, cũng chỉ có tu la điện chủ mục phong đại nhân mới có ảnh hưởng này lực đi. Nói tới cái này mục phong điện chủ càng là nhất đại yêu nghiệt chi tài, đến Nam Hải bất quá gần 200 năm, liền thành lập có thể so với tứ đại yêu quốc thế lực, chính hắn càng là chiến lược thông thiên, đánh giết ra các đan thanh như thế thiên tôn, xem lượt nam hải lịch sử, trừ đã từng vạn yêu chi chủ, ta cũng tìm không thấy dạng này thiên tài. Đừng nói nam hải tiên vực, toàn bộ tiên giới, từ xưa đến nay có thể tìm được mấy cái mục phong điện chủ dạng này anh hùng nhân vật. Giờ phút này mục phong, thật sự là đứng tại toàn bộ nam hải đỉnh phong nhất. Mục phong quan sát số 100 vạn đại quân, trầm giọng nói, hơn 3.000 năm trước, Vũ Nhân Tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, Xích Long Tộc, Tam Tộc không dung ta tu la, vạn vẹo nói xấu tộc ta, lấy tự mình tư lợi là mục, đối ta tu la tộc tiến hành cực kỳ tàn ác đổ sát, ta mục phong, từ nghịch cảnh mà sinh, thân là thánh chủ chi tử, gánh vác trùng tộc phục hưng chi mệnh vận, ăn tết tĩnh dưỡng nhiều năm phồn diễn sinh sống, hôm nay ta tu la tộc, rốt cục lại lần nữa quật khởi, hôm nay nhóm chúng ta muốn đi xa cố thổ. Trọng đoạt nhóm chúng ta mất đi gia viên, một trận chiến này, sẽ là ghi vào nhóm chúng ta tu la tộc lịch sử trọng đại một trận chiến, trung tướng hai có dũng khí chiến hay không. Trọng đoạt xa viên, từ chiến đến cùng, đến chết mới thôi. Quân tiên tất tức giận nói, trọng đoạt xa viên, từ chiến đến cùng, đến chết mới thôi. Hơn 500 vạn tu la thần điện chiến sĩ gào thét gầm thét. Ta hắc Long đế quốc trợ quốc sư một trận chiến, không thu cố thổ thể không hồi hương. Ta tuyết hoàng đế quốc, trợ tề thiên quân thượng một trận chiến, không thu tu la cố thổ, thể không hồi hương. Ta vạn côn yêu quốc, trợ mục phong đại nhân một trận chiến, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tam đại yêu quốc quân đội đồng dạng lập biểu quyết tâm. Ha 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 ha, một trận chiến này, làm sao ít đến ta cửu vĩ yêu quốc, phụng cửu vĩ yêu hậu chi mệnh, mục tiểu thiên mang theo 100 vạn tướng sĩ chờ tu la thần điện đoạt lại cố thổ. Mà lúc này, thường khung một chi mấy ngàn hạm đội phá không mà đến, dáng lâm tại tu la tiên thành. Thanh niên cầm đầu, một thân áo giáp màu trắng, thân tuấn phi phàm cưỡi lòng mã, cầm trong tay trường thương. Đại ca, ta tới, nghĩa mẫu để cho ta tới giúp người một tay. Tiểu thiên tới cười nói, ha 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 ha, đến hay lắm, sau đó thay ta cảm ơn cửu vĩ tiền bối. Mục Phong cười to, một trận chiến này, liên quan đến mẫu thân, ta tự nhiên không thể vắng mặt. Tiểu thiên cười nói, hắn chỉ là Mục Phong mẫu thân. Cửu vĩ yêu quốc cũng phái binh tới viện trợ, lập tức thảo phạt đại quân đạt tới gần ngàn vạn, hơn 900 vạn đại quân, cỗ lực lượng này ai có thể ngăn cản, thành cản đẩy thành, thần cản sát thần. Ca ca, hải hoàng tộc tới chậm, mà lúc này, lại một chi đại quân theo chân trời tiên hải phương hướng mà đến, du mộng mang theo một nhóm lớn người mặc lam sắc tiên khải hải hoàng tộc chiến sĩ đến giúp, nhân số cũng có 5-60 vạn. Đến tận đây, binh lực đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Ung dung, mục phong nhìn về phía tới này tên hải lam sắc tóc dài thiếu nữ. Một mực đến đều là ca ca trợ giúp ung dung, lần này, ung dung cũng phải giúp ca ca. Du mộng ngọt ngào cười nói, kỳ lân vốn là nhân nghĩa thú, ta vốn không muốn làm cho hải hoàng tộc cuốn vào chiến tranh, bất quá ta muội đã có tâm, làm ca ca sao nhấn cự tuyệt, ha ha, chờ đoạt lại gia viên, ta định yến tạ bốn phương tám hướng. Mục Phong cười nói, hắn nhìn qua ngàn vạn đại quân, thủ trưởng vung lên, nói, nhập giới. Âm ầm, lập tức, Mục Phong nội thế giới cánh cửa ngưng tụ, ngàn vạn đại quân chia vô số cổ hồng lưu, cùng nhau tiến vào Mục Phong bên trong thiên địa thế giới bên trong, không gian chi lực quét sạch mà qua, vừa rồi khí thế to lớn đại quân toàn bộ biến mất, chỉ có hơn 300 tên thiên đế còn tại nơi đây. Lệ, Lăng Vân theo mục phong thể nội thế giới bay ra, hóa thành vạn mét lôi thần điện, đáng sợ hình thể che khuất bầu trời, đỉnh phong thiên đế thần thú khí thế càng là trấn áp thương khung. Hơn 300 vị thiên đế bước lên Lăng Vân phần lưng, mục phong đứng tại Lăng Vân to lớn đỉnh đầu, Lăng Vân lên như diều gặp gió. Đưa vương thượng, mời vương thượng trọng trấn ta tu la, thu ta cố thổ, Dầm dầm, mà lúc này, số một tỷ tu la tộc nhân quỷ gối trong thành cao quát. Gáy, lăng vân một tiếng phượng gáy thét dài, thân thể hóa thành một đạo lôi quang, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, hai cánh mở ra chính là vạn dặm cự ly. Đại bàng dương cánh bằng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tu la thần điện đại quân xuất phát, mà bất quá hai ngày, ở xa bắc hải tiên vực hai tộc một tông liền đã nhận được tin tức, cao tầng chấn động sợ hãi, hai tộc một tông e ngại tu la thần điện người, hướng Bắc Hải tiên vực xuất phát. Trận này khóa vực chi chiến, nếu bộc phát tất nhiên là kinh thế hãi tục. Lập tức, hai tộc một tông tất cả lớn thiên đế cao tầng lập tức liền triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, hơn 100 vị thiên đế tề tụ một đường. Tây môn bá nhất đẳng tứ đại vũ nhân gia chủ, thiên tinh kiếm tông chủ kiếm thiên uy, xích long tộc trưởng long phạm, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc âm trầm. Các vị, nhóm chúng ta lo lắng một ngày này rốt cuộc tới. Tây môn bá nhất trầm giọng nói, theo đáng tin tình báo, Tu La Thần Điện đã tập kết ngàn vạn đại quân đi Bắc Hải Tiên Vực, lấy thiên đế tốc độ, toàn lực mà đi được Bắc Hải Tiên Vực liền một tháng đều muốn không. Ngàn vạn đại quân, đó là cái làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng nề số lượng. Cuối cùng nhường bọn này dư nghiệt phát triển đến lo lắng nhất một ngày này, mọi người có biện pháp nào, đều nhanh ngẫm lại đi, không phải vậy, tất cả mọi người chờ lấy bị trả thù đi. Xích Long tộc Long phạm âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng của hắn bây giờ gọi một cái hối hận a. À mà con chim, trước đây liền không nên cùng vũ nhân tộc cùng một chỗ đâm tu la tộc ngựa phong hoa tử. Kế sách hiện nay còn có cái gì biện pháp, cũng xuất ra các vị giữ nhà vốn liếng đi, một trận chiến này, mọi người chúng ta bây giờ đều là một sợi dây thừng lên châu chấu, một trận chiến này nếu là không toàn lực ứng phó, Xong đời là tất cả mọi người. Kiếm thiên uy trầm giọng nói, thiên tinh kiếm tông lão tổ lưu lại bảo mệnh đồ vật, cũng nên lấy ra. Lập tức điều động hai chúng ta tộc một tông tất cả binh lực, tổng xây một chỗ tổng bộ liên minh, thuận tiện nhân viên điều hành phòng ngừa bị tu la thần điện từng cái đánh tan ngừng tụ tất cả lực lượng tất cả thiên đế cũng là nói ra bản thân liên hệ sợ cái gì hắc hắc đến bao nhiêu người lão tử diệt bao nhiêu người các ngươi chỉ cần nhanh toàn lực nhường lão tử thần lực khôi phục mà lúc này bắc hải ngạc thần nhe răng cười nói ngạc linh mục phong liền giao cho ngươi trên chiến trường nhất định phải giết hắn chỉ cần mục phong vừa chết tu la thần điện liền thua một nửa tây môn bá nhất dặn dò lại cho ta trăm viên vũ thiên thần tinh chỉ cần ta thần lực có thể khôi phục bảy thành trở lên cái gì mục phong đều chẳng qua sâu kiến như vậy bác hải ngạc thần nhe răng cười vẫn không quên thừa cơ dọa dẫm cảm tạ phong lưu phóng khoáng như thủy phân phong ngày mai hồi trở lại giang nam có lẽ ngày kia liền có thể khôi phục trước kia đổi mới nói thật tại ăn tết trong khoảng thời gian này đều không thể toàn tâm nhào vào sáng tác bên trên bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2370, trước ánh bình minh. Tây Môn Bá nhất đối mặt Bắc Hải Ngạc Thần dọa dẫm tức giận đến nghiến răng, bất quá lúc này hắn lại không có biện pháp gì, Mục Phong thực lực đã hiển hiện mặt nước, có thể kích xiết Thiên Tôn thực lực đáng sợ, vũ nhân tộc bên trong hiện nay trừ cái này Bắc Hải Ngạc Thần, căn bản không có có thể chống đỡ dạng này lực lượng phương diện cường giả. Phiền toái nhất còn không phải như thế, nếu là Bắc Hải Ngạc Thần thật khôi phục đại lượng thần lực Vạn nhất mất khống chế, đối vũ nhân tộc, thậm chí toàn bộ Bắc Hải Tiên vực đều là một trận tai nạn. Bất quá lúc này, đối mặt Tu La thần điện từng bước ép sát, hắn nhưng lại đã không có đường chọn chọn. Lần này hội nghị kết thúc, toàn bộ hai tộc một tông bầu không khí cũng phá lệ ngưng trọng lên, cao tầng mặt cường giả cũng bị điều động, hội tụ lực lượng, chuẩn bị ứng đối sắp đến Tu La thần điện, hai tộc một tông tiên quân cảnh giới trở lên cường giả, cũng đem lực lượng thu tụ tại Vũ nhân tộc bên trong Tam Đại Tiên Thành, Thiên sứ Tiên Thành Bạch Vũ Thành, Ánh Sáng Tiên Thành. Cái này ba thành cách xa nhau bất quá trăm vạn dặm, liên hệ ở giữa có truyền tống trận pháp, điều động binh lực có thể tại mấy chục giây bên trong hoàn thành ba thành vượt qua điều động. Cái này ba thành cũng vừa tốt hình thành tam giác thái độ, lẫn nhau canh gác. Đồng thời, cái này ba thành cũng bắt đầu nghiêm khắc nhất để phòng giới nghiêm, xuất nhập người nhất định phải có chứng nhận thân phận trận nhãn hiệu. 10 ngày sau, Quang Minh Thành bên ngoài, đông đảo đám mây tiên sơn trên đỉnh trong đó một ngọn núi trên đỉnh, Mười đạo thân ảnh đứng tại đỉnh núi, nhìn tòa này bầu trời tiên thành. Người cầm đầu là một tên người mặc áo bào đen, khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nhường nữ nhân đều vì đó ghen ghét thanh niên. Bạch, không lâu sau đó, một đạo tướng mạo cực kỳ nam tử bình thường đi vào đám người này trước người, người này còn người mặc một bộ thiên tinh kiếm dùng tinh thần kiếm bảo. Thiên thứ thống lĩnh, người này khom mình hành lễ. Ừm, tình huống như thế nào? Thiên thứ đạm mặc gật đầu, bình tĩnh hỏi, quay người đi hướng ngọn núi sâu bên trong trong rừng rậm, thần lực phun trào, lập tức mảnh không gian này vặn vẹo, hiển hiện một tầng nồng vụ bao trùm ngọn núi, cái gì cũng nhìn không thấy, thần niệm cũng dò xét không thấy. Hai tộc một tông đã triệt để kết minh, binh hợp nhất vực, mà cái này quang minh thành, hiện nay là thiên tinh kiếm tông thay tỏa chấn, hội tụ toàn bộ thiên tinh kiếm tông chín thành thế lực, trong thành hiện nay cơ hồ đều là thiên tinh kiếm tông đệ tử, đóng giữ cường giả vượt qua hai một trăm vạn, lại bao phủ tinh thần kiếm trận. Người này đi theo thiên thứ bên người trầm giọng nói, tinh thần kiếm trận, Thiên thứ nhướng mày, đây chính là thiên tinh kiếm tông giữ nhà thực chất một loại thần trận. Có gì bố cục, thiên thứ lại hỏi, người này, là trước đây tu la thần điện hình thành khí hậu thời điểm, liền chui vào thiên tinh kiếm tông nội tuyến người. Thành này hiện nay bị chia làm hai cái khu vực, bên ngoài trận khu, bên trong trận khu, bên ngoài trận khu bao phủ là tinh thần kiếm trận sát trận, nếu khởi động, mấy chục mai thần tinh hội tụ uy lực sát trận, thiên tôn không có phòng bị cũng có thể bị đánh giết, bên trong trận khu là hạch tâm thủ hộ kiếm trận, thiên tinh kiếm tông đại đa số cao tầng hạch tâm thứ nhất hiện nay đều ở tại nội thành khu cũng chính là bên trong trận khu vực người này lại nói trong tay còn nhiều ra một quyển quang minh thành địa đồ trải rộng ra tiêu vẽ ra một cái đại khái trận pháp phạm vi bao phủ thiên thứ nhìn qua địa đồ nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ nếu là không rõ tình huống đại quân xông vào cái này bên ngoài trận khu sát trận phạm vi bao phủ sợ rằng sẽ tổn thất nghiêm trọng a à? thiên thứ bên người quyến rũ động lòng người hồ mỹ nhân nhìn qua địa đồ nói. Hừ, nào chỉ là tổn thất nghiêm trọng, làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Thiên thứ hừ lạnh một tiếng, nói nếu là thiên tinh kiếm tông cố ý dẫn dụ đại quân toàn bộ đi vào bên ngoài trận khu, lại thêm một đảo cách trở chạy trận pháp kết giới, toàn bộ đại quân cũng đem trở thành thần trận bia sống, không chỗ có thể trốn. Thiên thứ kiểu nói này, cái khác thiên tổ thành viên trong lòng cũng sinh ra một tia khí lạnh, còn xác thực như thế, bên ngoài trận khu vực thêm kết giới cách trở, bên trong trận bản thân lại có trận pháp bảo vệ, đại quân bị tập trung ở bên ngoài trận trong vùng đó chính là bia sống thiên thứ nhìn về phía người này âm thanh lạnh lùng nói thiên tinh kiếm tông có kế hoạch gì người không biết không thống lĩnh người này vội vàng quỳ xuống thấp giọng nói thuộc hạ mặc dù chui vào thiên tinh kiếm tông đứng hàng cao tầng bất quá cuối cùng thời gian không dài không có lấy được tín nhiệm đánh vào hạch tâm rất nhiều hạch tâm tình báo sự tình căn bản không thể nào biết được đứng lên đi có thể làm đến miếng bản đồ này đã là làm khó dễ ngươi ta không có quái ngươi Thiên Thứ bình tĩnh nói, đa tả thống lĩnh lý giải, người này thở phào, cái khác hai thành lại là cỡ nào tình huống. Thiên Thứ lại hỏi, cái khác hai thành đều là vũ nhân tộc, xích long tộc tại thủ, cũng đều là đồng dạng bố cục, thiết chí đều là tinh thần kiếm trận, thiên tinh kiếm tông lợi hại nhất chính là cái này thần cấp kiếm trận. Người cũng biết rõ, những trận pháp này trận nhãn nơi nào, trận bàn lại nắm giữ tại ai trong tay. Thiên Thứ lại hỏi, trận nhãn vị trí không biết rõ, về phần trận bàn, Thiên Tinh Kiếm Tông bên trong lợi hại nhất trận pháp đại sư là Tiêu Mặc Thiên Đế, chuẩn thần cấp trận pháp sư, Thiên Tinh Kiếm Tông các loại trận pháp duy trì, kiểm tra tu sửa đều là hắn phụ trách, cái này quang minh thành trận này bàn, vô cùng có khả năng chính là tại Tiêu Mặc trưởng lão trong tay, về phần cái khác hai thành trận bàn, cũng hẳn là nắm giữ tại hai tộc trận pháp tông sư trong tay. Người này lại nói, "Tiêu Mặc." Thiên thứ khóe mắt phẩy một cái, nói, "Nhưng có hắn tình báo." "Có, Thiên Tinh Kiếm Tông tất cả lớn thiên đế tình báo đều đã thu thập hoàn thành." Đây là Tiêu Mặc tình báo. Người này vội vàng xuất ra một khối ngọc phù, Thiên Thứ đọc đến ngọc phù, ngọc phù bên trong ghi chép đối phương ở lại vị trí, một chút sinh hoạt yêu thích, thường đi địa phương này một ít cơ bản tình báo, về phần biết cái gì thần thông, công pháp những này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Mặc, thiên thứ trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, hắn quay người nhìn về phía mình thiên tổ thành viên. Nhóm chúng ta phong nhận, cầm là tất cả trong bộ môn tối cao bổng lộc cùng tài nguyên, tu hành cũng là tốt nhất thần thông làm cũng là điểm chết người nhất sự tình, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, vương thượng cho ta xuống dưới tử mệnh lệnh, cần phải trừ bỏ tổng tiến công trên đường uy hiếp, cái này tinh thần kiếm trận, nhất định phải từ chúng ta tới phá, trận này không phá, đại quân ắt gặp tổn thất thảm trọng. Thiên thứ nhìn qua hắn đắc ý nhất cái này chín người môn sinh nghiêm khắc nói. Bao quát hồ cơ ở bên trong, chín người không nói lời nào, bất quá đã biết rõ nhiệm vụ này đại biểu cho cái gì, đều phải hoàn thành. Thiên tinh kiếm tông quang minh thành trận pháp, ta đến xử lý, hồ cơ, thiên địa, hai người các ngươi hiệp trợ ta, thiên nhất, thiên huyền, thiên hoàng, người ba người phụ trách bạch vũ thành, thiên phong, thiên lôi, thiên hỏa, người ba người phụ trách thiên sứ thành trận pháp, thiên sơn, cho ta giám sát tốt ba thành động tính, bên ngoài tiếp ứng, đại quân đến thời điểm, ta không hy vọng trông thấy tòa trận pháp này khởi động, đồng thời, không thể đánh rắn động cỏ, nhớ kỹ ta bình thường dạy cho các ngươi. Ám khách, muốn lấy nhỏ nhất đại giới, giành lớn nhất lợi ích cùng thắng lợi, vì thế nhóm chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào chỉ cần đáng giá cho dù là sinh mệnh thiên thứ nhìn qua chín người âm thanh lạnh lùng nói ánh sáng phía dưới đều là tối thổ ta nguyện vì thôi động ánh sáng đến trước đó một màn kia ánh dạng đông thôi động bình minh thịt nát xương tan muôn lần chết không chối từ chín người đồng thời hạ thấp người trầm giọng nói bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 2371, Thiên Hoa Lâu Chủ. Đều hành động đi, đến về sau, tự có tuyến nhân liên hệ các ngươi. Thiên Thứ xoay người nói, nạc, mấy người thẳng thân, chậm rãi rời đi, vân vân. Thiên Thứ lại đột nhiên nói, cũng cho ta còn sống hoàn thành nhiệm vụ, ta không muốn ta nhiều năm tâm huyết phó mặc. Mấy người sững sờ, kinh ngạc nhìn Thiên Thứ một chút, yên lặng nói một tiếng, Thiên Thứ thống lĩnh còn không có như thế dặn dò qua bọn hắn đâu. Có lẽ, cái này đoàn hàn băng băng bọc vào thân thể, cũng có một vệt hỏa nhiệt linh hồn. Mỗi người, ở cái thế giới này, cũng có tự mình giá trị cùng định vị, có người trời sinh chính là lãnh tụ, có lẽ đối bọn hắn mà nói, còn sống giá trị cùng nhân sinh ý nghĩa chính là một vị ám khách. Thiên thứ nhìn về phía cái này tuyến nhân, nói, nhưng có vào thành lệnh bài. Không có, bây giờ trong thành đề phòng xâm nghiêm, lệnh bài chỉ có thể dùng tự mình linh hồn lực thực tên chứng nhận, thống lĩnh ngài muốn vào thành, chỉ có thể ủy khuất tại ta thế giới bên trong bên trong. Cái này tuyến nhân nói, ừm, um, thiên thứ gật đầu, cái này tuyến nhân mở ra tự mình tiên quốc thế giới, mang theo thiên thứ, hồ cơ còn có thiên địa ba người tiến vào tự mình bên trong thiên địa bên trong. Hắn lúc này mới bay về phía nơi xa ánh sáng tiên thành. Ánh sáng tiên thành thiên môn chỗ, mỗi một cái vào thành người đều nhất định phải dùng thân phận của mình lệnh bài chứng thực mới có thể tiến nhập. Cái này tuyến nhân đưa ra thân phận của mình lệnh bài, bình yên tiến vào trong thành, đi vào một cái khách sạn, lúc này mới mở ra tiên quốc nhường thiên thứ bọn người ra. Người nhường tất cả tuyến nhân, chú ý tiêu mặc động tính, nếu hắn xuất hiện rời đi hắn phủ đệ, lập tức cho ta biết. Thiên thứ đối cái này tuyến nhân nói, vâng, thiên thứ lại nhìn phía hồ cơ còn có thiên địa, đem liên quan tới tiêu mặc tình báo thông tin ngọc phù cho hai người, nói, hai người các ngươi nhìn xem, có biện pháp gì hay không tiếp cận cái này tiêu mặc. Hai người tiếp nhận ngọc phù, đọc đến xong trong đó thông tin về sau cũng suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Đại nhân, tình báo này bên trong có một chút có lẽ nhóm chúng ta có thể lợi dụng. Hồ cơ đột nhiên nói, Ồ, thiên thứ nhìn về phía hồ cơ, cái này đã từng tinh hồ tộc dài nữ nhân, huynh quốc huynh thành mỹ nhân. Tình báo này nói tiêu mặc yêu thích sắc đẹp sao, có lẽ ta có thể thử tiếp cận cái này tiêu mặc. Hồ cơ cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển. Mỹ nhân kế sao, ta cũng nghĩ qua, bất quá vấn đề là ngươi như thế nào tiếp cận hắn. Mà lại, nhóm chúng ta chỉ có 7 ngày không đến lúc đó ở giữa, vương thượng liền sẽ phát động tổng tiến công. Thiên thứ cao mày nói, cái này đơn giản, Nhóm chúng ta có thể thiết kế chủ động hấp dẫn hắn, trong tình báo còn có một cái địa phương, là tiêu mặc thường xuyên đi địa phương, Hoa Thiên lâu. Nhóm chúng ta trước tiên có thể khống chế cái này Hoa Thiên lâu. Hồ Cơ cười nói, sau đó chính nói tới kế hoạch. Thiên Thứ sau khi nghe xong đôi mắt bên trong quang mang dần dần lên, nhìn về phía Hồ Cơ gật đầu nói, tốt, trước theo lời ngươi nói kế hoạch áp dụng. Hoa Thiên lâu, trong thành quang minh một chỗ cực âm nổi danh phong nguyệt nơi trốn, chỉ cần ngươi có tiền, có vung tiền như rác tài lực dù là ngươi là một cái kiếp tiên cận bá, cũng có thể hưởng thụ tiên quân cấp bậc tiên nữ, thậm chí đế nữ phục thị đái ngộ. Hoa Thiên lâu, lầu chính cao ngàn trượng, cung điện tầng tầng xếp lên, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Mà cái này Hoa Thiên lâu cũng là trong thành Quang Minh một cái không kém thế lực, chủ topic là trong thành nổi danh Thiên Đế cường giả, tên là Thiên Hoa Thiên Đế. Cái này Thiên Hoa Thiên Đế cũng không phải người lương thiện, tu hành âm dương song tu loại thần thông công pháp, thành danh trước đó làm cũng đều là một chút ta bẩn thiểu hoạt động thành tựu tiên đế thời điểm, khai sáng hoa thiên lâu, lợi dụng huấn luyện một đám nữ nhân thu liếm tài phú, dần dần có được hôm nay hoa thiên lâu thế lực quy mô. Hoa thiên lâu, thiên thứ âm thu mà đứng, nhìn qua cái này từng tòa huy hoàng cao điện, đèn lồng treo trên cao, bên trên bầu trời tựa hồ có cái gì trận pháp xuyên cớ, thời khắc rơi xuống hoa vũ, bay là tả, cực kỳ mỹ lệ. Thiên thứ đi hướng cái này hoa thiên lâu, người đến người đi, nối liền không dứt rất nhiều người rời đi thời điểm còn tại đàm tiếu phong nguyệt, cực kỳ thỏa mãn. Cái này Hoa Thiên Lâu cũng không tầm thường phong nguyệt chi địa, cũng là đặc thù tu hành chỗ, Hoa Thiên Lâu bên trong nữ tử tinh thông song tu thần thông, liên hệ song tu, có thể lấy vui vẻ phương thức tăng tiến công lực, dù sao cũng so buồn tẻ khổ tu tốt. Tiên nhân đối dục vọng lực khống chế tất nhiên so phàm nhân mạnh, như đối tự thân không có có ích, cũng chỉ có nhiều tiền thiêu đến hoảng nhân tài tới. Ra, ngài mấy vị, vừa tiến vào Hoa Thiên Lâu bên trong, lập tức có mỹ mạo thị nữ chiêu đãi mà đến, nhìn qua thiên thứ, đôi mắt bên trong cũng hiện lên kinh ngạc tốt vườn mỹ nam nhân. Ba vị, thiên thứ đạm mạc nói, nữ tử này nhìn mắt hồ cơ, cũng vì đối phương mỹ mạo sở kinh diễm, đối thiên thứ nói, mấy vị là cần gì dạng tu hành bạn nữ Tiếp tiên cảnh, tiên quân cảnh, vẫn là tiên đế cảnh. Đối với tướng mạo, lại có yêu cầu gì, là như thế này, kiếp tiên cảnh đãi ngộ, một tháng cần thanh toán một vạn tiên thạch. Tiên quân cảnh giới một tháng thấp nhất cần thanh toán 10 vạn, về phần tiên đế thấp nhất cần thanh toán 100 vạn tiên thạch. Các ngươi nơi này đẹp nhất, Tu vi mạnh nhất là ai?" Thiên thứ Đạm Mạc hỏi, nữ tử này một trận kinh ngạc, sau đó nói, "Đẹp nhất, tu vi cao nhất tự nhiên là nhóm chúng ta Thiên Hoa lâu chủ, bất quá nhóm chúng ta chủ topic cũng không tiếp khách." Thiên Hoa lâu chủ là nữ? Lúc này ngược lại đến phiên Thiên thứ kinh ngạc, "Cái này hiển nhiên, nhóm chúng ta Thiên Hoa lâu chủ thế nhưng là trong thành quang minh đệ nhất mỹ nhân." Nữ tử này cười nhạt nói, "Vậy sẽ phải các người Thiên Hoa lâu chủ, một tháng bao nhiêu giá cả, ra giá đi." Thiên thứ Đạm Mạc nói có lỗi với khách nhân nhóm chúng ta chủ topic đã sớm không tiếp khách thị nữ này vẫn như cố cười nói bất quá trong lòng có chút cảnh giác người này không phải ngốc đi dám để cho thiên hoa lâu chủ phục thị hắn một ngàn vạn thiên thứ đạm mạc nói thật xin lỗi một trăm triệu thiên thứ tiếp tục nói khách nhân thực xin lỗi thị nữ này trong lòng chấn kinh một tháng một trăm triệu người này lai lịch ra sao một tỷ thiên thứ tiếp tục kích thích đối phương trái tim cái này thị nữ do dự người này đến cùng là thật có tiền, vẫn là đến nháo sự. Thần tinh một cái, thiên thứ không kiên nhẫn, trong tay một cái dài một mét hình thoi thần tinh chậm rãi hiển hiện. Đây, đây là, vũ, vũ thiên vũ thiên thần tinh. Thị nữ này kinh hô, nhìn qua thiên thứ lòng bàn tay lên bảo vật. Đây chính là trong truyền thuyết thần cấp tu hành tài nguyên A. Khách, khách nhân, ngài, ngài ở trên đảng phương chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo nhóm chúng ta chủ topic, thị nữ này bình phục một cái chấn kinh tâm tình, nói chuyện đều có chút cả lăm. Người tới, mang mấy vị quý khách đi thượng đẳng tu hành khách viện. Thị nữ này vội vàng để cho người ta tới mang thiên thứ bọn người đi khách viện. Thiên thứ đám người đi tới khách viện về sau, không đến bao lâu, một thân ảnh mang theo mấy vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử đi vào khách này viện. Là vị khách nhân kia muốn đích thân điểm nhãn hiệu bản tọa A. Một đạo cực kỳ xốp giòn mỹ thanh âm truyền đến, trong thanh âm phảng phất cũng có một cỗ nhiếp nhân tâm phách ma lực, nhưng nghe không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Hồ cơ còn tốt, thiên địa người thanh vọng đi, tâm thần cũng xuất hiện ngắn trong nháy mắt ngốc trệ. Thiên thứ cũng theo đó trông đi qua, cái này xem xét, ánh mắt cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2372, Mật thần thiệt tâm. Người tới một thân hắc sắc đuôi én áo dài, đập vào mắt chính là một đôi hoàn mỹ tỷ lệ vàng so tròn trịa trắng nõn hai chân, eo thon nhẹ nhàng một nắm, bạo mãn bộ ngực muốn nứt áo mà ra, tuyết bạch cái khe càng là hít người nhãn cầu, mỗi một bước đi tới đều sẽ có chút rung động, để cho người ta lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ nhảy nhót ra, thon dài thiên nga trên cổ là một tấm mang theo mạng che mặt khuôn mặt, tóc dài xóa vai, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, bất qua có thể tưởng tượng, dưới khăn che mặt tuyệt đối là một tấm xinh đẹp khuynh thành khuôn mặt nhất làm cho người khác sâu là kia một đội úy làm sắc thủy tinh hai con ngươi, giống như tinh không biển lớn mỹ lệ thâm thúy, trên thân phát ra chỗ đặc thù mùi thơm hơn có thể khiến người ta theo đáy lòng sinh ra một cỗ dục vọng chi hỏa. Thiên thứ nhìn qua đối phương đôi mắt, trong lòng thất kinh, thật mạnh mỹ công, hắn nhìn thiên địa một chút, thiên địa đã lâm vào đối phương mỹ công ảnh hưởng, khuôn mặt ngốc trệ. Mà hồ cơ còn tốt, không có cái gì ảnh hưởng. Mà phía sau nàng đi theo hai tên nữ tử, cũng là kiều mỹ động lòng người, có thể xưng tuyệt sắc. Hừ, thiên thứ hừ lạnh một tiếng, một cỗ thần hồn mạnh mẽ thanh âm quanh quẩn trong tràng, thiên địa như đồng thanh người thần trung mộ cổ, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hổ thẹn cúi đầu xuống. Tốt tuấn lang tiểu ca, vị muội muội này cũng là ngày thường xinh đẹp động lòng người A. Nữ tử này tới khẽ cười nói, nhìn về phía thiên thứ, quý lam sắc trong đôi mắt đẹp hiện ra một luồng chấn kinh, gia hỏa này, vậy mà không chút nào bị nàng mỹ công ảnh hưởng. Các hạ chính là thiên hoa lâu chủ, thiên thứ ngồi tại bàn trà bên cạnh từ tốn nói không sai thiên hoa lâu chủ tới ngồi tại thiên thứ đối diện một đôi mỹ lệ hai chân giao nhau mà xếp nhìn qua thiên thứ cười nói nghe hoa tú nói có công tử ra một cái thiên vũ thần tinh một tháng giá cả muốn ta bồi chi tu hành cố ý tới xem một chút bất quá xem ba vị trang phục lai lịch chỉ sợ không phải tới tu hành đơn giản như vậy ta thiên hoa tầng càng là thiên sứ vực lớn nhất tổ chức tình báo một trong mấy vị tới chỉ sợ là hướng về phía tình báo mà đến đây đi nàng ánh mắt dừng lại thiên thứ trên thân nhìn thẳng đối phương hai con ngươi, đáy mắt chỗ sâu, một luồng lam quang dần dần sáng lên, tựa hồ muốn nhìn rõ người này có thể tu là. Thu hồi người ti tiện không chịu nổi động sát thuật cùng mị công. Thiên thứ đạm mạc nói, dưới chân một cỗ đáng sợ thần lực trong nháy mắt quét sạch tuôn ra mở, không gian xung quanh trong nháy mắt bị bao khỏa, hình thành một cái thần lực lĩnh vực. Thiên hoa lâu chủ biến sắc, lập tức đứng người lên, nhìn qua thiên thứ. Thiên đế hậu kỳ, trước mặt nam nhân này, lại là tên thiên đế hậu kỳ cường giả nàng cũng là thiên đế, bất quá mới thiên đế sơ kỳ. Ha ha ha, nguyên lai là mấy vị đại nhân, không biết mấy vị đại nhân đến ta thiên hoa tầng chuyện gì. Có gì cần nhóm chúng ta thiên hoa tầng trợ giúp sao? Thiên Hoa lâu chủ sóng mắt lưu chuyển, khanh khách một tiếng. Trong tay, một khối ngọc phù lặng yên hiển hiện, bạch, đột nhiên, thiên thứ xuất hiện ở sau lưng nàng, một thanh dài nhỏ sắc bén lợi kiếm gác ở đối phương mỹ lệ thiên nga tuyết cái cổ. Thiên Hoa lâu chủ thân thể mềm mại cứng đờ thiên thứ tại bên tai nàng khẽ cười nói xinh đẹp như vậy một cái vưu vật cũng đừng không biết thời thế vẫn lạc đóa hoa trong nháy mắt đó mặc dù mỹ lệ không sống qua lấy hương thơm mới có thể trường tồn a à. thiên thứ theo nàng trong tay cầm qua kia một cái ngọc phù đây là một đạo phong ấn to lớn lực phá hoại thần thông thuấn phát thần phù chủ topic cái khác ba tên nữ tử sắc mặt đại biến không qua thiên địa hồ cơ trong nháy mắt xuất thủ ba bàn tay đánh vào cái này ba người đầu lâu bên trên một cỗ thần hồn mạnh mẽ lực chấn động nhập thần hải tiên đế tu vi ba người kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp hôn mê ngã trên mặt đất. Thiên hoa lâu chủ thanh âm trầm giọng nói, mấy vị đến cùng là khách nhân nào. Người tốt nhất đừng hỏi thăm, biết rõ về sau, có lẽ ta liền không thể không khiến như thế một đóa mỹ lệ đóa hoa tàn lụi. Thiên thứ hôn hôn đối phương óng ánh vành tai, cởi ra đối phương mạng che mặt, dưới khăn che mặt, quả nhiên là một tấm quyến rũ động lòng người khuôn mặt, mặt như hoa đào, khuôn mặt như vẽ. Thiên hoa lâu chủ cười nhạt, thuận thế dựa vào tại thiên thứ trong ngực, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng phủ tại thiên thứ trên gương mặt, trong miệng thổ khí như lan, một đôi tròng mắt đều nhanh mị suốt thủy đến, người bỏ được sao? Thiên thứ ôm trầm đối phương tinh tế thân eo, câu lên đối phương cái cằm, chật chật tán thưởng lấy đối phương mỹ lệ, cúi đầu hướng đối phương thủy tinh cánh môi hôn đi. Ôm hôn ở giữa, cái này thiên hoa lâu chủ đầu lưỡi vậy mà hóa thành một cái hắc sắc rắn độc, vậy mà cắn về phía thiên thứ môi lưỡi. Bất quá ai ngờ, thiên thứ đầu lưỡi càng là hóa thành một thanh sắc bén lợi kiếm, hung hăng ám sát tại đối phương trên đầu lưỡi. Ô, thiên hoa lâu chủ đau đến hừ nhẹ, thân thể vặn vẹo muốn tránh thoát, máu tươi từ hai người đôi môi ở giữa tuôn ra. Thiên thứ lúc này mới buông ra thiên hoa lâu chủ, thiên hoa lâu chủ che đôi môi lui lại hai bước, vụ oán nhìn qua thiên thứ, dịu dàng nói, người cắn thương người ta. Ha ha, mật môi rắn tâm, tốt một cái xà hạt mỹ nhân, bất quá cùng bản tọa so đạo hạch, người còn kém xa lắc. Thiên thứ đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất câu bên miệng tinh hồng, tà mị cười một tiếng. Thật là một cái khó chơi nam nhân a à. hôm nay thiên hoa xem như cắm, người đến cùng là ai? Thiên hoa lâu chủ Mỹ ý tiếu dung thu liễm, ta nói qua, biết rõ tên của ta, người có lẽ sẽ chết, còn muốn biết không? Tới đây không vì khoái hoạt tiêu giao, lại không vì tình báo, chẳng lẽ không phải giết ta tới sao? Thiên hoa lâu chủ nói, bàn tọa, ám giả thiên thứ, thiên thứ ngồi tại bàn trà bên cạnh, nâng lên nước trà xúc miệng, một ngụm phun ra. Tu la thần điện, ám giả thiên thứ đồ diệt thiên tàn đảo chính là ngươi. Thiên hoa lâu chủ con ngươi co rụt lại, chấn kinh nói. Thiên thứ chi danh, tại Bắc Hải tiên vực tối giới bên trong đã danh chuyển bốn phương tám hướng, đồ diệt Bắc Hải tiên vực mạnh nhất tối giới lực lượng Bắc Hải nhất đao cùng nó dưới trướng. Thiên hoa lâu chủ trong lòng chấn sợ, đã có chút hối hận hỏi đối phương danh tự. Nàng hạ thấp người làm một lễ thật sâu, nói, không biết thiên thứ đại nhân đại giá quang lâm, thiên hoa có nhiều mạo phạm còn xin thứ tội. Thiên hoa lâu chủ, người hẳn là biết rõ bản tọa đại biểu cho cái gì. Thiên Thứ Đạm Mạc nói, tu la thần điện à, thiên hoa lâu chủ im lặng, ít ngày nữa về sau, mảnh đất này sẽ hóa thành đất khô cằn, người nếu không nghĩ trở thành vật bồi táng, tốt nhất thành thành thật thật nghe ta lời nói, ta bảo đảm ngươi mạng sống tiếp tục tiêu dao. Đại nhân muốn ta làm cái gì? Ta thiên hoa tầng mặc dù tại trong thành quang minh tính toán số một thế lực, bất quá tại tu la thần điện trước mặt liền không đáng giá nhắc tới đi. Thiên hoa lâu chủ trầm giọng nói, bản tỏa tới tìm ngươi, ngươi tự nhiên có ngươi tác dụng, ta hỏi ngươi, tiêu mặc, có phải hay không các ngươi nơi này khách quen? Thiên thứ híp mắt hỏi, thiên tinh kiếm tông tiêu mặc trưởng lão sao? Hắn xác thực thường tới đây nghe ca nhạc xem múa khoái hoạt phong lưu. Thiên hoa tầng trong lòng hơi lăng, nhạy cảm thời cuộc sức quan sát nhường nàng cảm giác được tự mình là phải bị cuốn vào đại nhân vật trong ván cờ A. Rất tốt, người lập tức phát thiếp mời cho tiêu mặc phủ thượng, liền nói các ngươi thiên hoa tầng muốn tổ chức một giới hoa khôi đại tuyển, mời hắn đến tham gia thiên thứ đối thiên hoa lâu chủ nói, cái này, thiên hoa lâu chủ do dự, ở trong đó tất nhiên không có chuyện gì tốt. Người không có cực tuyệt cùng quyền lựa chọn lực, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2373, chữ sắc trên đầu. Quang Minh Thành, nội thành khu vực, ở tai nơi này phiến khu vực cơ hồ đều là thiên tinh kiếm tông hạch tâm đệ tử, cao tầng nhân vật. Một chỗ chiếm diện tích mấy trăm mẫu trong phủ đệ, một thân áo xanh nam tử trung niên tại mấy tên tùy tùng cùng đi trở lại phủ đệ, người trong phủ gặp chi nhau nhau cung kính hành lễ. Người này dáng vóc thon dài, dung mạo cũng coi như được anh tuấn, hai con ngươi như điện khí độ bất phàm, chính là Tiêu Mặc. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, hắn mới vừa đi tuần tra xong tất cả trận pháp bố cục, công trình lúc này mới trở lại phủ đệ mình. Tinh thần kiếm trận là đối kháng tu la thần điện xâm lấn thậm chí lật bàn một lớn át chủ bài, ra phải sai lầm, hắn mỗi ngày đều sẽ đi tuần tra một phen. Trở lại phủ đệ mình, tiêu mặc mới vừa tòa hạ cái mông còn không có ngồi ấm chỗ hồ, một tên thị vệ liền từ ngoài cửa mà tới. Đại nhân, hoa thiên lâu đến thiếp mời, thị vệ này hai tay dâng lên một đôi đỏ chót thiếp mời. Hoa thiên lâu, tiêu mặc lông mày nhớn lên, nhận lấy tin, thần lực tràn vào trong đó, trên thư nội dung hóa thành từng hàng ký tự ngưng hiện tại trước mắt. Hoa khôi tuyển chọn, tiêu mặc sau khi xem xong khịt mũi cười một tiếng, đem thư tín thiêu đốt. Bây giờ tu la thần điện đều nhanh gọi tới, không có mấy ngày sống yên ổn thời gian qua, bản đế còn có cái gì tâm tình tham gia ngươi hoa khôi tuyển chọn, thật sự là con hát không biết chuyện thiên hạ, cách sông còn hát hậu đình hoa. Tiêu mặc lắc đầu, hiển nhiên không có tâm tình đi tham gia hoa gì khôi tuyển chọn. Đại nhân, nghe nói lần này tham gia hoa khôi mỹ nhân xinh đẹp việt luân, so thiên hoa lâu chủ xinh đẹp hơn, cái này tu la thần điện muốn gọi tới, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục không phải. Thị vệ này ở một bên thấp giọng cười nói, nha, tiêu mặc nhìn mắt tự mình thị vệ, cười nói, hoa thiên lâu cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi dạng này cho bọn hắn nói chuyện. Thị vệ này vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói tiểu nhân không dám, bất quá thiên hoa lâu chủ thật là nắm tiểu nhân cho đại nhân mang một câu, chỉ cần đại nhân đi cổ động, nàng đều có thể miễn phí đưa đại nhân trăm năm tu hành. Tiêu mặc nghe vậy ánh mắt dây lát phóng, thiên hoa lâu chủ tự mình cùng đi song tu, đây chính là hiếm thấy dụ hoặc. Thiên hoa lâu chủ không nói tự mình mỹ mạo trong thành quang minh cử thế vô song, kia tu hành âm dương lẫn nhau điều thần công, càng là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Ừm, người hồi âm một phong, bản đế ngày mai tự sẽ đến. Tiêu mặc có chút suy nghĩ phía dưới gật đầu đồng ý, tham gia một cái hoa khôi tuyển cử, cũng ảnh hưởng không cái gì. Ngày thứ hai, hoa mãn lâu, hôm nay hoa mãn lâu là khách quý trật nhà, so bình thường không biết rõ náo nhiệt bao nhiêu. Rất nhiều gia tộc nhà giàu công tử ca, nổi danh phong nhã chi hai, cường giả, hội tụ hoa mãn lâu hoa mãn lâu oanh oanh yến yến nhóm càng là chiêu đãi không được đầy đủ, ghé qua du tẩu trong đám người. Cánh sen đồng dạng to lớn trong hội trường, hội tụ mấy vạn người, có thân phận địa vị người, đều là ngồi ở cạnh trước bao trên ghế. Mà trong hội trường, tiên âm quấn lương, trung tâm nụ hoa trên sân khấu là một vị cực kỳ mỹ mạo tiên tử đang đàn tấu tỷ bà. Rất nhiều nhân vọng lấy nàng này, đôi mắt bên trong đều là si mê thần sắc, nàng này cũng là hoa thiên lâu bên trong 10 đại đế cơ một trong tiêu nhãn hiệu, tu vi cũng tại tiên đế cảnh giới một khúc tỳ bà cổ khúc xuống, cái này đế nữ khẽ khom người thi lễ, lưu cho đám người một vòng mỹ lệ mỉm cười, thanh âm khinh nhu nói, nếu có ủng hộ Tuyên Nhi, nhất định phải cho Tuyên Nhi bỏ phiếu A, bỏ phiếu nhiều nhất khách nhân, Tuyên Nhi nhưng vì hắn giải tấu một khúc đông phong. Tuyên Nhi tiên tử, Tuyên Nhi tiên tử, trở thành qua nàng này phụ tá chi khách bọn nam tử điên cuồng nâng hô ra tiếng, có thị nữ xuống tới, ôm một cái hòm phiếu, trong tay cầm đại lượng ngọc phiếu, này phiếu một tấm một vạn tiên thạch, có nguyện ý ủng hộ tự nhiên sẽ mua vé đầu nhập nàng này trong dương. Cái này gọi tuyên nhi đế nữ liền thu hoạch được hai vạn tấm bỏ phiếu, đại biểu 2 ức tiên thạch. Thiên thứ chiến tại trên cùng một chỗ lầu các dựa vào lan can chỗ, nhìn qua một màn này cười nhạt, cái này thiên hoa nữ, đến thực sẽ kiếm tiền vơ vét của cải. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại hàng trước nhất hào hoa trên bàn tiệc một người, chính là tiêu mặc. Tiêu mặc rất cảm thấy không thú vị, vừa mới xuất hiện những người này, hắn cơ hồ cũng phong lưu khoái hoạt qua, không có cảm thấy có cái gì quá lớn lực hấp dẫn thiên hoa ngươi nói cái kia hoa khôi chi nữ là ai còn có thể so ngươi xinh đẹp nếu là không có đêm nay ngươi nhưng phải hảo hảo phục thị bản đế tiêu mặc quay đầu đối một bên thiên hoa lâu chủ cười nhạt nói khanh khách yên tâm đi tiêu đại nhân một hồi a à, ngươi nhìn nàng liền sẽ không cảm thấy ta có cái gì lực hấp dẫn thiên hoa lâu chủ cười khẽ nha tiêu mặc thật đúng là bị hấp dẫn lên hứng thú mà lúc này trong tràng đỏ màn rủ xuống che chắn tất cả mọi người ánh mắt. Lập tức tất cả mọi người nhìn lại, cái gặp đỏ màn lại sau đó từ từ mở ra, một thân ảnh lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cái gặp một cái tô điểm tinh quang Mỹ lệ đuôi cáo che kín nàng thân thể, đuôi cáo chậm rãi rời, rõ ràng là một cái thiên kiều bá mị mỹ nhân. Nàng một bộ tuyết bạch sắc áo lông trồn trường bào, xinh đẹp không gì sánh được. Hẹp dài sáng tỏ quyến rũ đôi mắt bên trong phóng thích hồn siêu phách là thần quang, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Lộc cộc, lập tức, ở đây âm thầm tiếng nuốt nước miếng âm bên tai không dứt tất cả mọi người thần phách cũng bị nữ tử này hấp dẫn lấy liền liền hoa thiên lâu cũng hơi thất thần đối phương mị công mạnh còn xa phía trên nàng hảo mỹ nhân không ít người si mê đồng dạng tự lẩm bẩm liền liền tiêu mặc ánh mắt cũng bị đối phương hoàn toàn hấp dẫn lấy một cỗ dục niệm chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt mà lên sau đó tranh tranh giao hưởng đàn tranh thập diện mai phục đàn tấu mà lên người ấy mị hoặc chúng sinh hai con ngươi nhìn tất cả mọi người một chút cầm kiếm mà múa, kiếm này múa bên trong cũng ẩn chứa một cỗ không hiểu đạo vận, để cho người ta đắm chìm trong múa kiếm bên trong, kiếm minh trận trận, nương theo mỹ nhân mà động, đây là mới vừa cùng nhu hoàn mỹ dung hợp. Tất cả mọi người thấy như si như say, thiên thứ gặp một màn này gật đầu, hồ cơ tu hành mỹ đạo thần công đã có sở thành, thiên đế cũng không dễ dàng có thể ngăn cản được, huống chi bọn này người tầm thường. Hồi lâu sau, một khúc cuối cùng, hồ cơ thu kiếm mà đứng. Tốt, thật đẹp múa, múa ẩn thiên đạo, để cho người ta quan chi tâm thần say mê, cho là ta bình sinh thấy đẹp nhất múa, đẹp nhất người A, à, người kia là ai. Trước kia làm sao tại thiên hoa tầng chưa bao giờ thấy qua. Lập tức trong chàng bộc phát từng đợt sợ hãi thán phục ca ngợi thanh âm, tất cả mọi người theo si mê bên trong tỉnh ngộ, đứng dậy vỗ tay. Tiểu nữ tử Hồ Thiến Nhi, mới tới hoa thiên lâu, về sau còn nhận được các vị khách nhân chiếu cố, như nguyện ý, còn xin ném Thiến Nhi một phiếu. Hồ cơ thanh âm càng là thiên kiều bá mị, xốp giòn người tận xương, nghe được rất nhiều lòng người đều nhanh hóa. Hoa khôi, hoa khôi, thiến nhi tiên tử tài mạo mới là lần này hoa khôi. Không biết rõ bao nhiêu người bị kia khẽ múa đoạt tâm, tiêu xài đại lượng tiên thạch mua vé ủng hộ, chỉ vì cùng đối phương riêng tư gặp. Cho ta đến một vạn tấm phiếu, tiêu mặc càng là đứng dậy, phung tiền như rác phần này kinh người đại thủ bút càng là chấn trụ tất cả mọi người. Bất quá xem đối phương là ai về sau, tất cả mọi người cũng chỉ có sợ hãi thán phục ngưỡng vọng, đối phương thế nhưng là thiên đế cường giả, chuẩn thần cấp trận pháp sư, thiên tinh kiếm tông thiên lão tiêu mặc, dạng này người, thiếu chút tiền ấy sao? Mồi câu cắn câu, trên đầu chữ sắc có cây đao A. Thiên thứ gặp một màn này nhếch miệng lên, cảm tạ ngộ không lão ca, trương tổ di, các đại ca nhớ kỹ, đa tạ đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 2374, Ám Dạ Thiên Thứ Cái này nữ nhân là ai? cùng tham gia hoa khôi tuyển chọn 10 đại đế cơ nhìn qua hồ cơ, ánh mắt bên trong cũng sinh ra một tia ghen ghét, nhìn qua ở đây những nam nhân này tiếng hô cùng phản ứng, cũng tự biết tự mình cùng hoa khôi vô vọng. Tiêu mặc càng là là cái này hồ cơ vung tiền như rác, tăng thêm cái khác người ủng hộ, hồ cơ tuyển chọn phiếu vượt xa quá những người khác. Cuối cùng cái này hồ cơ đến phiếu là 68,000 chương, vượt qua những người khác quá nhiều. Chúc mừng hồ sinh đẹp tiên tử, đoạt được lần này hoa thiên lâu hoa khôi chi vị chủ trì người cũng hướng tất cả mọi người tuyên bố kết quả này. Hồ sinh đẹp tiên tử, hồ sinh đẹp tiên tử, hoa thiên lâu bên trong vang lên một mảnh tiếng hô, vô số nóng rực ánh mắt tụ vào trên người hồ cơ. Hồ cơ đối tất cả mọi người cung thân chậm rãi thi lễ, có thị nữ bưng hai chén rượu tới, hồ cơ xuống dưới tuyển đài, đi hướng bỏ phiếu nhiều nhất tiêu mặc. Cảm tạ đại nhân đối thiến nhi lực mạnh ủng hộ, hồ cơ vô cùng cảm kích, không biết tối nay đại nhân nhưng có không, thiến nhi nguyện ý là đại nhân múa đơn một khúc. Hồ cơ bưng một chén rượu, nhẹ mân môi đỏ ôn nhu nói. Ha 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 ha, hồ sinh đẹp tiên tử khẽ múa khuynh thành, thật là khiến người ta tầm mắt mở rộng, tiêu mặc còn là lần đầu tiên thấy như thế thép nhu cùng tồn tại yêu mỹ nhảy múa, tiên tử ước hẹn, tiêu mặc sao nhẫn tâm cự tuyệt. Tiêu mặc đứng dậy bưng một chén rượu lên cười nhạt nói, ánh mắt bên trong cũng chôn sâu một vòng dục niệm. Kính đại nhân, hồ cơ nâng chén, vung tay áo che mặt, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, tiêu mặc trưởng lão, ta nói đi, lần này hoa khôi sẽ không để cho người thất vọng. Thiên hoa lâu chủ cười nhạt nói, lâu chủ là ở nơi nào tìm được như thế giai nhân. Được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ, tiêu mặc cười khen, nàng thế nhưng là ta một cái tỉ muội đâu, đây chính là nàng lần thứ nhất tiếp đãi khách nhân A, à. đại nhân đêm nay cần phải chân quý lương duyên. Thiên hoa lâu chủ cười nói, sau đó chính là hoa này khôi tuyển chọn kết thúc. Không ít người rời đi thời điểm còn tại thảo luận vừa rồi hồ cơ kinh diễm khẽ múa, chờ mong đem đến từ mình cùng đối phương song tu ngày tốt cảnh đẹp. Hoa thiên lâu bên trong, thượng đẳng đình viện trong phòng khách, tiêu mặc ngậm lấy hưng phấn tâm tình đi vào cái này đình viện bên trong. Đình viện bên trong, sớm có mỹ nhân đã đang chờ đợi, hồ cơ vẫn như cũ là vừa rồi múa trang, lẳng lặng ngồi tại giường hồng biên giới. Tiêu mặc đi ngược chiều cửa phòng, nhìn qua ngồi trên giường hồng hồ cơ, ánh mắt bên trong vẫn như cũ hiện lên một tia kinh diễm. Đại nhân, hồ cơ hai con người như nước ngậm xuân luồng sóng chuyển, nũng nịu khẽ gọi một tiếng. Thiến nhi tiên tử thật tốt đẹp, tiêu mặc si mê thở dài, cửa phòng bành một tiếng đóng lại. Hắn đi qua phụ cận, nhìn qua hồ cơ, duỗi vươn ngón tay câu lên đối phương ngọc xinh đẹp cái cầm. hai con ngươi mà xem, sau đó cúi đầu hôn đi, đem đối phương đẩy lên tại đỏ trên giường. Mà lúc này, trong phòng ghế ngồi bên trên, im ắng xuất hiện một người thân ảnh nhìn qua một màn này, tiêu mặc tu vi vậy mà đều không có chút nào phát giác, thẳng đến hắn hiện thân, cố ý lộ ra một tia khí tức. Ai? Tiêu mặc rời môi, bất quá, còn không có kịp phản ứng, hồ cơ ngón tay ngọc bên trong sinh trưởng ra sắc bén hồ chảo, hung hăng từ phía sau lưng đâm vào tiêu mặc đầu lâu bên trong, thần lực tràn vào, cầm cố lại đối phương thần hồn. A, à, tiêu mặc kêu thảm, bị hồ cơ tùy tiện trưởng khống, hồ cơ đứng dậy, một trưởng khấu trừ giết ở tiêu mặc cổ, tiêu mặc càng là trợn to con mắt, gắt gao nhìn qua hồ cơ. Cái này nữ nhân, vậy mà cũng là thiên đế, trung kế, tiêu mặc trong lòng hoảng hốt, lúc này một cỗ khí lạnh tưới vào trong lòng, trong lòng tất cả dục niệm làm lạnh, giờ phút này chỗ của hắn còn không minh bạch, tự mình là trung nhân gia kế. Bất quá cuối cùng cũng là thiên đế cường giả, tâm cảnh cường đại, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tiêu mặc trưởng lão, hạnh ngộ hạnh ngộ, thiên thứ trong tay vuốt vuốt một thanh nho nhỏ trùy thủ, tại giữa ngón tay xoay tròn, nhìn qua tiêu mặc đạm mạc nói. Các ngươi là ai, vì sao muốn hại ta? Tiêu mặc trầm giọng nói, tại hạ tu la thần điện thiên thứ, nghĩ trăm phương ngàn kế rốt cuộc cùng tiêu mặc trưởng lão như vậy gặp nhau. Thiên Thứ cười nhạt nói, không có dấu giếm thân phận của mình. Tu la thần điện Thiên Thứ, tiêu mặc con ngươi như là bị kim đâm, hung hăng co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, tu la thần điện người vậy mà đã tới, còn ẩn núp nhập quang minh thành. Tiêu mặc sắc mặt tái xanh, nhìn hồ cơ một chút, thầm mắng mình sắc dục che tâm, tại loại này hỗn loạn thời cuộc, thời khắc mấu chốt còn tới nơi này phong lưu, bên trong địch nhân ghế sách, giờ phút này tiêu mặc hận không thể hung hăng cho mình mấy cái to mồm tiêu mặc âm thanh lạnh lùng nói tu la thần điện đã tới sao các ngươi động tác thật đúng là rất nhanh hai tộc một tông hủy diệt là không thể trái nghịch đại thế mà tiêu mặc trưởng lão chính là hai tộc một tông sập bản viên thứ nhất quân cờ bằng ngươi trí thông minh hẳn là sẽ không nghĩ không ra ta bắt ngươi là bởi vì cái gì đi thiên thứ tiếp tục nói ngươi giết ta đi ta cái gì tình báo cũng sẽ không lộ ra càng sẽ không cho các ngươi làm bất cứ chuyện gì tiêu mặc cười lạnh giết ngươi ta nhưng không có như vậy xuẩn giết ngươi thiên tinh kiếm tông lập tức liền sẽ đạt được tình huống phong tỏa nơi này bất quá mặc dù không thể giết ngươi bất quá lại là có thể để ngươi hảo hảo thể nghiệm một cái sống không bằng chết cảm giác còn có ngươi vợ con hạ tràng thiên thứ nhe răng cười đi vào tiêu mặc trước người trong lòng bàn tay một cỗ thế giới chi lực tràn vào tiêu mặc thể nội lập tức một phương thế giới không gian chi môn hiển hiện, hiện. ngươi muốn làm gì tiêu mặc hoảng hốt ra hỏa này vậy mà có thể tùy tiện mở ra thế giới của mình lối vào người nhà ngươi tộc mạch quả nhiên cũng tại người thế giới bên trong, hiện tại, chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Thiên thứ cười lạnh, thần lực tràn vào đối phương trong thế giới, lập tức, phương thế giới này trên không bao phủ thiên thứ thần lực, bốc cháy lên một cỗ kinh khủng hắc sắc thần hỏa. Tiêu mặc thế giới bên trong, cũng có mấy ngàn vạn tộc khác người, giờ phút này gặp cái này thương khung thiêu đốt đáng sợ thần hỏa, từng cái dọa đến mức trệ tại nguyên chỗ. Ta cái này thần hỏa, sẽ từ từ thiêu đốt, tại người thế giới bên trong, để ngươi nghe thấy người tộc nhân kêu thảm, người tất cả thê tử, nhi tử, hậu thế tiếng kêu rên, cái này nhất định là một loại mỹ diệu thể hiện cùng hưởng thụ, tiêu mặc trưởng lão, chậm rãi lắng nghe đi. Thiên thứ cười lạnh nói, thần hỏa từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt hướng phía dưới đại địa. Không, không, dừng tay, dừng tay, người cái này đáng sợ ác ma, mẫn diệt nhân tính xúc sinh, dừng tay. Tiêu mặc giận dữ hết, cảm thụ thế giới của mình bên trong, kia một cỗ thần hỏa chậm rãi thiêu đốt hướng hắn thân nhân. Mà đồng thời, một cỗ thần hồn hỏa thiêu đốt tràn vào hắn thần hải, thiêu đốt thần hồn, tiêu mặc kêu thảm, tự mình cũng lâm vào sống không bằng chết luyện hồn tra tấn bên trong. Dừng tay, người nghĩ biết rõ cái gì, người muốn lấy được cái gì, tiêu mặc gào thét gào thét, rốt cục có chịu thua xu thế. Thế giới cùng thần hải bên trong thiêu đốt thần hỏa dập tắt, thiên thứ cười lạnh nói, đây mới là ta cần thái độ, người nếu là phối hợp, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, lưu ngươi tộc nhân một mạng. Tiêu mặc tê liệt trên mặt đất, hồ cơ kiếm trong tay không hề rời đi qua hắn nửa thước cự ly. Mà hoa thiên lâu, cũng không biết khi nào xuất hiện trong phòng, nhìn qua một màn này trong lòng run rẩy, không dám ngôn ngữ, tự mình, đã bị cuốn vào đại nhân vật đánh cờ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2375, Quét sạch Bắc Hải Một ngày này, một cái hình thể kinh người lôi thần điêu vạch phá thương khung, bay tới Bắc Hải tiên vực trên không. Hai tộc một tông tất cả nhân mã đã thu tụ tại Quang Minh Thành, Thiên Sứ Thành, còn có Bạch Vũ Thành bên trong, thiên thứ người đã sớm đi làm tốt bố cục, sẽ phối hợp tổng tiến công. Khổng Yến tại Mục Phong bên cạnh nói, nhưng chính thiên thứ coi chừng, nửa ngày sau, đuổi tới thiên sứ vực liền bắt đầu phát động tổng tiến công. Mục Phong nói, ừm, tầm nửa ngày sau, thiên sứ vực trên không, bên trên bầu trời, đột nhiên bị một mảnh đen nghịt trời u ám, một cỗ cường đại túc sát chi khí quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Trong thành thị mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp trên trời cao, rõ ràng là vô số cường giả tạo thành từng nhánh khí thế rộng rãi đại quân tu la thần điện người tới trong thành thị vũ nhân tộc các tộc nhân cũng đã nhận được tin tức nhìn qua cái này che khuất bầu trời mà đến kinh khủng đại quân từng cái thần sắc hoảng sợ đột nhiên cái này trong đại quân một chi mấy chục vạn người đại quân phân lưu mà ra giáng lâm tại tòa này tiên thành nhánh đại quân này người cầm đầu rõ ràng là chiến phong bên trong một vị thiên đế nhậm vũ nhánh đại quân này giáng lâm tại thành nhậm vũ lạnh lùng nhìn qua tòa thành thị này vô số trong thành thế lực tiên nhân nhìn qua nhánh đại quân này bản tòa tu la thần điện nhậm vũ phụng vương thượng mục phong chi mệnh tiêu diệt vũ nhân tặc tử thu phục mất đất thuận thần điện người sinh nghịch người vong nhậm vũ thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại cả tòa thành thị thiên đế uy áp cái thế bao phủ toàn thành thuận người sinh nghịch người vong mấy chục vạn đại quân đồng thời quát to sát khí lăng thiên phía dưới vô số thế lực cấm như ve mùa đông mặc cho đại nhân, mà lúc này, một thanh âm truyền đến, một người trung niên nam tử trí nhân trong đám đứng ra, huyết mạch chi lực phun trào, hóa thân tu la. Tại hạ ẩn thế tu la gia tộc chi chủ triệu giang, trước đây phụng thiếu chủ mục phong chi mệnh, đặc biệt ở trong thành tiếp ứng đại quân. Người này cung kính nói, triệu giang gia chủ lại là tu la tộc, vô số người gặp một màn này sắc mặt đại biến, triệu gia chủ, bản tọa phụng vương thượng tiêu diệt toàn bộ chi mệnh. Trong thành thế lực này trước đây tham gia qua đối ta tu la tông tộc tiếu sát, mời triệu gia chủ một một đường tới. Nhậm vũ lạnh lẽo hai con người vòng cố thành trung nhân một chút, lạnh lẽo nói, cái nhìn này, dọa đến vô số người khắp cả người phát lạnh. Vâng, Trần gia, Liễu gia, còn có trong thành vũ nhân gia tộc Ngô gia, Lộc gia, những gia tộc này, năm đó cũng hưởng ứng hiệu triệu, tham gia qua đối ta tông tộc giảo sát. Triệu ra ngón tay những gia tộc kia chỗ phương vị cùng người. Đại nhân, đại nhân, trước đây nhóm chúng ta cũng là bị vũ nhân tộc bức bách a, thật sự là hành động bất đắc dĩ, mời đại nhân tham mạng. lập tức có những gia tộc này bên trong cường giả, gia chủ hoảng sợ đứng ra quỳ xuống cầu xin tha thứ. bị buộc cũng tốt, tự nguyện cũng được, cũng là tự mình đã từng phạm phải tội nhiệt thứ tội, giết ta tu la tộc nhân người, đáng chém không buông tha. người tới, phong thành, trần gia, liễu gia, ngô gia, còn có lộc gia, phàm là tiên cảnh phía trên người toàn bộ bắt lại, người phản kháng, giết không tha. nhậm vũ lãnh đạm nói, tôn pháp chỉ. 30 vạn đại quân quát khẽ, sau đó từng đạo tiên lực, lĩnh vực chi lực quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ tiên thành. Tu la thần điện, chúng ta cùng các ngươi liều, cũng có vũ nhân tộc cường giả gầm thét, liều chết phản kháng, thẳng hướng tu la thần điện đại quân. Không biết tốt xấu, nhậm vũ thần lực trong cơ thể gào thét quét sạch mà ra, bên trên bầu trời hội tụ đáng sợ thần lực, lật tay ngưng tụ, một đạo huyết sắc giả thiên thần trưởng ngưng tụ, trực tiếp khấu trừ thẳng hướng những này phản kháng nhân mã. Bành, bành, bành những này phản kháng chi người tu vi bất quá tiên quân, nhiều nhất tiên đế cảnh giới, tại một trường này minh mông thần uy phía dưới, nhỏ bé như cát, bị cuồng bạo công kích trực tiếp oanh bạo thần thông, tu la thần lực đánh vào thể nội, từng cái kêu thảm bạo tạc thành từng đám từng đám huyết vụ. 30 vạn đại quân giết vào, càng đem những này phản kháng gia tộc, thế lực hóa thành tu la chàng, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, mấy cái này gia tộc, trừ đầu hàng người, toàn bộ hủy diệt, máu chảy thành sông. Mà tòa thành thị này, chỉ là trong đó một góc, tu la thần điện hơn 900 vạn đại quân, thành hình quạt khuếch tán, quét sạch chỗ qua tất cả tiên thành. Bản tòa tu la thần điện mục cuồng, phụng vương thượng mục phong chi mệnh, tiêu diệt vũ nhân tặc nhân, thuận người sinh, nghịch người vong, dám can đảm phản kháng, khám nhà diệt tộc, giết không tha. Bản tòa tu la thần điện bạch tử dược, phụng vương thượng mục phong chi mệnh tiêu diệt vũ nhân tặc tử, người đầu hàng sinh, người phản kháng, giết không tha. Bản tòa tu la thần điện vương thượng mục phong tòa hạ thạch chính hùng, phụng vương thượng chi mệnh, từng nhánh đại quân khí thế hùng hổ, dáng lâm tại thiên sứ vực bên trong chỗ trải qua mỗi một tòa tiên thành, nhấc lên một trận quét sạch toàn bộ thiên sứ vực gió tanh mưa máu. Một ngày này, chú định sẽ bị ghi khắc tại toàn bộ Bắc Hải tiên vực trong lịch sử. Đồng dạng, Tu La thần điện quy mô tiến công, xâm lấn tin tức truyền khắp Bắc Hải tiên vực bốn phương tám hướng bá chủ thế lực, Bắc Hải chấn động, toàn bộ Bắc Hải ánh mắt tiêu điểm, hội tụ tại cái này thiên sứ vực bên trong. Tu La thần điện đại quân một đường công thành đoạt đất, lấy không thể đỡ xu thế, một đường thẳng hướng thiên sứ vực trung tâm ba tòa tiên thành, cũng là hội tụ đầy hai tộc một tông binh lực, tất cả lực lượng ba tòa tiên thành. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, đại quân thúc đẩy, đã đến cái này ba tòa tiên thành bên ngoài những thành thị khác, vây quanh hướng ba tòa tiên thành. Trong thành quang minh, hai tộc một tông hạch tâm các cao tầng hội tụ, ngay tại thương thảo cách đối phó. Bành, Long Phạm nộ chụp bàn, phẫn nộ nói tốt một cái vạn côn yêu quốc, cũng dám vi phạm trước đây minh ước, bây giờ ngược lại binh hướng tu la thần điện. Mục Phong bây giờ thực lực cùng thế lực, vạn côn yêu quốc tại Nam Hải căn bản là không cách nào ngăn cản, phản hướng tu la thần điện cũng là không cần quá mức kinh ngạc. Các vị, bây giờ chỉ có dựa theo kế hoạch làm việc, đem tu la thần điện đại quân dẫn vào ngoại thành khu vực. Đến lúc đó, tại khởi động tinh thần kiếm trận, tất nhiên có thể giết đến toàn bộ tu la thần điện trở tay không kịp, thậm chí lật bàn. Kiếm thiên uy lạnh lẽo nói, thiên tinh tông chủ, đối với các ngươi thiên tinh kiếm trận, người đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tây môn bá nhất cao mày nói đây chính là có thể chu diệt thiên tôn thần trận bằng vào ta tam phương thế lực thần tinh dự trữ hoàn toàn có thể ứng đối lần này nguy cơ bất quá nhất định phải dụ địch mà vào đem tu la thần điện nhân mã dẫn dụ đến sát trận bao trùm kia vạn giảm khu vực đến lúc đó lại dùng kết giới ngăn đường lui tu la thần điện người cũng chỉ có thể thành thần trận bia sống tây môn gia chủ ngươi lại để cho bắc hải ngạc thần đi đánh giết mục phong trận chiến này hai ta tộc một tông tất thắng kiếm thiên uy cười lạnh nói đối với mình bố cục hắn là cực kỳ có lòng tin lần này chính là hai chúng ta tộc một tông đứng trước lớn nhất một lần nguy cơ hy vọng nhóm chúng ta đều có thể một lòng đoàn kết vượt qua cửa này tây môn bá nhất đứng lên nói cũng xuất ra nhà mình thực chất một trận chiến này không thắng thì vong tộc ta kia một cái bảo vật cũng đã tế luyện xong xuôi long phạm âm thanh lạnh lùng nói bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 2376, Binh Lâm Thành Hạ. Quang Minh Thành bên ngoài, Mục Phong tự mình dẫn số 100 vạn tiên quân vây đến Quang Minh Thành bên ngoài, mà hai tộc một tông nhân mã cũng cơ hồ hộ cũng hội tụ ở đây. Cái gặp chân trời đám mây phía trên, tổng cộng hơn ngàn vạn cường giả hội tụ tại hai nơi thương khung, đứng đầy đám mây. Nơi xa chân trời, không biết bao nhiêu Bắc Hải tiên vực thế lực khắp nơi cũng đang chăm chú cái này hai quân đối chọi có thể xưng từ ngàn năm nay quy mô lớn nhất một lần hai quân đối chọi. Tu La thần điện phía trước, một tên thẳng tắp thân ảnh làm người khác chú ý nhất. Hắn đứng tại ba đầu tử kim kỳ lân khống chế tử kim đế đuổi qua, thân hình thẳng tắp như thương, khuôn mặt cương nghị tựa như đau tước, nhãn thần bên trong đều là bể nghệ thương khung bá khí. Kia ba đầu thiên đế cảnh giới tử kim kỳ lân đem hắn khí thế tô đậm đến càng thêm thần tuấn bất phàm. Sau lưng hắn là hơn 300 tên thiên đế cảnh giới đại năng, còn có hơn vạn tiên đế, cuối cùng chính là số 100 vạn đại quân. Dạng này cầu thang trận hình cũng hiện lộ rõ ràng tu hành một đạo đơn giản, tiên quân dễ thành, tiên đế khó trèo lên, thiên đế càng là ức vạn chọn một. Đối diện trận doanh, có tây môn bá nhất, đông giã gia chủ, bắc minh gia chủ nam huyền gia chủ các loại tứ đại gia chủ, còn có thiên tinh kiếm tông tông chủ, kiếm thiên uy, bát đại thần kiếm trưởng lão, xích long tộc long phạm nhóm cường giả. Thật không dám tin tưởng, ngắn ngủi 200 thời kỳ, thực sự có người có thể làm được loại này tình trạng, sáng tạo hiệu triệu lên một cỗ như thế thế lực cường đại, tự mình tu vi càng là bước lên đỉnh cao, đấu giết thiên tôn, Kẻ này mỗi một hạng thành tựu đều có thể có thể xưng bỏ tuyệt cổ kim. Quan chiến trận doanh bên trong, có một phương thế lực bá chủ cường giả nhịn không được sợ hãi than nói. Người này một thân ngân bào, trung niên chi tuổi, tại Bắc Hải Tiên vực cũng là rậm chân một cái run ba run nhân vật, người này chính là nhân tộc đệ nhất đại gia tộc bên trong, Mạc gia chi chủ Mạc Thương. Đúng vậy a, à, ai có thể nghĩ tới ngu huynh lưu lại một tử, có thể lấy khủng bố như thế tốc độ quật khởi, nếu là trước đây hai tộc một tông biết rõ hôm nay kết cục chỉ sợ trước đây không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn đi. Mạc thương bên người mạc gia đại trưởng lão thở dài, mạc thương nhìn con trai mình chớ thái hư một chút, trong lòng khe khẽ thở dài. Chớ thái hư cũng là ánh mắt phức tạp, chính trước đây tại Bắc Hải tiên viện bên trong lúc, còn có thể cùng hắn phân cao thấp, bây giờ, hắn đã là cao cao tại thượng đỉnh phong thiên đế, hơn có đấu giết thiên tôn đáng sợ thành tựu. Kỳ thật hắn cũng không kém, tu hành đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới, chỉ dùng gần 200 năm, tại thường nhân trong mắt cũng là phải thiên tài, mà ở mục phong trước mặt, hắn quang mang liền có vẻ như thế ảm đạm phai mờ. Cuộc chiến hôm nay, bỏ mặc kết quả như thế nào, người thanh niên này danh tự cũng chú định ghi vào phương này tiên giới truyền kỳ bên trong, ghi vào sử ký bị thế nhân vĩnh nhớ truyền sướng. Hắn chính là Vân Thiên Tôn Phu Quân sao, quả nhiên rất đẹp trai, tốt có khí chất, thái thượng tố nữ tông không thiếu nữ đệ tử, nhìn qua kia trên chiến xa, thống ngự số 100 vạn đại quân nam nhân, đôi mắt bên trong tận phạm hoa si cũng chỉ có như thế anh hùng nhân vật mới đáng giá bị Vân Thiên Tôn yêu đi, ta nếu là có thể gả cho dạng này nam nhân, sống ít đi 10 vạn năm ta cũng nguyện ý a à. Vân Thiên Tôn mấy năm trước bị quái vật kia gây thương tích, hôm nay đại sự như thế đều chưa từng có đến, xem ra, nàng trọng thương tin tức là thật, không biết rõ cái này mục phong thiên đế đánh thắng được hay không quái vật kia, là Vân Thiên Tôn báo thù. Thái thượng tố nữ tông các nữ tử liếu díu, cũng đang chú ý rộng rãi giao đấu. Tây môn bá nhất, kiếm thiên uy, long phạm, rốt cuộc đến một ngày này. Mục Phong đứng tại thánh vảy đế giá bên trên, thanh âm quanh quẩn tại thương khung, giữa thiên địa, trong nháy mắt cũng chỉ có thanh âm hắn. Mục Phong, nhóm chúng ta kỳ thật cũng không cần thiết đi đến một bước này, cái này thiên hạ không có cái gì thù hận là không thể hóa giải, hai chúng ta tộc một tông thế nhưng là đem trước kia xâm lấn chiếm cứ đất đai trả lại cho các ngươi, tất cả ân oán xóa bỏ và bình sinh cất ở đây phương đất đai chẳng phải là tốt hơn. Tây môn bá nhất trầm giọng nói, xóa bỏ, mục phong diếu cợt lên tiếng ta thế mạnh các người nghĩ hóa giải ân oán ta thế yếu thời điểm các ngươi liền các loại chèn ép mặt sát ta dưới trời đất nơi nào có loại chuyện tốt này cố thổ có thể thu hồi thế nhưng là ta tu la tộc đã từng chết qua người đâu ta mẫu thân đâu các ngươi nghĩ hóa giải cũng được đem ta mẫu thân giao ra ta có thể cho các ngươi hai tộc một tông giữ lại hòa trùng trước đây chúng ta cùng tu la tộc cũng là chung sống hòa bình sinh hoạt tại một mảnh trời xanh nếu không phải tiên tổ hạ xuống ý chỉ nhóm chúng ta cũng sẽ không phạm xuống dưới như thế sát nhiệt đồ diệt các ngươi tu la thẳng thắn nói người mẫu thân cũng không tại nhóm chúng ta trong tay phía trên ân oán nhóm chúng ta những này phía dưới người làm sao khổ biến thành quân cờ pháo hôi đâu tây môn bá nhất thở dài biểu hiện được có chút bất đắc dĩ là các ngươi tiền tổ ý chỉ vậy ta mục phong cũng sẽ giết tới các ngươi tiền tổ đi đâu từng bước một giết tới 9 tầng trời về phần hiện tại các ngươi sẽ vì các ngươi hai tộc một tông năm đó phạm phải sát nhiệt mà thứ tội đi công thành Mục Phong hai tròng mắt đỏ, cố gắng khổ tu, tích xúc tự mình lực lượng, liền là hôm nay, dù là đối phương nói toạc thiên, hắn cũng không thể buông xuống cái này ân oán. Giết, số 100 vạn tu la thần điện đại quân gào thét, kinh khủng tiên nguyên lực ngưng tụ, hóa thành từng đạo năng lượng màn trời quét sạch thương khung. Phóng thần cơ nổ, quang minh thành trên lầu, tây môn bá nhất quát, từng cái chấp động thần văn quang trạch, hấp thụ ẩn chứa cường đại nguyên lực nỏ máy dựng lên, trận pháp khởi động, to bằng cánh tay tiên nỏ hóa thành từng đạo tiến quang dày đặc phóng thích tại thương khung, điểm điểm tiến quang, dày đặc toàn bộ bầu trời. Lên, hơn vạn tên yêu đế tiên đế cảnh giới cường giả xông vào rất phía trước, phóng thích mở tự mình tiên đế lĩnh vực, hơn vạn đế cấp cường giả lĩnh vực bao phủ cả chi đại quân. Oanh, 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 từng đạo tên nỏ chi quang bạo liệt nổ tại tiên đế lĩnh vực phía trên, năng lượng xung kích bạo tạc, tại lĩnh vực lên nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, bất quá cũng không thể đánh vỡ lĩnh vực. Đỡ chu ma pháo, Đông giã gia chủ hét lớn, trên cổng thành, pháp trận hiển hiện, pháp trận trong tâm, từng tôn tử sắc pháo đài chậm rãi hiển hiện, trên pháo đài năng lượng lỗ khảm bên trong, từng khối tử sắc vũ thiên thần tinh cắm vào lỗ khảm bên trong, năng lượng ông một tiếng tràn vào pháo đài, thần văn quang trạch chấp động, hết thảy 68 tôn pháo đài tề xạ. Oanh, họng pháo bên trong, một đạo kinh người tử sắc năng lượng cột sáng hội tụ, xuyên qua trường không, oanh sát tại tiên đế lĩnh vực bên trên. Tiên đế lĩnh vực trong tiếng nổ vang trực tiếp bị oanh theo, năng lượng cột sáng đánh vào trong đại quân bộc phát. A, à, mười mấy vạn người kêu thảm, mẫn diệt tại 68 tôn pháo đài hỏa lực bên trong, cái này chu ma pháo lực bộc phát vậy mà có thể có thể so với thiên đế. Thiên phong quân, kết bát bộ thiên long trận phòng ngự hỏa lực. Mạc hổ gầm thét hạ lệnh, hơn 100 vạn thiên phong chiến sĩ, tại riêng phần mình bách phu trưởng nhìn người thống lĩnh dẫn đầu xuống dưới riêng phần mình kết trận. Hơn 300 đầu khí thế có thể so với thiên đế tám đầu thiên long ngưng tụ mà thành, gào thét tại chân trời tám đầu thiên long mở ra già thiên cự xí phóng thích kinh người thiên đế chi lực bao phủ đại quân phòng ngự kia từng đạo oanh kích rơi xuống hỏa lực rất nhanh đại quân liền giết tới dưới thành năng lượng kết giới bên ngoài một trận đem ghi vào sử sách kinh thiên quy mô chiến tranh bộc phát bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 2377 tinh thần kiếm trận quang minh thành thành lâu cùng kết giới lan tràn mấy chục vạn dặm gần ngàn vạn đại quân lan tràn đến toàn bộ chiến tuyến Gào thét, ba đầu kỳ lân thần thú lôi kéo đế giá gào thét xông vào đại quân phía trước, mục phong một kiếm bổ ra, một đạo lôi đình kiếm mang tùy tiện chảm phá một đạo chu ma pháo quang trụ, kiếm mang chém qua mấy ngàn mét, hung hăng bổ vào trận pháp kết giới phía trên. ầm ầm, trận pháp kết giới oanh minh, kém chút bị mục phong một kiếm chảm phá. Mà lúc này, 68 tôn chu thần pháo đại hỏng pháo toàn bộ nhắm ngay mục phong, cột sáng ngưng tụ, 68 nói có thể so với thiên đế một kích chu ma pháo toàn bộ oanh sát mà tới ba đầu kỳ lân thần thú thần lực phun trào, đế giá mở ra một đạo tử sắc màn trời bao phủ mục phong, 68 nói công kích rơi vào cái này thần lực màu tím màn trời phía trên toàn bộ bị ngăn cản. 100 vạn đại quân sông đến kết giới trước đó đủ loại chiến trận ngưng tụ, đánh vào cái này năng lượng kết giới bên trên, năng lượng kết giới quang mang rung động, trận pháp phòng ngự năng lượng tại kịch liệt tiêu hao. Bát lôi sinh, mục phong thể nội tám bên trong lôi thần chi lực tuôn trào ra, hội tụ tại mục phong thủ trưởng, ngưng tụ một vòng lôi dương xoẹt xẹt, đạo này vần quanh thần lôi thần dương hóa thành một đạo lôi đình lưu quang oanh sát tại năng lượng kết giới phía trên, một tiếng kinh thiên nổ đùng, đạo này lôi dương thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây dơm dạ, năng lượng kết giới bành một tiếng toàn diện sụp đổ. Giết, số 100 vạn đại quân gào thét, điên cuồng giết vào trong thành. Chiến, vũ nhân tộc hơn 200 vạn chiến sĩ chấn động bạch vũ, hóa thành từng đạo bạch sắc lưu quang thẳng hướng xông vào thành đại quân. Hưu, 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 vô số thiên tinh kiếm tông đệ tử khống chế tiên kiếm, ngàn vạn kiếm quang đánh tới. Giống, xích long tộc chiến sĩ càng là hóa thành từng đạo long nhân, giết vào chiến trường. Hai cỗ hồng lưu, một nháy mắt ở trong thành đối bính, chém giết bộc phát. Một tên thiên phong tiên đế hóa thành cao ngàn trượng tu la ma thần, đầu sinh thần giác, khí thế kinh thiên, hắn một chảo ngưng tụ tiên đế chi lực, hướng một tên sáu cánh vũ nhân tiên đế. Quang minh thần ấn, tu la thần ấn, một trắng một đỏ hai đạo thần ấn đối bính bộc phát, năng lượng nổ đùng, cái thấy máu sắc thần ấn lực bộc phát lượng vậy mà một nháy mắt phá hủy quang minh thần ấn năng lượng. Bành, thần ấn lực trùng kích đánh vào cái này sáu cánh vô đế thân thể, cái này sáu cánh vô đế miệng phun tiên huyết, bị tu la tiên lực đánh bay, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, đồng dạng tu vi, đối phương lực lượng vì cái gì mạnh hắn nhiều như vậy. Tu la huyết kiếm, bạch, một đạo huyết sắc kiếm quang xé rách mà qua, cái này sáu cánh tiên đế kêu thảm, thân thể bị một kiếm hai phần, tiên huyết phun tung tóe trường không, nguyên thần cũng bị tu la tỏa thần liên xuyên thùng kéo vào cái này tu la tiên đế tiên quốc bên trong mà lúc này mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống kiếm quang bao phủ một tên thiên tinh kiếm tông kiếm đế xuất thủ thần thông lưu tinh vẫn sát rơi xuống cái này tu la tiên đế ngừng đầu cũng không bối rối một đôi máu cánh một nháy mắt mở ra bao phủ bao khỏa thân thể mình kia vô số kiếm mang bạo sát tại cái này tu la thần cánh phía trên thần rực phát ra từng đợt kim loại giao minh thanh âm thần thông ma thôn thiên hạ, mà lúc này, phía trên truyền đến một vị nữ tử băng lãnh tiếng quát. Cái gặp trên trời cao, một đầu thân dài vạn mét đáng sợ ma thú ngưng tụ, đầu rồng thân sói, sinh ra bốn góc, mở ra so thân thể còn lớn hơn một điểm đầu lâu, hắc sắc không gian vòng xoáy ngưng tụ giả thiên, bao phủ mười mấy vạn xích long tộc đại quân. Ngao giống, hơn mười vạn long người bị không gian này thôn vệ chi lực loạn nhập vòng xoáy bên trong, vòng xoáy trống rỗng ở giữa lưỡi dao đem những người này toàn bộ rào sát thành nát mặt bị thôn vệ nhập thao thế pháp tướng bên trong. Thương khung đỉnh chóp, sáu vòng kiếm trận ngưng tụ, mỗi một vòng kiếm trận phóng thích ngàn vạn kiếm mang, những này kiếm mang cắt chém qua từng đạo thiên tinh kiếm tông đệ tử thân thể, như là thu mang thu mạch, chiến tử thiên tinh kiếm tông đệ tử liên miên liên miên ngã xuống, một vị áo trắng thiên đế, cầm trong tay đoạn thương kiếm, một người chiến thiên ca tinh kiếm tông bốn tên thần kiếm trưởng lão. Mục cuồng càng là người mặc hoàng kim long khải, vạn mét to lớn đáng sợ long thần thân thể tại xích long tộc đệ tử bên trong đại sát tứ phương mỗi một quyền toát ra đều là mảng lớn thương khung phá toái quyền kình chỗ qua không lưu mảy may sinh cơ dược xuyên long cốt dược hoàng đạp chúng phóng thích ngàn vạn độc trùng quét sạch hướng chiến trường không biết bao nhiêu hai tộc một tông chiến sĩ bị độc chết tu la thần điện chiến lực đã đầy đủ nghịch thiên cộng thêm tứ đại yêu quốc trợ giúp tu la thần điện một phương tại binh lực vẫn là cường giả số lượng phía trên cũng mạnh hơn nhiều hai tộc một tông chính diện chiến đấu vừa mới một đôi đụng hai tộc một tông người liền đã có tan tác chi thế không ngừng hướng về sau bị bước lui lui vào bên trong trận khu đem tu la thần điện người toàn bộ đưa vào ngoại thành khởi động chặn đường pháp trận tây môn bá nhất tại phía sau gặp một màn này vội vàng ra lệnh lão tử lúc nào đang tràng nhiều người như vậy ta đã nhanh chờ không nổi bắc hải ngạc thần nhìn qua kịch liệt chém giết chiến trường hai con người bên trong tất cả đều là ngang ngược hưng phấn đừng nóng vội có người ra sân thời điểm, trông thấy người kia sao, hắn chính là người chủ yếu đánh giết mục tiêu. Tây Môn bá nhất ngón tay đang cùng hơn 10 tên Thiên Đế đại chiến mục phong. Bắc Hải Ngạc Thần ánh mắt cũng khóa chặt trên người mục phong. Thần Ma kiếm sát, oanh, màu xanh tím kiếm hồng bổ xuống, sát khí kinh thiên, kiếm ý bay thẳng tinh vũ. Kiếm phương, tên này Thiên Tinh kiếm tông thần kiếm trưởng lão, đỉnh phong Thiên Đế một kiếm thần thông bị mục phong tùy tiện đánh tan, thần ma kiếm sát bao phủ tại hắn thân thể. Không kiếm phương kêu thảm, thân thể bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ liền liền thần hồn cũng bị kiếm sát trực tiếp xóa bỏ. Bành, phía sau hắn, một vị xích long tộc đỉnh phong thiên đế cũng bị một kiếm này bộc phát phạm vi bao phủ, kêu thảm ở giữa trực tiếp vẫn lạc, một kiếm hai sát thiên đế. Rút lui, cái khác vây công mục phong thiên đế bị dọa khắp cả người phát lạnh, cái này mục phong kinh khủng chiến lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản được, đấu giết thiên tôn chi uy, không chút nào giả, Toàn bộ hai tộc một tông nhân mã toàn bộ triệt thoái phía sau, tu la thần điện người từng khúc tới gần giết gần, truy sát hai tộc một tông. Số 100 vạn đại quân toàn bộ xông vào thành khu, chiến hỏa lan tràn toàn thành. Khởi động tinh thần kiếm trận, cơ hồ là cùng một thời gian, Tây Môn Bá Nhất, Kiếm Thiên Uy hai người đồng thời gầm thét lên tiếng. Ông, 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 trong thành quang minh, phía dưới mặt đất, chôn sâu pháp trận trong chấp nhoáng này bị kích hoạt, trên trăm mai vũ thiên thần tinh là năng lượng nguyên, thần trận khởi động cái gặp từng đạo thanh lam sắc ánh sáng cầu vồng sông vào tinh không, tiếp dẫn tinh thần chi lực, số vạn đạo ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời, tràng diện rung động. Mà thành lâu chỗ, lại một đạo đối nội phòng ngự kim sắc kết giới bao phủ mà sinh, màn sáng thẳng lên tinh không vạn dặm. Cái này quang minh thành trên không, cái gặp vô số tinh hà trận đồ văn luân ngưng tụ, lại thái âm, thái dương, kim mộc thủy hỏa thổ các loại tinh thần pháp tướng ngưng tụ, tinh thần pháp tướng bên trong ẩn chứa kinh thiên kiếm ý kiếm khí, trong vòng thành trận khu là đường danh giới cái gặp một đạo tinh thần kiếm màn từ trên trời giáng xuống đáng sợ thanh lam sắc kiếm mạc đánh vào trong thành tiên thành bị oanh sát ra ngàn dặm vết sách đại địa bị cắt chém vỡ vụn a à, mấy chục vạn không có trốn vào nội thành trận khu hai tộc một tông đệ tử tại kiếm mạc bên trong trong nháy mắt hóa thành cho bụi thiên địa trị uy minh mông tinh thần kiếm trận cuối cùng vẫn là khởi động thiên thứ thất bại bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2378, một người độc cản. Đạo này thanh lam sắc kiếm mạc lên đón tinh thần chi lực, xuống dưới dẫn tiền giới thiên địa chi lực, khí thế mênh mông cuồn cuộn, kiếm ý kinh tiêu, uy lực càng là dọa người vô cùng, Thiên Tinh kiếm tông, Vũ nhân tộc, Xích Long tộc, có vài chục vạn người chưa kịp rút lui đi vào trận trong vùng, tại cái này đón thiên mà rơi thanh lam sắc tinh thần kiếm trận bên trong trực tiếp hóa thành nát mạt cỗ này kinh khủng kiếm khí đơn giản thế không thể đỡ không tốt là tinh thần kiếm trận rút lui mục phong gặp một màn này sắc mặt biến đổi lớn giống to nói rầm rầm ngàn vạn tu la thần điện minh quân không ngừng lui lại từng cái hoảng sợ nhìn về phía phía trước như là máy ủi đất đồng dạng đẩy gần quét sạch đến kiếm mạc a à, một tên hắc long đế quốc chiến sĩ cuốn vào kiếm mạc bên trong bành một tiếng bị kiếm khí cuốn vào kiếm khí quán thể bành một tiếng bạo tạc thành thịt nát không biết là hắn còn có hơn vạn hắc long đế quốc chiến sĩ, cái khác mấy lớn yêu quốc chiến sĩ, còn có tu la thần điện người, cũng có không ít trong nháy mắt bị cuốn đến kiếm mạc oanh chúng, hóa thành nát mạt trần thổ. Toàn bộ tinh thần kiếm trận kiếm mạc cuốn tới thời điểm, trừ cái này quang minh thành phía dưới tinh thần kiếm trận trận pháp trận cơ, toàn bộ thành trì đại địa cũng đang đổ nát, vô số trong thành quang minh phổ thông tu sĩ, vũ nhân tộc bản thổ cư dân cũng tại trường hảo kiếp này bên trong hóa thành bụi đất, thiên địa đồng táng. Bất quá đại quân rút lui bên ngoài trận khu biên giới thời điểm, biên giới lại là đã bị một đạo kết giới phong tỏa, vô số chiến sĩ liều mạng công kích, cũng là vô tận tại sự tình, thiên đế cảnh giới cường giả xuất thủ cũng không đánh tan được vũ thiên thần tinh bố trí đạo này kết giới. Tránh ra, mục phong gầm thét, thể nội ba đạo thần lực giao thái lao nhanh mà ra, cổ sát phóng thích vạn trượng kiếm quang. Gáy, hét dài một tiếng, một đạo chu diệt thần tôn vạn kiếm hỏa hoàng ngưng tụ mà ra, cuồn cuộn thần hỏa kiếm hoàng cởi kiếm ngưng tụ, hung hăng đánh vào cái này phong ấn kết giới phía trên. Bành, vạn kiếm hỏa hoàng nổ đùng mà đến phong ấn kết giới chấn động giãn nứt ra từng đạo khe hở bất quá cũng không thể đánh vỡ trận pháp chữa trị chi lực một nháy mắt chữa trị phong ấn kết giới khe hở khép lại tất cả mọi người gặp một màn này sắc mặt đại biến vương thượng vậy mà đều không thể đánh phá cái này phong ấn kết giới mà lúc này phía sau kiếm mạc đã cuốn tới rất phía trước có mấy vạn người lại bị cuốn vào kiếm mạc bên trong một nháy mắt hóa thành bụi đất a à, vạn côn yêu quốc bên trong một tên thiên đế cuốn vào trong đó kết quả thiên đế lĩnh vực không có có thể chống đỡ được ba giây bành một tiếng vỡ vụn người cũng bị trận pháp trực tiếp chu diệt mà giết song song lần này chết chắc vô số trong lòng người tuyệt vọng mục phong người hại làm hại ta a à, thất thải lang ra gặp một màn này hơn lúc trách nộ lên tiếng tiểu cửu phong ca tất cả mọi người đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía mục phong còn có biện pháp sao mục phong sắc mặt nghiêm túc bây giờ không phải là trách tội thiên thứ tại sao không có đem trận pháp phá giải thời điểm Bạch, Mục Phong không nói một lời, vạn mét thân thể oanh một tiếng phóng tới cái này một đạo đón thiên kiếm màn. Cũng trốn ở ta lĩnh vực về sau, Mục Phong đối phía trước đại quân giống to, một người đón lấy kiếm mạc, đồng thời, tự mình thần lực cũng hóa thành thần lực lĩnh vực mở ra quét sạch mà ra, bao phủ số ngàn dặm, đem lĩnh vực ngưng tụ đến cực hạn. Gần ngàn vạn đại quân thu sạch co lại, trốn ở Mục Phong lĩnh vực về sau. Oanh, kiếm mạc đánh thẳng tới, hung hăng xung kích tại Mục Phong thần lực lĩnh vực phía trên, thần lực lĩnh vực ông ông tác hưởng, ngăn cản kiếm mạc này xung kích. Uống, mục phong thân thể không ngừng lui lại, giữa cổ họng phát ra rít lên một tiếng, ba đạo thần lực bảy thành, tám thành, chín thành cuồng bạo tuôn ra, lúc này mới ngăn cản được kiếm mạc thế sông, tại trong trận pháp đối kháng kiếm mạc xung kích. Bất quá, hắn nhục thể cũng tại siêu phụ tải vận chuyển thần lực, thể nội huyết khí cùng sinh mệnh tinh khí cũng tại bốc hơi, dạng này rằng con nữa, hắn cũng trèo trống không quá lâu. Ha 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 ha, lần này, Mục Phong cùng người khác ngựa chết chắc. Tây môn bá nhất bọn người gặp Mục Phong đám người bị khống chế tại kiếm mạc bên trong đau khổ trèo trống, điên cuồng cười to. Bất quá tiểu xúc sinh này thật đáng sợ lực phòng ngự, cái này tinh thần kiếm trận uy lực đủ để diệt giết thiên tôn, hắn vậy mà có thể đem thần lực lĩnh vực mở ra như thế lớn, còn có thể ngăn cản được tinh thần kiếm trận xung kích. Kiếm Thiên Uy kinh ngạc nói, Thiên Tinh Tông chủ, cái này tinh thần kiếm trận có thể diệt sát Mục Phong sao? Long Phạm Cao mày nói, yên tâm, nhóm chúng ta cung cấp thần tinh, hoàn toàn đủ thần trận khởi động một ngày một đêm, ta không tin, mục phong tại mức tiêu hao này phía dưới có thể ngăn cản được lâu như vậy. Ha ha, mục phong lĩnh vực vừa vỡ, đám người này ngựa liền phải hoàn toàn chết đi. Kiếm thiên uy cười nói, hắn đối cái này tinh thần kiếm trận uy lực hoàn toàn yên tâm. Ghê tởm, nhiều người như vậy và Mỹ vị chết ở nơi đáng chết này trong trận pháp đơn giản chính là bạo khiển của trời, nhưng bản tỏa thôn phệ tốt bao nhiêu. Bắc Hải ngạc thần giữ tận nói, kỳ thật còn muốn không lâu như vậy, siêu phụ tải trạng thái mục phong nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ một lúc sau hắn nhục thể liền sẽ sụp đổ huynh đệ ta tin tưởng ngươi chớ để ta thất vọng a à? mục phong gào thét giữa hàm răng cũng tràn ra tiên huyết thần lực điên cuồng tuôn ra trèo chống thần lực lĩnh vực loại này cường độ lực công kích nếu là hắn cái bảo vệ mình tự mình lực phòng ngự thần lực hoàn toàn có thể giết tiến vào giết ra nhưng là muốn bảo hộ nhiều người như vậy trèo chống diện tích lớn như vậy thần lực lĩnh vực đối với hắn tiêu hao cũng quá lớn tinh thần kiếm trận, thiên tinh kiếm tông truyền thừa vô số vạn năm át chủ bài, bảo hộ tông đại trận, mục phong bọn người chủ quan, bên trong dụ địch xâm nhập kế sách. Nhân tộc Mạc Gia chi chủ Mạc Thương Cao mày nói, dạng này công kích đến, chỉ sợ thiên tôn cũng trèo trống không bao lâu đi, gia chủ, ta xem mục phong cùng hắn minh quân muốn xong. Mạc Gia đại trưởng lão nói, hai tộc một tông, dù sao nội tình thâm hậu, cái này mục phong, quá liều lĩnh nhất đại tuyệt thế thiên kiêu đường lúc đầu tiền đồ vô cùng vô tận đáng tiếc bị cừu hận che đậy hai mắt, bị tự mình bị mất a. À. Mạc thương thở dài, cũng đồng ý chứa đại trưởng lão lời nói. Tu la thần điện, muốn xong sao? Ngoài thành bốn phương tám hướng thương khung, vô số cường giả nhìn qua đã bị hoàn toàn khống chế tại trong trận pháp, toàn bộ nhờ mục phong một người trèo chống phòng ngự tu la thần điện minh quân cũng là thổn thức không thôi. Thành trì phía dưới, trận pháp khống chế phòng ngự trận văn không gian bên trong. Mấy thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tại trận này văn không gian bên trong. Nhanh lên, thiên thứ giận dữ hết. Đến, tiêu mặc lập tức dừng lại bước chân, cái gặp phía trước không gian, một phương cỡ nhỏ lục mang pháp tắc, bên trong có thật nhiều vũ thiên thần tinh thiêu đốt suốt thần lực, cung cấp cho toàn bộ trận pháp hệ thống. Nơi đây, chính là trận nhãn vị trí, trận bàn, thiên thứ lãnh đạm nói, tiêu mặc lấy ra một phương sáu hình vuông trận bàn, để vào trận đài bên trong. Ông ong ong, trận pháp chi lực tuôn ra, bao phủ trận nhãn phòng ngự kết giới tán đi. Thu, thiên thứ thủ trưởng khẽ hấp, kia thiêu đốt thần tinh toàn bộ bay về phía hắn thủ trưởng, thu nhập tiên quốc. Sau đó, hắn thần lực tuôn trào ra, một kiếm hung hăng bổ vào cái này trận nhãn pháp trận bên trên. Bành, trận nhãn pháp trận, bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, toàn bộ trận văn không gian một nháy mắt thiên địa oanh minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2379, Ngạc Thần xuất thủ. Mục Phong, ta không tin ngươi không có an bài, như giống như này kết thúc, người cũng không quá xứng làm đối thủ của ta đâu. Ngoài thành thương khung, một vị thiên kiều bá mị thân ảnh lạnh lùng nói, thanh âm quái dị. Phốc phốc, mà lúc này, mục phong một ngụm tiên huyết phun ra, thần lực lĩnh vực suy yếu hai phần, nhục thể, sắp không chịu đựng nổi nữa. Tạch tạch tạch, thần lực lĩnh vực từng tấc từng tấc sụp đổ, kiếm mạc thần đạo kiếm lực không ngừng tới gần. Phong ca, vương thượng, tu la thần điện người gặp một màn này cũng lo lắng không thôi, rất nhiều người đã toát ra tử trí mà minh quân cũng tại sợ hãi bên trong ha 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 tiểu xúc sinh này nhanh không kiên trì nổi kiếm thiên uy gặp một màn này cười to lên ầm ầm nhưng vào lúc này thiên địa oanh minh trong mắt trận lúc đầu cái kia đạo chống trời mà lên tiếp ứng tinh thần chi lực thần lực văn trụ một nháy mắt tán loạn toàn bộ trận pháp oanh một tiếng sụp đổ kia sung kích mục phong thân lực lĩnh vực kiếm mạc một nháy mắt tán loạn hóa thành cuồng bạo kiếm khí cuồng phong quét sạch hướng bốn phương tám hướng không cách nào ngưng tụ một thể mà thủ hộ bên trong trận khu phòng ngự trận pháp kết giới, cũng ông một tiếng biến mất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, trận pháp làm sao biến mất, cái này, cái này phát sinh cái gì, trận pháp đâu. Hai tộc một tông người gặp một màn này, từng cái gầm thét lên tiếng. Kiếm thiên uy, chuyện gì xảy ra, tinh thần kiếm trận đâu, làm sao biến mất, ngươi không phải nói chỉ ít có thể tiếp tục một ngày một đêm sao. Tây môn bá nhất giận dữ hết, chất vấn hướng kiếm thiên uy, cái này cái này cái này kiếm thiên uy trong chấp nhoáng này cũng là mộng bức chẳng lẽ là trận pháp xảy ra vấn đề bốn phương tám hướng người quan chiến cũng là một mặt mờ mịt kinh ngạc tiêu mặc tiêu mặc kiếm thiên uy gầm thét gọi phụ trách giữ gìn cái này thần trận tiêu mặc trưởng lão đừng hô hắn tại ta chỗ này bành bành mà lúc này phía dưới đại địa bạo tạc mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời thiên thứ dẫn theo tiêu mặc cười lạnh nói tông chủ thật xin lỗi a à tiêu mặc ái náy khóc ra thành tiếng. Tây môn bá nhất, kiếm thiên uy bọn người là ngạc nhiên nhìn qua một màn này, mà kiếm thiên uy cũng một nháy mắt minh bạch cái gì, sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ đến cực điểm, người phản bội tông môn, phá hư trận pháp. Ha 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 ha, mưu toàn lấy một cái trận pháp liền tiêu diệt nhóm chúng ta tu la thần điện, buồn cười đến cực điểm. Thiên thứ cười to, mang theo tiêu mặc nhanh lùi lại, phóng tới mục phong. Tu la thần điện minh quân nhóm gặp một màn này cũng là gieo hò cuồng hỉ, trận pháp biến mất. Phong ca, may mắn không làm nhục mệnh, thiên thứ bay trở về, ôm quyền phục mệnh. Ha 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 ha, ta liền biết rõ, huynh đệ của ta xưa nay sẽ không khiến ta thất vọng. Mục Phong cười to, trong lòng buông lỏng. Sau đó, hắn băng lãnh con người nhìn về phía sợ hãi hai tộc một tông đệ tử, lạnh lùng lên tiếng, tính toán tổng nợ thời điểm đến, giết cho ta, hai tộc một tông đệ tử, chó gà không tha. Giết, vừa mới trở về từ cõi chết tu la thần điện ngàn vạn minh quân, trong chấp nhoáng này bộc phát ra điên cuồng khí thế, từng cái nhặt về một cái mạng, liều mình không sợ chết phóng tới hai tộc một tông, tất cả lớn thiên đế, thiên đế đứng mũi chịu sao. Mau lui lại thủ bạch phố thành, thiên sứ thành, nơi nào còn có tinh thần kiếm trận. Kiếm thiên uy hét lớn, báo, không tốt, bạch phố thành, thiên sứ trong thành người truyền đến tin tức, tinh thần kiếm trận bị người phá hư. Mà lúc này, đưa tin đệ tử sắc mặt tái nhợt bẩm báo nói. Cái gì, tây môn bá nhất, kiếm thiên uy đám người sắc mặt biến đổi lớn. Đáng chết, kiếm thiên uy, người của ngươi làm sao bố trí pháp trận. Long Phạm gầm thét lên, ngươi không thấy sao, vừa rồi một màn, rõ ràng chính là tu la thần điện người sớm chui vào phá hư, vũ nhân tộc làm bảo an phòng ngự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kiếm thiên uy phẫn nộ đạo, đem nồi lại đọc cho vũ nhân tộc. Cũng chớ quấy dày, sinh tử tồn vong thời khắc, các ngươi dạng này nhao nhao là chờ chết sao. Tây môn bá nhất gầm thét hai người, nhìn hướng Bắc Hải ngạc thần, vô cùng giữ tợn nói, ngạc linh, giết mục phong, sau đó nhóm chúng ta giúp ngươi khôi phục tất cả thần lực. Cạc 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 suốt cục đợi đến lão tử ra sân, Bắc Hải ngạc thần cười to, ánh mắt khóa chặt chiến trường, nương theo đánh tới hai tộc một tông chiến sĩ phóng tới tu la thần điện minh quân. Bành, bành, nó bay quá nhanh, mấy tên ngăn tại nó phía trước tiên quân bị nó đánh trúng, trực tiếp bị đụng bạo thành huyết vụ, mạnh mẽ đâm tới, xô ra một con đường. Oanh, chiến trường phía trước một chỗ, hai vị thiên đế đấu pháp, tên này hắc long đế quốc thiên đế, còn có một đầu tám đầu thiên long chiến linh cùng một tên tuyết hoàng đế quốc thiên đế, vây giết một tên vũ nhân thiên đế, một tên thiên tinh kiếm tông thiên đế. Phốc phốc, hai người thổ huyết trở ra, căn bản đánh không lại cái này ba đạo thiên đế chiến lực. Hắc Long tê thiên trảo, vậy cái này Hắc Long đế quốc hậu kỳ thiên đế một trưởng nhô ra, yêu hóa che trời long trảo khấu trừ giết mà xuống, bao phủ diệt sát hướng hai người. Bạch, bất quá lúc này, một đạo đồng dạng vẩy và móng mang theo thần lực màu đen oanh đến, bành một tiếng, Long chảo sụp đổ, máu thịt be bét. A, à, cái này Hắc Long Thiên Đế kêu thảm thu tay lại, toàn bộ thủ trưởng trực tiếp bạo tạc. Một cỗ thần lực màu đen ăn mòn toàn bộ cánh tay mà lên. Bạch một thân ảnh, cơ hồ trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, song chảo bắt hắn lại bả vai hung hăng xé ra, thổi phù một tiếng, cái này Hắc Long Thiên Đế trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa, hóa thành hai đoạn khổng lồ Hắc Long vẫn lạc hàng dài. Tay không xé Long, một màn này, dọa sợ kia Tuyết Hoàng Đế Quốc Thiên Đế còn có Bát Long Chiến Linh bất quá một đạo hắc sắc đuôi mang, trong nháy mắt động mà qua, thổi phù một tiếng, hung hăng đâm xuyên cái này tuyết hoàng thiên đế đầu lâu, hủy diệt thần lực trực tiếp xóa sát thần hồn. Cái này tuyết hoàng thiên đế tử vong, thân thể cũng thay đổi thành một đầu to lớn tuyết hoàng chim rơi xuống trời cao. Ai? Hơn 4000 thiên phong quân chiến sĩ tổ hợp bát bộ thiên long chiến linh gặp một màn này, từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Oanh, mà lúc này, một đầu thân cao vạn mét, người mặc hắc sắc ngạc phải thần khải, ngạc bài thân người bỏ cặp kiếm đuôi quái vật xuất hiện tại bát bộ thiên long chiến linh trước mặt chết đi bắc hải ngạc thần nhe răng cười một quyền phun trào thần lực oanh sát mà ra cuồng bạo quyền mang thông thiên triệt địa trọng kích tại chiến linh thân thể bành tám đầu thiên long một nháy mắt bạo tạc đáng sợ hủy diệt thần lực tràn vào trong đó mấy ngàn người tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra một nháy mắt hóa thành cho tàn hoàn toàn chết đi gáy cách đó không xa mục phong một đạo vạn kiếm hỏa hoàng truy kích xóa bỏ một tên thiên tinh kiếm tông thiên đế về sau ánh mắt cũng khóa chặt hướng cái này Bắc Hải Ngạc Thần, bộc phát ra kinh người sát cơ. Người cái này ghê tởm người quái dị, đi chết, mất quá mục cuồng, đã nổi giận ở giữa trực tiếp giết hướng Bắc Hải Ngạc Thần, đồng dạng số ngàn mét thiên long chiến thần thân thể bá khí 10 phần. Trong cơ thể hắn thiên long thần lực phun trào, ngừng tụ năm đạo thiên long hư ảnh, gấp 5 lần thiên long chi lực, nhưng hắn thiên đế cảnh giới trung kỳ cảnh giới cũng có thể giết đỉnh phong thiên đế. Năm đạo kim sắc thiên long quyền kình gào thét sen lẫn mà ra, chấn vỡ thương khung, hung hăng đánh vào Bắc Hải Ngạc Thần thân thể. Bành, 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 gấp 5 lần thiên long chi lực gào thét, toàn bộ diệt sát tại Bắc Hải Ngạc Thần một người thân thể. Thế nhưng là, vỡ vụn không gian bên trong, Bắc Hải Ngạc Thần thân thể vậy mà một tia vết thương cũng không có để lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.